xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thật không dễ dàng gì khi thuyền trưởng Blackthorn tới gặp Toranaga bởi ông được bảo vệ nghiêm ngặt bằng những hàng rào samurai. Trải qua rất nhiều lễ nghi và sự khám xét cẩn trọng, cuối cùng Beckton cũng tới được căn phòng rộng, được bày trí trang trọng, là nơi làm việc của lãnh chúa Toranaga. Con tim anh luôn mách bảo phải giữ bình tĩnh khi đối diện với con người quyền lực này. Mặc dù đã cố gắng chấn tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán trong lòng bàn tay cứ túa ra. Thời gian như ngưng động khi vị lãnh chúa phụ trách quan đông bát tỉnh, tổng tư lệnh quân đội miền đông là Yoshi Toranaga xuất hiện ông có dáng vẻ thấp lùn, bụng phệ, đôi lông mày dày đen, mặc kimono màu nâu, có thắt lưng bằng vải bông, không có gì ấn tượng. Chỉ duy nhất có thanh gươm sáng loáng là đáng giá. Yoshi Toranaga gần như không để ý tới sự hiện diện của Blackthorn mà ông lại ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hiromatsu. Một lát sau, Toranaga ra lệnh cho thầy tu Martin Anvito phiên dịch cuộc trò chuyện giữa ông ta và Blackthorn. Liệu rằng cuộc trò chuyện này có giúp hai bên hiểu về nhau hay không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sogun của nhà văn Mỹ James Curvell. Isido cố ý không theo những nghi thức thông thường mà đi thẳng ngay vào vấn đề. Tôi lại phải hỏi lại. Câu trả lời của ngài cho hội đồng nhiếp chính là thế nào đây? Tôi nhắc lại. Với tư cách là chủ tịch hội đồng nhiếp chính, tôi cho rằng bất cứ một câu trả lời nào cũng là không cần thiết. Tôi đã làm một vài việc có tính chất quan hệ gia đình nho nhỏ, không có gì quan trọng không cần thiết phải trả lời. Ngài đã làm lễ đính hôn cho con trai Ngài. Tất cả những đám cưới đó đều là cho các chúa phong kiến hoặc họ hàng gần gũi của họ. Vậy thì không phải là nhỏ và hoàn toàn đi ngược lại lệnh của chủ chúng ta. Vâng, vị chủ đã quá cố của chúng ta. Tay cô chết đã được hơn một năm bất hạnh thay. Vâng, tôi tiếc cho cái chết của người anh rể của tôi tôi những muốn giá người còn sống vừa vẫn còn dìu dắt cho vận mệnh của đế quốc này toranaga vui vẻ nói thêm khoét thêm mãi vào vết thương nếu như anh rể tôi còn sống thì không còn nghi ngờ gì nữa người sẽ tán thành những mối quan hệ gia đình như thế này lời răn của người là áp dụng cho những cuộc hôn nhân phương hại tới sự kế vị của gia tộc của người tôi không làm phương hại đến gia tộc của người hoặc đến cháu tôi Yaemun công tử thừa kế. Tôi bằng lòng làm chúa của vùng Cuanto. Tôi không tìm kiếm thêm đất đai. Tôi sống hòa bình với các láng giềng của tôi và mong muốn hòa bình của họ được tiếp nối. Có Đức Phật chứng giám, tôi sẽ không phải là người đầu tiên phá vỡ hòa bình đâu. Trong sáu thập kỷ Vương quốc này đã héo tàn vì nội chiến liên miên. 35 năm trước đây, một daimyo nhỏ tên gọi là Goroda đã chiếm Kyoto, chủ yếu do Toranaga xúi dục. Hơn hai thập kỷ tiếp theo, người chiến binh này đã chinh phục một cách kỳ diệu nửa đất nước Nhật Bản, làm thành một núi đầu lâu và tuyên bố là nhà độc tài. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ mạnh để thỉnh cầu với hoàng đế đang trị vì phong cho ông ta chức shogun, mặc dù hình như ông ta là dòng dõi của một chi nhánh của Fujimoto. Thế rồi 16 năm về trước, Goroda bị một trong các tướng của mình ám hại và quyền lực của ông ta rơi vào tay chư hầu chính của ông và vị tướng xuất sắc nhất là người nông dân Nakamura. Trong bốn năm ngắn ngủi, tướng Nakamura được Toranaga Isido và những người khác giúp đỡ đã loại bỏ tất cả dòng giống của Goroda, đặt toàn bộ nước Nhật dưới quyền kiểm soát tuyệt đối duy nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người đã khuất phục được toàn vương quốc. Trong chiến thắng, ông tới Kyoto để bệ kiến thiên tử Go Nijo. Ở đó, bởi vì xuất thân nông dân cho nên Nakamura đã phải nhận tước hiệu kém hơn cơ von Paku cố vấn chính. Sau đó, ông đã từ bỏ tước đó nhường cho con trai và lấy tước hiệu là Taiko. Nhưng tất cả các daimyo đều cúi chào trước ông, kể cả Toranaga. Thật không thể tin được, nhưng đã có hòa bình hoàn toàn trong 12 năm, và năm ngoái Taiko đã chết. Thề có Đức Phật, Toranaga lại nói tôi sẽ không phải là người đầu tiên phá hòa bình nhưng ngài sẽ bước vào cuộc chiến đấy một người khôn ngoan phải dè chừng sự phản phúc phải không nào ở tỉnh nào cũng có những người xấu một số ở những cương vị cao cả hai chúng ta đều biết sự phản phúc không có biên cương trong lòng người đâu toranaga cứng người lại nơi tai cô để lại lời ký thác đoàn kết thì bây giờ chúng ta lại tách ra miền đông của tôi miền tây của ngài hội đồng nhiếp chính cũng chia rẽ các daimyo thì lục đục một hội đồng không còn thể điều hành nổi một làng xã có dòi bọ nói gì đến một đế quốc công tử thừa kế càng đến tuổi sớm chừng nào thì càng hay chừng nấy càng có một kabon paku sớm chừng nào càng hay chừng đó hay có lẽ là shogun Isido hỏi có ẩn ý. Cơ văn Paku hay Shogun hay Taiko thì quyền lực cũng chỉ là như thế thôi. Toranaga nói, có giá trị thực sự gì một cái tên gọi cơ chứ? Quyền lực, đó là điều quan trọng duy nhất. Goroda không bao giờ trở thành Shogun. Ông anh rể của tôi đã từng là nông dân, điều ấy thì có sao đâu. Gia đình của tôi cổ, điều ấy cũng có làm sao đâu. Ngài xuất thân tầng lớp thấp, điều ấy thì có sao. Ngài là một vị tướng, một lãnh chúa, thậm chí là một thành viên của hội đồng nhiếp chính. Sao lắm chứ, Isidore nghĩ. Ngài biết điều đó. Tôi biết điều đó. Mỗi Damio đều biết điều đó. Cả tai cô cũng biết điều đó luôn. Iaemon bảy tuổi. Bảy năm nữa công tử sẽ trở thành Kuan Paku. Cho đến lúc đó. Trong tám năm nữa, thưa tướng quân Sido. Đó là luật lịch sử của chúng ta. Khi cháu tôi mười lăm tuổi, nó trở thành người lớn và được nối ngôi. Cho đến lúc đó thì năm nhiếp chính chúng ta cai trị theo danh nghĩa của cháu tôi. Đó là ý muốn của chủ chúng ta. Đúng và người cũng ra lệnh không một con tin nào được các vị nhiếp chính sử dụng để chống lại nhau lệnh bà ochiba mẹ của công tử thừa kế được giữ làm con tin trong lâu đài của ngài ở yodo để bảo đảm cho sự an toàn của ngài ở đây và như vậy là vi phạm lời di trúc của người ngài đã chính thức đồng ý tuân theo những điều khoản của người cũng như tất cả các quan nhiếp chính khác Ngài còn ký vào cả bản cam kết bằng chính máu của mình nữa đấy. Toranaga thở dài. Lệnh bà Ochiba đang ở thăm Iedo, nơi em gái độc nhất của người đang đau đẻ. Em gái của người lấy con trai và là người thừa kế của tôi. Chỗ của con trai tôi ở Iedo, trong khi tôi đang ở đây. Còn gì tự nhiên hơn một người chị đi thăm một người em vào một thời điểm như thế này chứ? người có được tôn xứng không có lẽ tôi sẽ có một đứa cháu nội đầu tiên đúng không nào mẹ của công tử thừa kế là người phụ nữ quan trọng nhất trong toàn đế quốc này người không nên ở trong isidore đã định nói trong tay phủ thủy nhưng ông dừng lại trong một thành phố không bình thường ông dừng lại rồi nói thêm một cách rõ ràng Hội đồng muốn ngài ra lệnh cho bà về nhà ngay hôm nay. Toranaga tránh cái bẫy. Tôi nhắc lại, lệnh bà Ochiba không phải là con tin, vì thế không thuộc lệnh của tôi và không bao giờ là như thế cả. Thế thì, để tôi nói một cách khác nhé. Hội đồng yêu cầu sự có mặt của lệnh bà ở Osaka ngay tức khắc. Ai yêu cầu cái đó? Tôi. Tôi chúa Sujiyama, chúa Onoshi và chúa Kiyama. Chúng tôi tất cả đều đồng ý đợi ở đây cho đến khi lệnh bà quay trở lại Osaka. Và đây là chữ ký của họ. Toranaga giận tím gan. Cho đến nay ông vẫn điều khiển hội đồng để cho số phiếu luôn phân làm hai hoặc làm ba. Ông chưa bao giờ thắng Isido được 4-1, nhưng cũng chưa bao giờ Isido thắng được ông như thế bốn chống lại một, có nghĩa là cô lập và tai họa. Tại sao Onoshi lại phản bội chứ? Và Kiyama nữa, cả hai kẻ thù không thể hòa giải được ngày trước khi họ cải đạo theo tôn giáo ngoại lai. Isido bây giờ đã nắm giữ họ như thế nào rồi? Isido biết mình đã làm cho kẻ thù tơi tả, nhưng còn một bước nữa mới tới thắng lợi. Vì thế phải áp dụng kế hoạch mà ông và Onoshi đã thỏa thuận tất cả các quan nhiếp chính chúng tôi đồng ý là đã đến lúc chấm dứt những kẻ nào đang âm mưu lật đổ quyền bính của chủ chúng ta và giết công tử thừa kế. Những kẻ phản bội sẽ bị kết tội. Chúng sẽ bị bêu dếu ở ngoài phố, nhưng tên tội phạm bình thường cùng với tất cả dòng giống của chúng rồi sẽ bị hành quyết như những tên tội phạm bình thường. Bất kể là ai, là Fujimoto, Takashima, xuất thân thấp hèn, xuất thân cao sang và ngay cả chính minowara một ngọn lửa giận bùng cháy trong lòng mỗi samurai của toranaga bởi vì một sự xúc phạm như vậy đối với những gia đình vương giả là điều không thể nghĩ tới liền đó một samurai trẻ tuổi usagi cháu rể nội của hiromatsu nhổm lên bừng bừng sát khí anh rút xoạt lưỡi gươm giết chóc nhảy tới ishido thanh gươm trần sẵn sàng xả thịt. Isido đã chuẩn bị cho nhát gươm chí mạng này và không làm một cử động nào để tự vệ. Đây chính là điều ông đã vạch kế hoạch ra, mong nó xảy ra. Các tùy tòng của ông đã được lệnh không ai được can thiệp chờ cho ông chết đã. Nếu ông, Isido, bị giết ở đây lúc này bởi một samurai của Toranaga, thì toàn thể quân đồn trú ở osaka sẽ lao vào một cách hợp pháp và sẽ giết chết ông ta bất kể có là con tin hay không sau đó lệnh bà ochiba sẽ bị các con của toranaga giết đi để trả thù các quan nhiếp chính còn lại sẽ buộc phải liên kết để chống lại gia tộc ioshi lúc này đã bị cô lập và sẽ bị tiêu diệt chỉ lúc này thì việc thừa kế của công tử mới được đảm bảo vợ ông Isido hẳn đã làm tròn bổn phận của mình đối với Taiko. Nhưng nhát gươm đó không tới. Vào phút cuối cùng, Usagi tỉnh lại, run run tra gươm vào bao. Xin lỗi chúa công Todanaga, anh quỳ mọp xuống nói, tôi không thể nào chịu được sự sỉ nhục để chúa công phải nghe thấy những điều, những điều nhục mạ kia. Tôi xin phép được tôi xin lỗi và tôi xin được phép tự sát ngay bởi vì tôi không thể sống được với nỗi hổ thẹn này nữa. Mặc dù Toranaga ngồi yên lặng, ông đã sẵn sàng ngăn nhát gươm và ông biết Hiromatsu cũng sẵn sàng cả những người khác nữa và như vậy có lẽ Isido cũng chỉ đến bị thương mà thôi. Ông cũng hiểu vì sao Isido lại lăng nhục và kích động như vậy ta sẽ trả ngươi một sự tàn ác như vậy, Isido. Ông thầm hứa. Toranaga nói với người trẻ tuổi đang quỳ kia. Tại sao ngươi dám nghĩ những điều Chúa Isido nói lại có thể là điều sỉ nhục đối với ta chứ? Tất nhiên, Ngài không bao giờ lại vô lễ như thế cả đâu. Tại sao ngươi dám nghe những câu chuyện không liên quan gì tới nhà ngươi? Không, ngươi không được phép tự sát đó là một vinh dự ngươi không có vinh dự cũng không có kỷ luật ngươi sẽ bị đóng đinh như một kẻ tội phạm bình thường thôi gươm của nhà ngươi sẽ bị bẻ gãy và chôn trong khu cùng đinh đầu ngươi sẽ bị cắm vào cọc cho tất cả mọi người chế giễu với một tấm biển đề con người này sinh nhầm làm samurai tên hắn không còn nữa Với một cố gắng cực kỳ to lớn, Usagi kiềm chế hơi thở của mình, nhưng mồ hôi ròng ròng và nỗi xấu hổ hành hạ anh. Anh cúi chào Toranaga, lĩnh nhận số phận của mình với vẻ bình tĩnh bên ngoài. Hiromasu tiến lại, rút cả hai thanh gươm ra khỏi thắt lưng đứa cháu rể nội. "Thưa chúa công Toranaga." Ông nói một cách trang trọng, xin ngài cho phép tôi được thực hiện mệnh lệnh của ngài toranaga gật đầu chàng thanh niên chào một lần cuối rồi bắt đầu đứng lên nhưng hiroshima đẩy anh xuống samurai đi ông nói con người đi nhưng mày không phải cả hai thứ đó mày sẽ bò tới cái chết của mày usagi lặng lẽ vâng lời tất cả căn phòng ấm lên bởi sức mạnh của tính kỷ luật của người thanh niên đó và mức độ can đảm của anh anh sẽ được tái sinh là một samurai họ tự nhủ một cách hài lòng đêm hôm đó todaraga không sao ngủ được đây là điều lạ đối với ông bởi vì bình thường ông có thể lùi vấn đề cấp bách nhất đến hôm sau biết rằng nếu ông còn sống đến ngày hôm sau ông sẽ có thể giải quyết nó một cách tốt nhất. Từ lâu, ông đã phát hiện ra rằng, một giấc ngủ bình yên có thể đem lại câu trả lời cho những điều rắc rối nhất, mà nếu không chăng nữa thì cũng có gì là quan trọng đâu. Phải chăng, cuộc đời chỉ là một giọt xương trong một giọt xương? Nhưng đêm nay, có quá nhiều điều bối rối để suy nghĩ mình sẽ làm gì đây với Isido? Tại sao Onoshi lại chạy sang phía kẻ địch? Mình sẽ xử lý với hội đồng thế nào đây? Các cha cố đạo cơ đốc lại xen vào ư? Cuộc ám sát sẽ từ đâu tới? Khi nào mình sẽ phải đương đầu với Yabu? Và mình phải làm gì với tên dọ này đây? Hắn ta có nói đúng sự thật hay không? Lạ lùng, sao tên dợ từ biển Đông đến đúng vào lúc này chứ? Phải chăng là một điểm báo đây? Có phải karma của hắn là ngòi lửa châm thùng thuốc súng hay không? Karma là một từ Ấn Độ mà người Nhật du nhập vào một phần của triết học nhà Phật nói tới số phận của một con người trong cuộc đời. Số phận của anh ta đã được định đoạt không thể thay đổi bởi những việc đã làm ở kiếp trước những việc làm tốt sẽ cho anh ta một địa vị tốt đẹp hơn trong cái cuộc đời này những việc làm xấu thì ngược lại cũng như vậy những việc làm tốt đẹp của kiếp này sẽ ảnh hưởng tới kiếp sau một con người được tái sinh khôn cùng trong cái thế giới đầy nước mắt này cho đến tận khi sau những chịu đựng đau khổ và học tập qua nhiều cuộc đời cuối cùng trở thành hoàn thiện tới cõi niết bàn xứ sở của an bình tuyệt đối không phải chịu nỗi đau khổ tái sinh. Lạ thay Đức Phật hay một vị thần nào đó, có lẽ chính là các ma, đã đưa Anjin San tới thái ấp của Yabu. Lạ là ở chỗ anh ta lại dạt vào đúng cái làng nơi Mura, mật vụ của hệ thống gián điệp Izu đã được xây dựng từ nhiều năm về trước, ngay dưới mũi của tay cô và một tên bố mắc dịch của Yabu. Lạ nữa là ở chỗ, Túc San cũng có mặt ở Osaka này để phiên dịch, chứ không phải ở Nagasaki như ông ta vẫn thường ở. Ông ta cũng là tu sĩ trưởng ở Osaka này, cả viên thuyền trưởng Bồ Đào Nha nữa. Và lạ là chỗ viên hoa tiêu Rodrigo đã đưa Hiromatsu tới Anjio đúng lúc để bắt sống tên dở và chiếm lĩnh súng ống. Rồi lại có cả Kasugi Omi, con trai một người sẽ dâng cho ta đầu của Yabu, chỉ cần ta cong một đầu ngón tay lại. Cuộc sống đẹp và cũng đáng buồn thay. Biết mấy phù du, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ một hiện tại khôn cùng mà thôi. Toranaga thở dài, chỉ có một điều chắc chắn, tên dọ sẽ không bao giờ đi đâu cả sống hay chết anh ta sẽ là một bộ phận của vương quốc này mãi mãi tay ông nghe thấy tiếng bước chân hầu như không nhận ra được đang tiến đến gần và gươm của ông đã sẵn sàng đêm nào ông cũng thay đổi phòng ngủ thay đổi những người gác và khẩu lệnh để đề phòng những tên ám sát luôn luôn rình rập ông bước chân dừng lại ở bên ngoài cửa soji dẫu nghe thấy tiếng nói của hiromatsu và khẩu lệnh nếu chân lý đã sáng tỏ thì trầm tư còn nghĩa gì đây thế nếu chân lý bị che giấu toranaga nói nó đã sáng tỏ rồi hiromatsu đã trả lời đúng đó là câu nói của một nhà sư thời xưa saraha mời vào chỉ khi toranaga thấy đúng là người cố vấn của mình ông mới buông lơi tay kiếm ngồi xuống đi tôi nghe thấy đại nhân chưa ngủ tôi nghĩ có thể ngài cần gì chăng không cảm ơn toranaga nhìn những đường hằn sâu quanh mắt ông già tôi sung sướng được thấy ông ở đây ông bạn của tôi ông nói đại nhân có chắc rằng ngài vẫn được bình thường không ồ oh, có chứ vậy tôi sẽ rời đi xin lỗi đã làm phiền chúa công không mời vào tôi rất mừng là ông đã đến ngồi xuống đi ông già ngồi bên cạnh cửa lưng thẳng tôi đã tăng gấp đôi số linh gác tốt rồi một lúc sau hiromatsu nói rằng về cái thằng điên rồ đó mọi thứ đã được làm như ngài ra lệnh mọi thứ ạ. À. Cảm ơn ông. Vợ nó, con cháu nội tôi ngay sau khi nghe thấy bản án, đã xin phép cho nó tự tử để theo chồng và con trai nó về cõi vô cùng. Tôi từ chối và ra lệnh cho nó chờ đã đợi sự đồng ý của đại nhân. Hiromatsu ứa máu ở bên trong. Cuộc đời khủng khiếp quá. Ông đã làm đúng rồi đấy. Tôi chính thức xin phép đại nhân cho tôi kết thúc cuộc sống của mình. Điều thằng nhỏ làm đưa đại nhân vào tình trạng nguy hiểm chết người, nhưng đó chính là lỗi của tôi. Đáng lý tôi phải phát hiện được khuyết tật của nó, tôi đã phụ lòng đại nhân rồi. Ông không nên tự sát đâu. Xin đại nhân, tôi chính thức xin được phép ạ. À? Không, người ta cần ông sống kìa. Vâng tôi sẽ tuân lệnh đại nhân. Nhưng xin ngài hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Lời xin lỗi của ông đã được chấp nhận. Rồi một lát sau, Toranaga nói, còn tên dợ thì sao? Nhiều vấn đề lắm, thưa đại nhân. Một là, nếu đại nhân không đợi tên dợ ngày hôm nay thì đại nhân đã đi săn chim ưng từ sáng sớm và Isido đã chẳng nhừ đại nhân vào một cuộc gặp gỡ tẩm lợm kia. Bây giờ, Ngài không còn một khả năng nào khác là buộc phải tuyên chiến với ông ta, nếu như Ngài có thể thoát khỏi tòa lâu đài này và trở về Iedo. Thế hai là 343 và 143. Thưa Chúa Todanaga, tôi không thể sánh được sự khôn ngoan của Ngài, nhưng đến như tôi còn có thể thấy tất cả những điều chúng ta được lũ dọa phương Nam hướng dẫn để tin là không thật. Hiromatsu sung sướng được nói chuyện. Nó làm nhẹ đi nỗi đau thương. Nhưng có hai tôn giáo cơ đốc thù địch nhau. Và nếu Bồ Đào Nha là một bộ phận của quốc gia Tây Ban Nha lớn hơn, và nếu đất nước của tên dợ mới này, dù nó gọi là cây gì đi nữa, khai chiến với cả hai và thắng họ. Và nếu cái đất nước đó cũng là một hải đảo giống như nước chúng ta, và một chữ nếu to hơn hết, nếu hắn ta nói đúng sự thật và nếu ông thầy tu nói đúng những điều tên dợ nói. Vâng, đại nhân có thể sắp xếp tất cả những chữ nếu ấy lại với nhau và rút ra ý nghĩa và một kế hoạch. Tôi không thể biết được. Xin lỗi ngài. Tôi chỉ biết những điều tôi nhìn thấy ở Anjiro và trên tàu. Anjin-san có cái đầu rất khỏe. Hắn ta hiện nay rất yếu, có thể là do cuộc hành trình dài và rất giỏi ở ngoài khơi tôi không hiểu điều gì về hắn ta cả tại sao là một người như hắn lại cho phép người khác đái vào lưng mình tại sao hắn ta lại cứu mạng iabu sau những điều con người ấy đã làm đối với hắn ta và cứu cả mạng kẻ thù tự nhận người bồ đầu nha là rodrigo đầu óc tôi quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi như vậy y như thể nó chịu nặng vì rượu sake. Hiromasu dừng lời. Ông rất thận trọng. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta nên giữ hắn ta trên mặt đất và tất cả những người như hắn ta, và giết tất cả bọn họ đi một cách nhanh chóng. Thế còn Yamu, ra lệnh chúng ta tự sát ngay đêm nay. Tại sao? Ông ta không biết phép tắc là gì. Đại nhân đã dự đoán trước tất cả những điều ông ta làm khi tôi đến Anizo. Ông ta đã định đánh cắp tài sản của đại nhân. Và ông ta là một thằng nói dối, không cần phải mất thời giờ gặp ông ta sáng mai như đã định làm cái gì. Mà hãy để tôi đem lệnh của đại nhân tới ông ta ngay bây giờ. Trước sau đại nhân cũng phải giết ông ta. Tốt nhất là làm ngay lúc này khi không có chư hầu của ông ta ở xung quanh. Tôi khuyên đại nhân không nên chậm trễ có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ở cửa trong. Tora-chan. Toranaga mỉm cười như ông luôn luôn mỉm cười khi nghe tiếng nói đặc biệt ấy với cách gọi tên rút gọn đặc biệt. Ô oh, Kirisan đấy ư? Vâng, chúa công. Hai người đàn ông đáp lễ. Kiri khép cửa và bận rộn chuyên trà. Bà 53 tuổi, to béo, người trông nom các thị sĩ của Toranaga bà Kirisubo Toniso tên hiệu là Kiri. Người phụ nữ có tuổi nhất trong triều đình của ông. Tóc bà điểm bạc, eo hơi to, nhưng nét mặt bà ánh lên một niềm vui bất tận. Chúa công không nên thức. Không, không thức vào giờ này trong đêm. Torachan. Trời sắp sáng rồi. Và tôi chắc là chúa công sẽ còn lên đồi với lũ chim ưng của mình có phải không ạ? Chúa Công cần ngủ đi. Đúng thế, Kiri-chan. Toranaga vỗ mông bà một cách trìu mến. Chúa Công đừng gọi tôi là Kiri-chan nữa. Kiri cười. Tôi là một phụ nữ già và tôi cần sự kính trọng. Những người phụ nữ khác của Chúa Công cũng cho tôi đủ sự rắc rối rồi. Kirisubosan, Chúa Công làm ơn gọi thế cho. Thưa Toranaga, Đấy, ông thấy chưa? Hiromatsu Sau 20 năm, bà ấy vẫn cố gắng chế ngự tôi Xin lỗi, hơn 30 năm rồi, thưa Torasama Bà nói một cách kiêu hãnh Và lúc ấy, ông cũng dễ khiến như bây giờ Khi Toranaga ở tuổi 20 Ông cũng đã từng làm con tin của Ikawa chuyên chế Chúa của miền Suruga và Tomoti cha của Ikawa Juku hiện nay kẻ thù của Yabu. nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sogun của nhà văn Mỹ James Melville. Cuộc trò chuyện giữa thuyền trưởng Blackton và Toranaga, phần nào giúp vị lãnh chúa này hiểu hơn về nước Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các nước này đã từng hiềm khích với nhau vì sự bất đồng về tôn giáo, điều đó đã ảnh hưởng thế nào tới tương lai của đất nước họ. <laughs> xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi lãnh chúa Toranaga đang lên kế hoạch thôn tính bình định những vùng đất mới, thì thuyền trưởng Blackthorn lại đang phải vật vã chống lại cái đói, cái rét để dành chén cơm manh áo với những tù nhân khác trong xà lim. Blackthorn đang cố gắng để được tồn tại trong những căn phòng tối tăm ẩm thấp thì bất ngờ gặp được cha Domingo, người có công sáng lập dòng tu hành khất yêu thương mọi sinh linh. Đêm đến, cha Domingo giải thích để Blackthorn hiểu tại sao trên thế giới luôn có những cuộc xung đột chém giết lẫn nhau. Tại sao thế lực Jesuit thực chất chỉ là những kẻ lái buôn cho vay nặng lãi. Chúng có những con tàu đen chuyên chở hương liệu, vàng bạc, những loại hàng hóa giá trị. Đã buộc Đức Giáo Hoàng luôn phải mở rộng thông thương để chúng tự do buôn bán trong khu vực châu Á. Liệu rằng những thông tin này có ảnh hưởng tới kế hoạch của đội tàu do thuyền trưởng Blackthorn chỉ huy không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Shogun của nhà văn Mỹ James Covell. Blackthorn thấy có phản ứng ngay tức khắc trên gương mặt Mariko. Và khi bà ta dịch, cũng thấy có phản ứng trên gương mặt của Toranaga nữa. Cứ mặc cho bà ta và cố gắng đơn giản. Anh tự nhủ mình. Quân lính Nhật Bản ư? Ừ, ông muốn nói là những samurai. Tôi cho rằng ronin thì có lẽ đúng hơn. Ông nói là một bản đồ bí mật đức ông muốn biết làm sao ông lấy được nó có một người tên là peter suydehov người hà lan là thư ký riêng của tổng giám mục ở hoa đó là danh hiệu tu sĩ thiên chúa giáo đứng đầu ở hoa thủ phủ của thuộc địa bồ đào nha tại ấn độ tất nhiên các vị đều biết là người bồ đào nha đang tìm cách chiếm lục địa này bằng vũ lực với tư cách là thư ký riêng của vị tổng giám mục này vốn cũng là phó vương Bồ Đào Nha. Mọi tài liệu đều qua tay ông ta hết. Sau nhiều năm, ông ta lấy được một số hải đồ đem chép lại. Những hải đồ này cho thấy những bí mật về con đường đi qua eo biển Magellan và cũng cho biết cách vượt quanh mũi hảo vọng. Những chỗ cạn và đá ngầm từ qua đến Nhật Bản, qua Macau. Hải đồ của tôi là về eo biển Magellan, Tôi mất giấy tờ của tôi cùng với chiếc thuyền kia rồi. Những giấy tờ ấy rất quan trọng và có thể có giá trị to lớn đối với đức ông Toranaga. Chúa công tôi nói sẽ ra lệnh tìm kiếm ngay. Xin ông nói tiếp đi. Khi hốp trở về Hà Lan, ông ta bán các tài liệu đó cho công ty thương mại Đông Ấn, là công ty được phép độc quyền thăm dò vùng Viễn Đông. Mariko lạnh lùng nhìn anh. Người đó là một gián điệp lấy tiền, phải không? Vâng, ông ta được người ta trả tiền bản đồ đó. Phong tục của họ là như vậy. Họ thưởng công một người như thế. Không phải thưởng bằng danh tước hoặc cấp đất, mà chỉ là tiền thôi. Hà Lan là một nước Cộng Hòa. Tất nhiên, thưa Senora, nước tôi và các đồng minh của nước tôi, Hà Lan, đang có chiến tranh với tây ban nha và bồ đào nha trước kia nữa cũng có chiến tranh trong nhiều năm thưa senora bà cũng hiểu rằng trong chiến tranh tìm ra bí mật của kẻ địch là điều rất quan trọng marico quay lại nói một tràng dài chúa công tôi nói tại sao viên tổng giám mục đó lại dùng một kẻ thù chứ vâng Peter Swedehoff có kể cho tôi nghe rằng vị tổng giám mục đó vốn là tu sĩ dòng tên, chỉ quan tâm đến buôn bán mà thôi. Swedehoff đã làm cho thu nhập của họ tăng gấp đôi, cho nên ông ta rất được họ cưng chiều. Ông ta là một thương gia hết sức khôn ngoan. Người Hà Lan thường giỏi hơn người Bồ Đào Nha về mặt này, cho nên người ta đã không kiểm tra kỹ giấy tờ giới thiệu của ông ta. Với lại, nhiều người mắt xanh tóc vàng, người Đức và những người châu Âu khác cũng là người thiên chúa giáo. Blackthorn đợi cho đến khi dịch xong mới thận trọng nói thêm rằng, Ông ta là trùm gián điệp Hà Lan ở châu Á, một người lính của đất nước ông ta, và ông ta đã đưa được người của mình lên tàu thuyền Bò Đào Nha. Xin bà nói với đức ông Toranaga rằng, không có sự buôn bán với Nhật Bản, Thuộc địa bồ đào nha ở Ấn Độ không thể tồn tại lâu được đâu. Toranaga nhìn chằm chập vào bản đồ, trong khi Mariko nói. Không thấy ông có phản ứng gì, Thôn thắc mắc, không biết là Mariko có dịch hết hay không. Chúa công tôi muốn có một bản đồ thế giới chi tiết trên giấy càng sớm càng tốt, chỉ rõ tất cả các căn cứ bồ đào nha và số ronin ở mỗi căn cứ đó. Đức ông nói xin ông nói tiếp đi. Blackthorn biết rằng mình đã tiến thêm được một bước khổng lồ rồi. Nhưng đứa bé ngáp cho nên anh quyết định đổi hướng, tuy vẫn chiếu vào những bến cảng đó. Thế giới chúng tôi không phải bao giờ cũng thế này, chẳng hạn phía nam con đường này chúng tôi gọi là xích đạo, bốn mùa lại đảo ngược khi chúng ta ở vào mùa hạ thì họ ở vào mùa đông. Khi ở ta đang mùa hạ thì họ rét cống rồi. Sao lại thế chứ? Tôi không biết nhưng đúng là như vậy. Con đường đến Nhật Bản là đi qua một trong hai eo biển phía nam đó. Người Anh chúng tôi đang tìm một con đường đi qua phía bắc hoặc ở phía đông bắc qua Siberia hoặc là tây bắc qua châu Mỹ tôi đã đi lên phía bắc đến tận chỗ này rồi. Đất đai ở đó luôn luôn đóng băng và luôn luôn có tuyết rơi. Rét thì gần như quanh năm. Đến nỗi nếu không đeo bao tay bằng lông thú thì ngón tay sẽ lạnh cóng ngay. Dân sống ở đó gọi là người Lapland. Quần áo của họ đều bằng da lông thú. Đàn ông đi săn, còn đàn bà làm đủ mọi việc phần lớn công việc của đàn bà là may tất cả các quần áo muốn vậy họ phải nhai da thú cho mềm ra mới khâu được. Mariko bật cười to. Blackthorn mỉm cười với nàng. lúc này cảm thấy tự tin hơn. đúng thế đấy thưa Senora Honto. Sorewa Honto Desuka? Toranaga nóng nảy hỏi. cái gì đúng? Mariko lại càng cười to hơn và nói cho ông biết, tất cả đều cười vang. Tôi đã sống với họ gần một năm rồi. Chúng tôi bị kẹt giữa các tảng băng, phải đợi cho băng tan. Thức ăn của họ là cá, hải cẩu, đôi khi còn là gấu bắc cực và cá voi nữa. Những thứ đó họ ăn sống hết. Món ngon nhất họ ưa thích nhất là mỡ cá voi sống. Ô, thôi đi, Anjin-san làm gì có chuyện đó đúng thật mà và họ sống trong những ngôi nhà nhỏ tròn hoàn toàn đắp bằng tuyết và họ không tắm rửa bao giờ sao không tắm bao giờ ư anh lắc đầu và quyết định không nói cho bà ta biết là ở anh người ta cũng rất ít khi tắm ít hơn cả ở bồ đào nha và tây ban nha là những nước rất nóng bức marico dịch lại Toranaga lắc đầu có vẻ không tin tưởng. Chúa công tôi nói rằng như thế là bịa đặt quá đáng rồi. Không ai có thể sống mà lại không tắm. Ngay cả dân không có văn minh nữa. Sự thật là như thế mà, hon to. Anh bình tĩnh nói và giơ tay lên. Tôi xin thề trước Chúa Giêsu Nazareth và trước linh hồn tôi. Tôi thề đó là sự thật. Mariko im lặng chăm chú nhìn anh. Tất cả ư? Ứ... Vâng. Đức ông Toranaga muốn biết sự thật. Tôi nói dối để làm cái gì? Mạng tôi trong tay đức ông đây. Có thể dễ dàng chứng minh được. Không. Nói cho đúng ra thì rất khó có thể chứng minh được những điều tôi nói. Phải đi tới đó và tự mắt nhìn thấy kia. Chắc chắn người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là kẻ thù của tôi, sẽ không ủng hộ tôi đâu. Nhưng vì Đức ông Toranaga muốn biết sự thật, Đức ông có thể tin tôi nói sự thật. Mariko suy nghĩ một lát, rồi nàng cẩn thận dịch lại đầy đủ những điều anh nói. Nàng lại nói tiếp, Đức ông nói không thể nào tin được lại có người không tắm mà có thể sống được đấy. Vâng, nhưng đây là những vùng đất rất lạnh. Thói quen của họ khác với các vị, khác với tôi. Chẳng hạn ở nước tôi mọi người tin tắm là nguy hiểm cho sức khỏe. Còn bà tôi, Granny Jacoba thường nói: Tắm khi ra đời rồi tắm một lần nữa khi khâm liệm là sẽ được lên thiên đường luôn. Thật khó tin quá. Một số phong tục của các vị cũng rất khó tin nhưng đúng là tôi đã tắm nhiều lần trong thời gian ngắn ở nước các vị hơn bao nhiêu năm trước đây cộng lại tôi thẳng thắn thừa nhận rằng tôi có thấy sảng khoái hơn thật rồi anh mỉm cười bây giờ tôi không còn tin tắm là nguy hiểm nữa như thế là đến nơi đây tôi đã có lợi rồi có phải không ạ à? ngẫm nghĩ một lát Mariko nói vâng rồi dịch lại cho toranaga kiri nói anh ta thật lạ lùng lạ lùng nê mariko san bà nhận xét anh ta như thế nào toranaga hỏi tôi tin là anh ta nói thật hoặc anh ta tin mình nói thật rõ ràng hình như anh ta có thể có một giá trị lớn lao đối với ngài đấy thưa đức ông chúng ta còn biết quá ít về thế giới bên ngoài cái đó có giá trị đối với ngài không? Tôi không biết. Nhưng hầu như anh ta từ trên trời rơi xuống hoặc từ dưới biển nổi lên. Nếu anh ta là kẻ thù của người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thì tin tức của anh ta đem lại, giả sử như có thể tin được, có lẽ sẽ có ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với quyền lợi của Đức ông. nên Đúng đấy, Kiri nói. Yamun Sama Cháu nghĩ thế nào? Cháu ấy à, thưa chú. Ồ, cháu thấy anh ta xấu xí. Cháu không ưa bộ tóc vàng hoe và cặp mắt mèo của anh ta đâu. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là người cả. Đứa bé nói thẳng một hơi. Cháu rất mừng là mình không sinh ra là một tên man dợ như anh ta, mà là một samurai như cha cháu. Ta có thể đi bơi được không, chú? Để mai, Yiemon Toranaga nói và Phật ý vì không nói chuyện trực tiếp được với viên hoa tiêu kia. Trong khi họ trò chuyện với nhau thì Blackthorn quyết định là đã đến lúc rồi. Khi ấy Mariko vừa quay lại. "Chúa công tôi hỏi tại sao ông lại lên phương Bắc?" "Tôi là hoa tiêu của một chiếc tàu. Chúng tôi tìm một con đường lên phía đông bắc, thưa Senora. Nhiều điều tôi nói nghe có vẻ buồn cười đấy, tôi biết vậy. Chẳng hạn, 70 năm trước đây, vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã long trọng ký một hiệp ước chia đôi quyền sở hữu về thế giới. Cái thế giới chưa được phát hiện. Do nước của các vị rơi vào nửa của người Bồ Đào Nha, cho nên chính thức mà nói nước các vị thuộc Bồ Đào Nha. Đức ông Toranaga, bà, tất cả mọi người, lâu đài này và mọi thứ trong lâu đài là trao cho bồ đào nha ồ thôi ngay đi Anjin san xin lỗi thật là vô lý tôi đồng ý rằng sự ngạo mạn của họ là không thể tưởng tượng được nhưng đúng là như thế thật Mariko dịch ngay lập tức và toranaga cười lớn một cách giễu cợt đức ông toranaga nói rằng Đức ông cũng có thể chia đôi thiên giới với hoàng đế Trung Hoa được, nên xin bà nói với đức ông rằng tôi xin lỗi, không hẳn như thế đâu." Blackthorn nói, "Anh biết mình đang đi trên miếng đất nguy hiểm rồi. Việc đó đã được viết thành văn bản hợp pháp đem lại cho mỗi ông vua quyền chiếm lấy bất cứ đất đai nào không theo đạo Thiên Chúa do thần dân của họ phát hiện ra và tiêu diệt chính quyền ở đó." thay nó bằng chế độ cai trị của Thiên Chúa giáo. Trên bản đồ, ngón tay anh vạch một đường từ bắc xuống nam chia đôi Brazil. Mọi cái ở phía đông con đường này là của Bồ Đào Nha, mọi cái ở phía tây là của Tây Ban Nha. Pedro Cabral đã tìm ra Brazil vào năm 1500, cho nên bây giờ Brazil thuộc Bồ Đào Nha. Văn hóa bản địa và những người cai trị hợp pháp bị tiêu diệt và bồ đào nha trở nên giàu có với vàng và bạc lấy từ các mỏ và cướp của các đền ở nước đó phần còn lại của châu mỹ phát hiện được cho đến nay là thuộc quyền sở hữu của, của tây ban nha gồm có mexico peru gần như toàn bộ lục địa phía nam họ đã diệt dân tộc inca xóa bỏ nền văn hóa của dân tộc này bắt hàng trăm nghìn người inca làm nô lệ bọn viễn chinh có súng ống hiện đại còn thổ dân thì chẳng có gì đi theo bọn viễn chinh là các tu sĩ chẳng bao lâu một số vua chúa của họ đã cải đạo và sự hằn thù cũng mòn mỏi đi thế rồi vua chúa này bị xúi dục đánh vua chúa kia và vương quốc đó bị nuốt dần từng mảnh một bây giờ Tây Ban Nha là quốc gia giàu nhất thế giới. Chúng tôi nhờ số vàng bạc của người Inca và người Mexico mà họ đã cướp được đưa về Tây Ban Nha. Lúc này Mariko có vẻ nghiêm trọng. Nàng đã nhanh chóng nắm được ý nghĩa bài học của Blackthorn và Toranaga cũng vậy. Chúa công tôi nói, đây là một cuộc trò chuyện vô bổ. Làm sao họ lại có thể cho mình những quyền như thế được cơ chứ? Không đâu. Họ không tự cho mình những quyền đó." Blackthorn nghiêm trang nói. "Giáo hoàng cho họ những quyền đó, và đích thân giáo hoàng, người đại diện cho chú Kitô trên trái đất, đánh đổi lấy việc truyền đạo." "Tôi không tin." Mariko thốt lên. "Xin bà hãy dịch lại những điều tôi nói." Honto đấy thưa Senora. Mariko dịch lại và nói rất dài, rõ ràng là bối rối. Rồi thêm. Chúa công tôi. Chúa công tôi nói rằng ông chỉ tìm cách đầu độc người chống lại những kẻ thù của ông thôi. Sự thật thì thế nào? Thưa Senyo, ông phải lấy tính mạng mình đảm bảo đây nha. Giáo hoàng Alexander VI đã định ra đường phân danh đầu tiên vào năm 1493. Blackthorn bắt đầu tiếp. Lòng thầm cảm ơn Alban Caradoc đã nhồi nhét vào đầu anh nhiều chuyện như thế khi anh còn trẻ tuổi. Và cảm ơn cha Domingo đã cho anh biết về lòng kiêu hãnh của người Nhật và ý nghĩ của người Nhật. Năm 1506, giáo hoàng Julius II phê chuẩn những thay đổi trong hiệp ước Tordesillas do Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ký vào năm 1494, sửa lại đường ranh giới đôi chút. Giáo hoàng Clement VII phê chuẩn hiệp ước Saragossa vào năm 1529, chỉ mới cách đây có 70 năm, và vạch ra một đường thứ hai ở chỗ này này. Ngón tay anh vạch một đường kinh tuyến trên cát, cắt qua mũi chót phía nam của Nhật Bản. Điều đó đem lại cho Bồ Đào Nha toàn quyền đối với nước các vị, đối với tất cả các nước này, từ Nhật Bản, Trung Hoa đến Châu Phi, theo cách tôi đã nói. Để độc quyền bóc lột bằng mọi phương tiện, đánh đổi lấy việc truyền đạo Thiên Chúa. Anh lại chờ, và người phụ nữ ngập ngừng, bấn loạn, và anh có thể cảm thấy sự bực tức của Toranaga mỗi lúc một tăng thêm vì phải đợi Mariko dịch lại. Mariko gắng gượng mở miệng, nhắc lại những điều Blackthorn vừa nói. Rồi nàng nghe Blackthorn lòng căm ghét những điều mình nghe thấy. Có thật thế chăng? Nàng tự hỏi. Làm sao Đức Giáo Hoàng lại có thể nói những lời như thế cơ chứ? Đem nước chúng ta cho bọn bồ đào nha ư? Chắc chắn đây là một điều dối trá rồi. Nhưng viên hoa tiêu đã thề trước Chúa Giêsu Nazareth kia mà thưa đức ông viên hoa tiêu nói và marico lại bắt đầu vào vào cái thời đức giáo hoàng trí thánh đưa ra những quyết định này thì toàn bộ thế giới của họ ngay cả nước của Anjin san đều theo đạo thiên chúa giáo sự vấn liệt vẫn chưa chưa xảy ra đâu cho nên cho nên những quyết định đó của giáo hoàng tất nhiên tất nhiên là bắt buộc đối với mọi quốc gia nhưng dù vậy ông ta nói thêm rằng tuy người bồ đào nha được độc quyền bóc lột nhật bản tây ban nha và bồ đào nha không ngừng xung đột tranh cãi nhau về quyền sở hữu vì sự buôn bán trù phú của chúng ta với trung hoa kirisan ý kiến của bà như thế nào toranaga nói cũng kinh động như những người khác chỉ có đứa bé là không để ý và đùa nghịch với chiếc quạt của nó. Ông ta tin mình nói thật. Kiri nói, vâng, tôi nghĩ thế. Nhưng làm thế nào để chứng minh được tất cả hay là một phần thôi? Mariko San, theo bà, làm thế nào để có thể chứng minh được đây? Toranaga hỏi, ông rất bối rối vì phản ứng của Mariko đối với những điều Blackthorn đã nói, nhưng cũng lại rất hài lòng là mình đã đồng ý dùng Mariko làm phiên dịch. Tôi sẽ hỏi cha Sukursan, thưa đức ông. Mariko nói, với lại, tôi cũng sẽ cử một người nào đó, một chư hầu tin cậy, đi ra thế giới để xem xét. Có lẽ đi cùng với Anjin San. Kiri nói, nếu ông tu sĩ không đồng ý với những lời nói của anh ta, thì không nhất thiết có nghĩa là Anjin San này nói dối. Nết. Kiri rất hài lòng về việc mình đã gợi ý dùng Mariko làm thông ngôn khi Toranaga tìm người thay thế Tukusan. Bà biết có thể tin Mariko được và một khi Mariko đã thề trước vị chúa ngoại lai của mình thì bà ta sẽ im lặng dù cho có bị tu sĩ cơ đốc giáo nào truy vấn bọn ma quỷ đó càng biết ít bao nhiêu thì càng tốt. Kỳ đi thầm nghĩ. Và cái tên man dợ quả là có một kho tàng kiến thức thật. Kỳ đi nhìn thấy đứa bé lại ngáp dài và bà cảm thấy hài lòng. Đứa bé càng hiểu được ít thì càng tốt. Bà tự nhủ. Rồi bà nói, tại sao không cho tìm thủ lĩnh các tu sĩ cơ đốc giáo và hỏi ông ta về những việc này chứ? để xem ông ta nói gì nào. Đa số họ có gương mặt thật thà, và họ hầu như không có tính xảo quyệt. Toranaga gật đầu mắt nhìn Mariko. Theo chỗ bà biết, Mariko-san, về bọn man dợ phương Nam, bà có cho rằng lệnh của giáo hoàng sẽ được tuân theo hay không? Chắc chắn là được tuân theo, điều đó không phải nghi ngờ gì nữa mệnh lệnh của giáo hoàng được coi như tiếng nói của chúa trời cơ đốc giáo có phải thế không vâng tất cả những người cơ đốc giáo theo đạo thiên chúa sẽ tuân lệnh giáo hoàng chăng vâng ngay cả những người cơ đốc giáo ở đây nữa vâng theo tôi nghĩ cả ba nữa ư vâng thưa chúa công nếu đó là lệnh trực tiếp của đức giáo hoàng chí thánh chỉ cho đích thân tôi vâng vì sự cứu rỗi của linh hồn tôi." Ánh mắt Mariko kiên định. "Nhưng cho đến khi ấy thì tôi sẽ không tuân theo một người nào khác ngoài lãnh chúa của tôi, người đứng đầu gia đình tôi hoặc là chồng của tôi." Tôi là người Nhật Bản. Đúng, tôi là cơ đốc giáo, nhưng trước hết tôi là một samurai. Tôi cho rằng nếu vậy thì Đức Chí Thánh đó nên lánh xa bờ biển nước Nhật chúng ta thì tốt hơn đấy. Toranaga suy nghĩ một lát rồi quyết định phải làm gì với tên man dợ này. Nói với anh ta đi. Ông dừng lại. Mọi con mắt dồn cả về phía con đường nhỏ và nhìn vào người phụ nữ đã luống tuổi đang đi tới. Bà cụ mặc chiếc áo thụng có trùm đầu của Ni-cô Phật giáo, bốn tên áo xám đi cùng với bà ta. bọn áo xám dừng lại, bà ta tiến lên một mình. tất cả đều cúi đầu chào rất thấp. Toranaga nhận thấy tên dợ cũng bắt trước mình và không đứng lên hoặc trố mắt ra nhìn như tất cả những tên dợ khác, trừ san theo phong tục của chúng. viên hoa tiêu này học hỏi nhanh đấy, ông thầm nghĩ. Đầu óc ông vẫn còn bừng bừng những điều vừa nghe được. Hàng vạn câu hỏi đặt ra với ông, nhưng theo kỷ luật tự rèn luyện, ông tạm thời gạt chúng sang một bên để tập trung vào mối nguy cơ ngay trước mắt. Kiri vội vã lấy cho bà cụ kết đệm, đỡ cho bà cụ ngồi xuống rồi quỳ sau bà cụ trong tư thế bất động, sẵn sàng phục dịch. Cảm ơn Kiri bà cụ nói, đáp lễ mọi người. Tên bà cụ là Yodoko, vợ quá của Taiko và sau khi ông ta chết bây giờ là cô phật giáo. Tôi xin lỗi đã không được mời mà đến và đã ngắt lời ông, thưa đức ông Toranaga. Thưa Yodoko-sama, phu nhân không bao giờ là người không được mời mà đến. Phu nhân lúc nào cũng là hạnh phúc cho chúng tôi. Cảm ơn, vâng, cảm ơn. Bà cụ liếc nhìn Blackthorn và mắt hơi nheo nheo để nhìn cho rõ. Nhưng tôi nghĩ rằng quả tình tôi đã ngắt lời ông rồi. Tôi không nhìn thấy ai. Hắn có phải là một tên man di không? Mắt tôi ngày càng kém đi đây này. Có phải là Tuxku San đấy không? Không ạ, à, đây là một tên man di mới. Toranaga nói. Ồ... Oh, Hắn à? Yodoko ghé lại gần hơn để nhìn. Xin hãy nói với ông ta rằng mắt tôi kém, do đó mà bà vô phép không đáp lễ. Mariko làm theo lời bà cụ. Ông ta nói ở nước ông ta có nhiều người cận thị, thưa Yodoko-sama, nhưng họ đeo kính. Ông ta hỏi chúng ta có kính không? Tôi đã trả lời là có, một số người trong chúng ta có kính của những người man di phương nam rằng phu nhân vẫn đeo kính xưa nay nhưng bây giờ thì không đeo kính nữa rồi phải tôi ưa thích sương mù bao phủ quanh tôi hơn cả phải tôi không ưa nhiều thứ tôi nhìn thấy ngày nay yudoku quay lại nhìn đứa bé làm ra vẻ vừa mới trông thấy nó ôi con trai của ta vậy ra là con ở đây ư, mẹ đang tìm con. Được trông thấy con thật là sung sướng biết bao nhiêu, bà kính cẩn cúi chào. Cảm ơn mẫu thân, Yaimon Môn vẻ mặt dạng rỡ cúi chào đáp lễ. Ồ, giá mà mẫu thân nghe thấy những điều tên dợ kia nói. Nó đã vẽ ra một bản đồ thế giới và kể cho mọi người nghe nhiều chuyện lạ lùng về những người không bao giờ tắm, suốt đời không bao giờ tắm và sống trong những nhà làm bằng tuyết và mặc da thú như những kami độc ác. Bà phu nhân già xì một cái. Chúng càng đến đây ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, con ạ, à? mẹ nghĩ thế. Mẹ không bao giờ có thể hiểu được chúng và chúng hôi hám ghê lắm mẹ không bao giờ hiểu được làm sao đức tay cô cha con lại có thể dung thứ cho bọn chúng nhưng vì ngài là đàn ông con là đàn ông nên có nhiều kiên nhẫn hơn một người đàn bà hèn mọn Và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Shogun của nhà văn mỹ James Covell Những câu chuyện mà cha Domigo kể luôn ám ảnh Blackthorn Những câu hỏi như Cuộc sống của người dân đất nước Nhật Bản ra sao? Đội quân Damio và Samurai có sức mạnh như thế nào? Công việc buôn bán ở vùng đất Nagasaki sẽ ra sao? Tại sao con tàu đen của thế lực Jesuit lại có ảnh hưởng đến đất nước này như vậy? rời Osaka ngay khi hội đồng kết thúc phiên họp này, 4 ngày nữa. Rồi cho một tên quân đưa đi và xác định bằng chim bồ câu vào ngày mai. Hiromatsu rõ ràng không tán thành. Vậy tôi có thể ra lệnh cho 10.000 quân ngay lập tức không? Tới Osaka. Không. Quân ở đây là đủ rồi. Cám ơn ông bạn già bây giờ tôi đi ngủ đây hiromatsu đứng lên vươn vai rồi khi ra đến cửa vậy tôi có thể cho fujiko cháu nội tôi được phép tự tử chứ không nhưng thưa chúa công các ma của fujiko và ngài cũng biết các bà mẹ cảm thấy như thế nào đối với con trai của mình đứa bé đó là đứa thứ nhất của nó đấy Fujiko có thể có nhiều con. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Mười tám. Sang tuổi mười chín ư? Tôi sẽ tìm cho nó một người chồng khác. Hiromasu lắc đầu. Nó sẽ không nhận ai đâu. Tôi biết nó quá rõ. Nguyện vọng thầm kín nhất của nó là được chấm dứt cuộc đời. Xin phép ngài. Ông hãy nói với cháu của ông rằng. Tôi không tán thành một cái chết vô ích, phép không được chấp nhận. Cuối cùng Hiromasu cúi chào và chuẩn bị rút lui. Tên dợ sẽ ở trong nhà tù đó bao nhiêu lâu đây? Hiromasu không quay lại. Tùy xem hắn ta là một chiến binh độc ác như thế nào đã. Cảm ơn. Chúc ông ngủ ngon, Hiromasu. Khi đã chắc chắn chỉ còn lại một mình ông nói lặng lẽ. Kirisan. Cửa trong mở ra, bà bước vào và quỳ mọp xuống. Gửi ngay lời nhắn cho Sudara, mọi việc tốt đẹp, gửi bằng chim bồ câu, thả ba con cùng một lúc vào bình minh, đến trưa lại làm như vậy. Thưa chúa công, vâng, rồi bà lui ra. Thể nào cũng có một con tới nơi, ông nghĩ, ít nhất bốn con sẽ làm mồi cho bọn gián điệp hoặc chim ưng. Trừ phi Isidro khám phá được mật mã của chúng ta, lời nhắn tin ấy đối với ông ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Mật mã rất riêng, chỉ bốn người biết được. Con trai cả của ông, Noboru, con trai thứ hai và là người thừa kế, Sudara, Kiri và chính ông. Lời nhắn tin ấy giải ra thì nghĩa là không để ý tới tất cả những lời nhắn tin khác hoạt động theo kế hoạch 5. Theo sự sắp xếp từ trước, kế hoạch 5 là lệnh tập hợp tất cả các bộ tộc IOC và những cố vấn đáng tin cậy nhất tại thủ đô Iodo động viên cho chiến tranh. Từ mật mã để chỉ chiến tranh là bầu trời đỏ thắm ông bị ám sát hay bắt giữ bầu trời đỏ thắm cũng không thay đổi cứ phát động chiến tranh tấn công tức thời vũ bão vào kyoto cuộc tấn công sẽ do sudara đó là con thừa kế của ông chỉ huy cùng với tất cả các đạo quân khác chiếm lấy thành phố này và hoàng đế bù nhìn nó sẽ được kết hợp với những cuộc nổi dậy đã được bí mật và tỉ mỉ vạch kế hoạch năm mươi tỉnh thành đã được chuẩn bị trong nhiều năm cho sự kiện này mọi mục tiêu mọi vị trí cửa ngõ thành phố lâu đài cầu đã được chọn lựa từ lâu có đủ vũ khí người và quyết tâm để tiến hành đến cùng đó là một kế hoạch tốt toranaga nghĩ nhưng nó sẽ thất bại nếu ta không lãnh đạo sudara cũng sẽ thất bại không phải vì thiếu thử thách, thiếu can đảm hay thông minh, mà là vì sự phản phúc. Đơn giản, chỉ vì Sudara còn chưa đủ tri thức hay kinh nghiệm và không đem đủ những daimyo không dính líu theo. Và cũng bởi vì lâu đài Osaka và công tử thừa kế Yaemon đứng bất khả xâm phạm giữa đường, tụ điểm của mọi sự hằn thù và ghen ghét mà ta đã có trong 50 năm chiến tranh. Chiến tranh của Toranaga đã bắt đầu từ khi ông lên sáu, đã làm con tin trong trại thù rồi được thả ra, rồi lại bị những kẻ thù khác bắt lại, rồi lại được chuộc ra, lại bị bắt vào đến năm ông 12 tuổi. Năm 12, ông đã chỉ huy đội tuần tra của mình và thắng trận đầu tiên. Rất nhiều trận đánh khác nữa, không thua trận nào, nhưng có rất nhiều kẻ thù và bây giờ họ đang tụ họp nhau lại sudara sẽ thất bại. Ngươi sẽ là người duy nhất có thể thắng được với kế hoạch bầu trời đỏ thắm, có lẽ thế. Taiko có thể làm được điều đó, rõ ràng rồi, nhưng tốt nhất vẫn là không phải áp dụng bầu trời đỏ thắm. Đối với Blackthorn, đó là một buổi bình minh địa ngục. Anh bị nhốt trong cuộc đấu tranh sống còn với một người tù. Phần thưởng là một chén cháo. Cả hai người đều trần chuồng. Khi người tù bị đưa vào cái dãy xà lim bằng gỗ rộng thanh thang này, anh ta bị lột hết quần áo. Một người có quần áo chiếm chỗ hơn và quần áo có thể che vũ khí. Căn phòng ngột ngạt ẩm mốc, dài 50 bước, rộng 10 bước, chật ních những người nhật trần chuồng, đẫm mồ hôi. Không một ánh sáng nào lọt qua được những mảnh ván những chiếc rầm làm thành tường và trần thấp lè tè đách thon hầu như không thể đứng thẳng người được da anh thâm tím và rách xước vì móng tay của người đàn ông kia và vì những vết gỗ của tường cuối cùng anh lao vào cả đầu và mặt người kia nắm lấy cổ họng anh ta và đập đầu người đàn ông ấy vào rầm nhà cho đến khi anh ta bất tỉnh rồi anh quẳng cái thân thể ấy sang một bên, lao qua đám người nhễ nhại mồ hôi tới chỗ anh tự nhận ở một góc. Anh lại chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nữa. Dạng sáng là đến giờ cho ăn. Những người gác bắt đầu chuyển những chén cháo và nước qua kẽ hở nhỏ. Đây là thức ăn và nước uống đầu tiên được phát cho họ từ lúc anh bị tống vào trong này, lúc chạng vạng tối ngày hôm trước. Hàng ngày chờ thức ăn và nước uống, thắng lặng một cách khác thường. Không có kỷ luật, không ai ăn. Thế rồi, cái anh chàng như đời ươi này, dâu ria bẩn thỉu cháy giận, chặt anh một nhát vào vùng thận và lấy khẩu phần của anh trong khi những người khác đợi xem chuyện sẽ ra thế nào đây. Nhưng Blackthorn đã từng tham dự quá nhiều những cuộc ẩu đả ngoài biển khơi, không thể bị hạ bằng một đòn phản phúc kia. Vì vậy anh giả vờ loạn choạng rồi phóng ra một cú đá hiểm ác và trận hỗn chiến xảy ra. Giờ đây trong một góc, Blackthorn kinh ngạc nhận thấy một trong những con người này đưa cho anh phần cháo và nước mà anh kể như đã mất. Anh cầm lấy và cảm ơn người đó. Góc phòng chính là những chỗ tốt nhất. Một thanh gỗ chạy dọc nền nhà bằng đất chia căn phòng thành hai phần. Mỗi phần có ba hàng người, Hai hàng đối diện nhau, lưng họ tựa vào tường hoặc cột nhà, một hàng nữa ở giữa hai hàng này. Chỉ có người yếu và người ốm ở hàng giữa. Khi những người khỏe hơn ở những hàng ngoài muốn duỗi chân, họ phải duỗi qua những người ở hàng giữa. Bạch nhìn thấy có hai cái thây người trương phành ruồi đậu đầy ở giữa. Nhưng những người yếu và những người đang hấp hối hình như phớt lờ đi anh không thể nhìn xa hơn cái bóng tối hầm hập mặt trời đang nung nóng cả những tấm gỗ có những thùng vệ sinh nhưng mùi hôi thối thật kinh khủng bởi vì những người ốm làm nhơ bẩn người họ và những chỗ họ đang phủ phục xuống thỉnh thoảng những người gác mở cánh cửa sắt và gọi tên người nào đó họ chào bạn bè của họ và ra đi nhưng chẳng bao lâu những người khác lại được đưa vào và khoảng trống lại được lấp đầy lên tất cả những người tù hình như đều chấp nhận số phận và cố gắng hết sức để sống không ích kỷ trong hòa bình với những người hàng xóm sát nách họ một người dựa tường bắt đầu nôn mửa anh ta lập tức bị đẩy vào hàng giữa và ngã gục gần như tắc thở dưới sức nặng của những cẳng chân Blackthorn phải nhắm mắt lại và cố gắng để khắc phục nỗi kinh hoàng và cảm giác ngột ngạt kia thằng chó đẻ toranaga tao cầu mong có dịp đưa mày vào đây một hôm những thằng lính chó đẻ đêm qua khi chúng ra lệnh cho anh cởi hết quần áo anh đã đánh lại chúng với nỗi tuyệt vọng đáng cay và biết chắc mình sẽ bại chiến đấu chỉ vì anh không chịu đầu hàng một cách thụ động rồi anh bị cưỡng bức qua cánh cửa có bốn dãy nhà tù như thế này chúng ở rìa thành phố trong một khoảng đất rào kín giữa những tường đá cao bên ngoài những bức tường là một vùng đất trăng dây bên sông năm cọc chữ thập được dựng lên những người đàn ông trần chuồng và một người phụ nữ hai cổ tay và cổ chân bị trói chéo và trong khi blackthorn đi ở phía ngoài theo những tên gác samurai anh trông thấy những đau phủ với những ngọn giáo dài ném giáo và ngực các nạn nhân trong khi đám đông cười diễu thế rồi năm tội nhân đó bị cắt dây xuống năm người khác bị buộc lên bọn samurai tiến lại dùng kiếm dài băm nhỏ những thi thể kia vừa băm vừa cười lũ con hoang dòi bọ thối tha không ai chú ý cái anh chàng bị blackthorn đánh lúc trước đang hồi tỉnh gã nằm ở hàng giữa máu đông lại ở một bên má và mũi bị vỡ toác ra đột nhiên gã nhảy chồm vào blackthorn bất chấp mọi người xung quanh phút cuối cùng blackthorn mới nhìn thấy gã anh nghiêng người tránh đòn cột gã nằm gục thành một đống những người tù bị gã đè phải chửi gã và một người to lớn hình thù như con chó bun dùng bàn tay chặt tàn bạo vào cổ gã một tiếng khô khốc vang lên. Cổ anh chàng đó ngoẹo đi. Người đàn ông như chó bún nắm lấy chùm tóc đầy cháy của cái đầu cạo dở lờm chởm để rơi nó xuống. Anh nhìn lên Blackthorn, nói cái gì bằng giọng cổ họng rồi mỉm cười, nghe hàm lợi không có răng và nhún vai. Cảm ơn, Blackthorn nói, lấy lại hơi thầm cảm ơn. May mà, cái tên tấn công anh không có cái nghệ thuật đánh nhau tay không của Mura. Tên tôi là Anjin San. Anh vừa nói vừa chỉ vào mình. Là anh ư. Anjin San. Tên chó buôn chỉ vào mình hít hơi. Minikui. San. Hai. Anh ta nói một tràng tiếng Nhật. Blackthorn nhún vai vẻ mệt mỏi. Wakari Masen, tôi không hiểu. A, à, Sodisu, cho buôn nói ngắn gọn với những người bên cạnh. Rồi anh ta lại nhún vai, Blackthorn cũng nhún vai, rồi cả hai cùng khiêng người chết đặt vào cùng những cái xác khác. Khi họ quay trở về góc của mình, không ai chiếm chỗ của họ cả. Hầu hết những người tù đều ngủ hoặc cố gắng ngủ, từng chặp một. Thon cảm thấy bần thiểu và khủng khiếp. Đừng lo, anh tự nhủ. Ngươi còn một con đường dài nữa rồi mới chết được. Không, ta không thể sống lâu trong cái hầm địa ngục này nữa. Có quá nhiều người. Chúa ơi, cho tôi ra đi. Tại sao căn phòng này lại đảo lộn như vậy? Có phải Rodrigo từ đáy biển nổi lên mắt là hai cái càng cua? Tôi không sao thở được nữa. Tôi không thể thở được nữa. Tôi phải ra khỏi đây. Xin đừng. Xin đừng cho thêm củi vào lửa nữa. Mà này, cậu làm gì ở đây thế, cậu bé rút. Tớ cứ nghĩ chúng thả cậu ra rồi chứ. Tớ cứ nghĩ cậu đã trở về làng rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trong làng rồi. Nhưng làm thế nào tôi đến được đây? Mát mẻ quá. Và cô gái kia đẹp làm sao chứ? Dưới vùng tàu nhưng tại sao chúng lại lôi cô đi tới bờ Tên Samurai trần chuồng Omi đứng trên cười hô hố Tại sao lại qua các vùng cát Những vết máu trên cát Tất cả đều trần chuồng Mình cũng trần chuồng Những mụ già, dân làng, trẻ con Và cái vạc lớn Chúng ta đang ở trong vạc Không, đừng, đừng cho thêm củi nữa Tôi bị chết đuối trong cái chất lòng bẩn thỉu này rồi Ôi Chúa ơi Con đang hấp hối Hấp hối thật rồi Đó là lễ cầu phước cuối cùng Và là người theo đạo cơ đốc Tất cả chúng ta là người theo đạo cơ đốc Ngươi sẽ bị thiêu đốt Hoặc chết đuối trong nước đái Hoặc bị đốt trong lửa Anh cố lôi mình ra khỏi cơn ác mộng Tai anh vỡ tung ra Với những câu cuối cùng yên bình và làm long lở cả mặt đất của lễ phước cuối cùng trong giây lát anh không biết mình đang thức hay ngủ nữa bởi vì đôi tai không đáng tin cậy của mình đã lại nghe thấy câu kinh tụng bằng tiếng latinh và đôi mắt hồ nghi của anh đang nhìn thấy một ông già nhăn nheo quần áo tả tơi của một người âu cúi xuống ở hàng giữa khách đó mười lăm bước tỉnh lãnh chúa Toranaga, bà Kiri là người phụ nữ quan trọng. Khoảng hơn 30 năm về trước, lúc ấy Toranaga 24 tuổi, còn Kiri 19 tuổi, là vợ của lãnh chúa Ikawa Tadasaki cai trị vùng Suruga và Tomoti. Vợ chồng Tadasaki đối xử với Toranaga rất tôn kính, đưa ra nhiều lời khuyên khôn ngoan hợp lý. Nhưng khi thời cơ thuận lợi, thì Toranaga lại đứng lên nổi loạn chống lại người đã có ơn cưu mang mình. Trong một trận chiến không cân sức, Tomoti đã bị cuộn của lãnh chúa Toranaga giết chết. Ngay sau đó, ông ta lại hỏi cưới Kiri làm thiếp. Kiri là người phụ nữ khôn khéo. Trong những năm qua, bà luôn là người quan trọng trong gia đình, là hậu phương vững chắc của Toranaga. Hai người đã có với nhau một cậu con trai. Nhưng trong trận Nagakude thì đứa trẻ ấy đã bị tử trận. Trong khi ấy, Hiromatsu cùng lãnh chúa Toranaga lại đang lên kế hoạch để tấn công vào Kyoto. Mật mã của trận chiến này là bầu trời đỏ thắm do con trai trưởng Noboru và con trai thứ là Sudari chỉ huy. Liệu rằng trận chiến này lãnh chúa Toranaga có chiếm được vùng đất Kyoto không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Shogun của nhà văn Mỹ James Clavell. nàng buồn rầu tự nhủ tôi cũng nghĩ bà có thể phải loại bỏ tình cảm của mình cái tên man dợ mới này rất kỳ quặc và thường nói những điều lạ lùng tôi tin chắc rằng đức ông sẽ chọn bà tuy có nhiều khả năng khác là có những lý do rất đặc biệt phải tôi là tôi tớ của đức ông toranaga và sẽ làm như đức ông mong muốn Đức ông không phải lo ngại gì hết về lòng trung thành của tôi. Không ai nghi ngờ điều đó bao giờ đâu, tôi không có ý gì khác đâu. Trời bỗng đổ mưa, một cơn mưa xuân, các cánh hoa, rêu và lá cây lốm đốm những giọt nước, rồi mưa lại tạnh ngay, để quang cảnh càng đẹp thêm. Tôi muốn xin một đặc ân, Mariko San. Bà vui lòng giấu cây thánh giá của bà vào dưới kimono có được không? Ngón tay Mariko vụt dơ lên, nắm lấy cây thánh giá như để bảo vệ. Sao? Đức ông Toranaga không bao giờ phản đối việc tôi cải đạo kia mà. Cả đức ông Hiromatsu, tôi tưởng cả dòng họ của chúng tôi cũng vậy chứ. Chồng tôi, chồng tôi cho phép tôi giữ và đeo nó kia mà. Đúng vậy rồi, nhưng cứ thấy thánh giá là cái tên man di ấy lại lên cơn điên và đức ông todaga không muốn nó phát điên phát rồ người ta muốn nó bình tĩnh blackthorn chưa bao giờ trông thấy ai bé nhỏ như thế con nichiwa anh nói con nichi todanaga sama anh cúi chào như một triều thần gật đầu với đứa trẻ đang quỳ mắt thao láo mở to bên cạnh todanaga và với người đàn bà to béo đằng sau ông ta. Họ đều ngồi cả trên hàng hiên xung quanh túp lều nhỏ. Lều chỉ có một gian phòng nhỏ với những bức rèm thô kệch, dầm nhà đẽo bằng rìu, mái lợp tranh và đằng sau là khu nhà bếp. Lều được dựng trên những chồng gỗ xếp ngay ngắn, cách mặt đất là một thảm cát trắng tinh chừng một bộ. Đây là nhà trà dùng cho nghi thức trà đạo và được xây cất rất tốn kém bằng những vật liệu hiếm quý chỉ để dùng vào mỗi việc đó thôi. Tuy rằng đôi khi vì những túp lều đó biệt lập trong các bụi cây, cho nên chúng còn được sử dụng cho những cuộc hẹn hò và những cuộc trò chuyện riêng. Blackthorn vén kimono ngồi lên chiếc đệm đặt trên cát bên dưới trước mặt họ. "Thưa Senyo, tôi là người thông ngôn cho ông." Mariko nói ngay bằng tiếng Bồ Đào Nha, hầu như hoàn hảo. Nhưng ông nói tiếng Nhật được ư? Ừ. Không, thưa Signorita, chỉ nói được vài chữ, vài câu thôi. Blackthorn đáp sừng sốt. Anh chờ đợi cha Anvito làm thông ngôn và Toranaga sẽ có các samurai đi theo và có lẽ là cả Iabu nữa, nhưng lại chẳng có tên samurai nào ở bên, tuy có nhiều tên vây quanh khu vườn ông Toranaga của tôi hỏi rằng, Nhưng trước hết, có lẽ tôi phải hỏi xem ông có thích nói tiếng Latin không? Tiếng nào cũng được, xin cứ con người có giáo dục nào, Blackthorn có thể viết, đọc và nói tiếng Latin, vì tiếng này là ngôn ngữ duy nhất của việc học hành trên khắp thế giới văn minh. Người đàn bà này là ai đây? Bà ta học được tiếng Bồ Đào Nha hoàn hảo như thế ở đâu lại cả tiếng Latin nữa. Còn học ở đâu nữa ngoài đám dòng tên, anh nghĩ? Tại một trong những trường học của chúng. Ồ, chúng quả là khôn khéo. Việc đầu tiên chúng làm là xây dựng một trường học. Loyola lập ra hội của giê -xu mới cách đây có 70 năm. Thế mà bây giờ trường học của chúng, những trường học tốt nhất trong thế giới Kitô tô giáo, đã giải rác khắp thế giới và ảnh hưởng của chúng dựng ông vua này lên hạ ông vua kia xuống được giáo hoàng tin nghe chúng đã chặn đứng trào lưu tân giáo và bây giờ đang giành lại những vùng đất đai rộng lớn cho giáo hội vậy ta nói tiếng bồ đào nha marico nói chúa công tôi muốn biết ông học được ở đâu vài câu vài chữ tiếng nhật đó thưa senorita trong ngục có một thầy tu, một tu sĩ dòng Francis, ông ta đã dạy tôi. Những từ như thức ăn, bạn, tắm, đi lại, đúng sai, đây kia, ông tôi xin mời cảm ơn vân vật. Tiếc thay mới chỉ bắt đầu được tí chút thôi. Xin bà nói với đức ông Toranaga rằng, bây giờ tôi đã sẵn sàng hơn để trả lời các câu hỏi của ngài, sẵn sàng giúp đỡ và quả thật hài lòng không ít là đã được ra khỏi ngục tôi xin cảm ơn đức ông về điều đó đắc thon chăm chú theo dõi trong khi người phụ nữ quay lại nói với toranaga anh biết lẽ ra anh nên nói giản dị hơn bằng những câu ngắn và phải thận trọng bởi vì không như ông tu sĩ đã phiên dịch đồng thời lời anh nói người phụ nữ này đợi cho anh nói xong rồi mới tóm lược hoặc diễn giải lại những điều đã nói vấn đề thông thường của tất cả các thông ngôn trừ những tay cử khôi nhất. Tuy rằng những người này cũng như với ông tu sĩ dòng tên kia thường để cho cá tính của mình ảnh hưởng tới những điều đã nói ra một cách cố ý hoặc là không cố ý. Được tắm, rồi được xoa bóp, được ăn, được ngủ hai tiếng đồng hồ, anh tỉnh táo lại rất nhiều. Những người phục vụ tắm, tất cả đều là những phụ nữ to lớn, khỏe mạnh. Họ đã đấm lưng cho anh, gội đầu cho anh, tết tóc thành một đuôi sam gọn gàng. Rồi người thợ cạo cắt tỉa dâu cho anh. Người ta đưa cho anh một cái khố sạch, kimono và khăn thắt lưng, tabi và guốc. Phản anh nằm ngủ rất sạch sẽ cũng như cả gian phòng. Tất cả cứ như trong mơ vậy. Và sau một giấc ngủ không mộng mị gì hết, anh thức dậy và trong thoáng chốc, tự hỏi không biết đây là đâu, ở đây hay là nhà tù. Anh nóng ruột chờ đợi, hy vọng sẽ lại được dẫn đến gặp Toranaga và dự tính những điều sẽ nói, những gì sẽ tiết lộ. Làm thế nào để cho khôn ngoan hơn, đánh lừa được cha Anvito và làm như thế nào để nắm được ưu thế đối với ông ta. Và đối với Toranaga, vì anh biết không còn nghi ngờ gì nữa, do những điều cha Domingo đã nói về người Bồ Đào Nha, về chính trị Nhật Bản và sự buôn bán ở Nhật Bản. Bây giờ, anh có thể giúp Toranaga và đánh đổi lại. Toranaga có thể dễ dàng cho anh những của cải mà anh mong muốn. Và lúc này đây chẳng có tu sĩ nào để mà đấu trí. Anh lại càng cảm thấy tự tin. Ta chỉ cần một chút may mắn và kiên nhẫn mà thôi. Toranaga đang chăm chú lắng nghe cô thông ngôn trông giống như búp bê. Còn Blackthorn thì suy nghĩ, mình có thể một tay nhấc bổng cô ta lên và nếu mình đặt hai bàn tay quanh eo lưng cô ta thì có lẽ ngón tay mình sẽ chạm nhau. Cô ta độ bao nhiêu tuổi nhỉ? Thật hoàn mỹ. Có chồng chưa? À, không thấy đeo nhẫn cưới, thú vị đây. Cô ta không đeo bất cứ thứ đồ trang sức nào trừ những chiếc châm bạc trên đầu thôi. Mà cả cái người phụ nữ kia cũng vậy, cái bà to béo ấy. Anh cố nhớ lại. Hai người phụ nữ kia ở trong làng cũng không đeo đồ trang sức nào. Và anh cũng không thấy người nào trong gia đình Mura đeo trang sức. Tại sao như thế? Mà cái bà béo kia là ai chứ? Là vợ Toranaga chăng? Hay là bảo mẫu của đứa trẻ kia? thằng bé đó có phải là con của toranaga không cha domingo có nói rằng người nhật chỉ có một vợ nhưng còn thê thiếp những người tình hợp pháp thì muốn có bao nhiêu cũng được người thông ngôn này có phải là thê thiếp của toranaga không có một người đàn bà như thế trong giường ngủ của mình thì nó sẽ thế nào nhỉ mình sợ sẽ đè bẹp cô ta mất không cô ta sẽ không bị đè bẹp đâu ở anh cũng có những phụ nữ nhỏ nhắn gần như thế nhưng không như cô này thằng bé kia còn nhỏ lưng thẳng mắt tròn xoe tóc đen rậm túm lại thành một cái đuôi xăm ngắn đầu không cạo nó có vẻ hết sức tò mò không kịp suy nghĩ gách thon nháy mắt đứa bé giật nảy mình rồi phá ra cười và ngắt lời marico chỉ cho Blackthorn nói cái gì đó và cả bọn nghe nó với một vẻ rộng lượng không ai bắt nó im khi nó nói xong Toranaga nói mấy câu ngắn gọn với Blackthorn Đức ông Toranaga hỏi tại sao Senyo lại làm như vậy ồ oh, chỉ là làm vui cho đứa bé thôi nó cũng là trẻ con như bất cứ trẻ con nào và trẻ con ở nước tôi thường hay cười nếu ta làm như thế con trai tôi bây giờ chắc cũng trạc tuổi nó đây. Con trai tôi lên bảy tuổi mà. Thế tử lên bảy. Mariko nói trong một giây lát im lặng, rồi mới dịch lại những điều anh ta vừa nói. Thế tử à? Có phải như thế có nghĩa là con trai duy nhất của đức ông Toranaga không? Blackthorn hỏi. Đức ông Toranaga có chỉ thị cho tôi đề nghị ông nên tự giới hạn mình vào việc trả lời những câu hỏi thôi. Rồi nàng nói tiếp, "Tôi tin nếu ông tỏ ra kiên nhẫn, thưa ông thuyền trưởng Hoa Tiêu Blackthorn, thì ông sẽ có cơ hội để hỏi bất cứ điều gì ông mong muốn sau này." "Tốt lắm." "Tên ông rất khó đọc, thưa Senyo. Vì chúng tôi không có những tiếng để phát âm cho đúng, cho nên vì đức ông Toranaga, tôi có thể dùng cái tên Nhật Bản của ông là Anjin-san được không? Được thôi, có sao đâu." Blackthorn định hỏi nhưng kịp nhớ lời bà ta vừa nói và tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn. "Cảm ơn ông." "Đức ông của chúng tôi hỏi, ông có con cái nào khác không?" "Một con gái. Nó sinh ra đúng lúc tôi sắp rời nhà tôi ở Anh." cho nên bây giờ nó khoảng lên hai tuổi ông có một vợ hay nhiều vợ một thôi đó là phong tục nước tôi cũng như bồ đào nha và tây ban nha chúng tôi không có vợ lẽ vợ lẽ chính thức ấy đó có phải là người vợ thứ nhất của ông không phải xin ông cho biết ông bao nhiêu tuổi ba mươi sáu ở anh ông sống ở đâu ở ngoại ô của Chatham, một cảng nhỏ gần Luân Đôn. Luân Đôn là thủ phủ của các ông có phải không? Vâng. Đức ông hỏi ông nói được những thứ tiếng nào? Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan và tất nhiên tiếng Latin nữa. Hà Lan là gì? Đó là một thứ tiếng ở châu Âu, ở nước Hà Lan rất giống như tiếng Đức. Mariko cau mày. Hà Lan là một thứ tiếng ngoại đạo ư, cả tiếng Đức nữa. Cả hai nước đó đều là những nước không theo thiên chúa giáo. Anh thận trọng trả lời. Xin lỗi, nhưng như thế cũng chẳng khác gì ngoại đạo. Không, thưa Senorita, cơ đốc giáo chia làm hai tôn giáo rất riêng biệt rành mạch là thiên chúa giáo và tin lành đó là hai cách hiểu cơ đốc giáo giáo phái ở nhật bản là theo thiên chúa giáo lúc này đây cả hai phe rất kình địch nhau anh nhận thấy vẻ ngạc nhiên của bà ta và cảm thấy toranaga có vẻ sốt ruột vì bị gạt ra ngoài cuộc trò chuyện hãy cẩn thận đấy anh tự trách mình chắc chắn là người thiên chúa giáo hãy hướng câu chuyện vào sự việc thôi và nói đơn giản đi có lẽ đức ông toranaga không muốn bàn luận về tôn giáo thưa senorita như đã được bàn luận phần nào tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi ông là người cơ đốc giáo theo đạo tin lành chứ vâng và những người cơ đốc giáo theo đạo thiên chúa là kẻ thù của ông chứ đa số họ coi tôi là tà đạo và là kẻ thù của họ vâng như thế đấy Bà ta ngập ngừng rồi quay về phía Toranaga, nói rất dài. Có nhiều lính gác quanh hoa viên, tất cả đều ở xa, tất cả đều là bọn áo nâu. Blackthorn bỗng nhận thấy có mươi tên áo xám ngồi thành một nhóm riêng trong bóng râm, mắt nhìn chăm chăm cả vào đứa bé. Như thế có ý nghĩa gì? Anh tự hỏi. Toranaga đang chất vấn Mariko rồi nói thẳng với Blackthorn đức ông chúng tôi muốn biết về ông và gia đình ông marico bắt đầu về đất nước ông nữ hoàng nước ông và những người trị vì xưa kia phong tục tập quán và lịch sử cũng như thế về tất cả các nước khác nhất là bồ đào nha và tây ban nha tất cả mọi điều về thế giới ông đang sống về các tàu thuyền vũ khí thức ăn buôn bán của các ông về các cuộc chiến tranh và những trận đánh của các ông nữa cách làm thế nào để điều khiển một con tàu lái tàu và những gì đã xảy ra trong cuộc hành trình của ông đức ông đều muốn hiểu biết xin lỗi tại sao ông lại cười chỉ vì thưa senorita hình như có nghĩa là về tất cả những gì tôi biết phải không phải đó chính là ý muốn của chúa công tôi chính có phải là từ đúng không đúng Thưa Senorita, cho phép tôi có lời khen ngợi tiếng bồ đào nha của bà rất là hoàn hảo. Chiếc quạt của Mariko hơi rung động. Cảm ơn Senor. Vâng. Chúa công tôi muốn biết sự thật về mọi thứ, những sự việc thật và ý kiến của ông. Tôi rất sung sướng được nói để đức ông biết, có thể cũng mất chút thời gian đấy Đức ông nói là ngài có thời gian. Blackthorn nhìn Toranaga và Masu. Xin lỗi, Senyo. Chúa công tôi ra lệnh cho tôi nói với ông rằng phát âm của ông hơi sai. Mariko bày cách cho anh nói như thế nào và anh nhắc lại rồi cảm ơn bà ta. Tôi là Senyora Mariko Buntaro chứ không phải là Senyorita. Vâng, thưa señora blackthorn liếc nhìn toranaga bà muốn tôi bắt đầu từ đâu đây mariko hỏi toranaga một nụ cười thoáng qua trên gương mặt gân guốc của toranaga đức ông nói là từ đầu blackthorn biết đây lại là một thử thách nữa từ vô vàn khả năng anh nên bắt đầu từ cái gì đây nên nói với ai với toranaga với đứa bé hay là người phụ nữ này rõ ràng nếu chỉ đàn ông có mặt thôi thì phải nói với toranaga nhưng còn bây giờ thì sao đây tại sao lại có mặt phụ nữ và đứa bé này điều đó hẳn có ý nghĩa gì chứ anh quyết định tập trung vào đứa bé và đám phụ nữ thời xưa chỉ vì đất nước tôi là một ông vua vĩ đại có một thanh gươm thần gọi là Excalibur và hoàng hậu là người đẹp nhất cả nước. Cố vấn chính của vua là một pháp sư tên là Merlin, còn tên vua là Arthur. Anh bắt đầu một cách tự tin kể lại huyền thoại mà cha anh thường kể rất hay trong lớp sương mù thời thơ ấu. Kinh đô của vua Arthur gọi là Camelot, và thời ấy thật là sung sướng, không có chiến tranh, mùa màng thu hoạch rất tốt và bỗng anh nhận ra sai lầm ghê gớm của mình. Phần chủ yếu của câu chuyện là kể về Ginevre và Lacelot, một bà hoàng hậu ngoại tình và một chư hầu bất trung, về Modred, về đứa con trai hoang của vua Arthur đã phản bội bố, gây chiến tranh chống lại bố. Và kể về một người cha đã giết chết con trai mình trong chiến trận, nhưng lại bị con trai mình đánh tử thương. Ôi lạy chúa, làm sao ta lại ngu xuẩn đến thế cơ chứ? Toranaga có khác gì một ông vua lớn. Những người kia chẳng phải là phu nhân của ông ta sao? Đây chẳng phải là con trai ông ta sao? Senyo, ông khó ở ư? Không, không, xin lỗi. Chỉ có điều là... Thưa Senyo, ông đang nói về vị vua nào đó và về mùa màng tốt đẹp mà. Vâng. Đó cũng như phần lớn các nước quá khứ của chúng tôi bị bao phủ trong truyền thuyết và huyền thoại, đa số là những chuyện không quan trọng. Anh ấp úng nói, cố tìm cách kéo dài thời gian. Mariko nhìn anh lộ vẻ phân vân. Con mắt của Toranaga càng soi mói, còn đứa bé thì ngáp dài. Ông đang nói gì, Thưa Senyo? Tôi à bỗng anh lóe lên một ý. Có lẽ cách tốt nhất là tôi vẽ một cái bản đồ thế giới, thưa Senora, theo như chính tôi biết. Anh vội vã đề nghị. Các vị có muốn thế không? Mariko dịch, và anh thấy một ánh thích thú trong mắt Todanaga, nhưng chẳng thấy gì hết từ phía đứa trẻ và các bà phụ nữ. Làm thế nào để lôi cuốn họ đây? Chúa công tôi đồng ý, Tôi sẽ cho người đi lấy giấy. Cảm ơn bà. Nhưng thế này cũng được rồi. Cho lúc này. Sau đây, nếu bà cho tôi vài thứ để viết, tôi có thể sẽ vẽ được một bản đồ chính xác hơn. Blackthorn rời khỏi cái đệm của anh và quỳ xuống. Anh lấy ngón tay vẽ một bản đồ thô sơ trước cát, ngược chiều, để họ nhìn rõ hơn. Quả đất tròn như một quả cam nhưng bản đồ quả đất thì như cái vỏ quả cam cắt thành những hình bầu dục từ bắc xuống nam trải phẳng ra và hơi kéo căng một chút ở đỉnh và ở đáy một người hà lan tên là mercator đã phát minh ra cách vẽ chính xác này cách đây hai mươi năm đó là bản đồ thế giới chính xác đầu tiên thậm chí ta có thể đi biển được với bản đồ này hay với những quả địa cầu của ông ta anh mạnh bạo vạch ra các lục địa đây là phía bắc đây là phía nam phía đông phía tây và nhật bản ở đây này nước tôi ở kia kìa phía bên kia quả đất toàn bộ chỗ này là không ai biết đến và chưa được khám phá bàn tay anh loại bỏ tất cả ở bắc mỹ phía bắc một đường chạy dài từ mexico tới đất mới tất cả ở nam mỹ trừ peru và một dải đất hẹp ven biển chạy quanh lục địa này, rồi xóa bỏ tất cả ở phía Bắc, phía Đông Na Uy, phía Đông Moscow, toàn bộ châu Á, toàn bộ lục địa châu Phi, mọi thứ ở phía Nam Java và mỏm chót của Nam Mỹ. Chúng tôi biết các bờ biển, còn ngoài ra chẳng biết gì mấy. Bên trong châu Phi, châu Mỹ, châu Á, hầu như hoàn toàn bí ẩn. Anh dừng lại để cho Mariko dịch cho kịp Bây giờ nàng dịch dễ dàng hơn, và anh cảm thấy họ mỗi lúc một chú ý hơn. Đứa trẻ cựa quậy và nhích lại gần hơn một chút. Thế tử muốn biết chúng ta ở đâu trên bản đồ này? Đây, đây, đây là ca thay, Trung Hoa, theo tôi nghĩ. Tôi không biết chúng ta cách bờ biển bao xa. Thuyền tôi phải mất hai năm mới đi được từ đây đến đấy, toranaga và người phụ nữ vươn cổ ra để nhìn cho rõ hơn thế nhưng tại sao chúng ta lại bé xíu như thế này trên bản đồ của ông chứ đây chỉ là một thứ tỷ lệ thôi thưa senora trên lục địa này từ đất mới ở đây đến mexico ở đây có đến gần một nghìn hải lý mà mỗi hải lý là ba dặm từ đây đến iodo là khoảng một trăm hải lý Mọi người đều im lặng, rồi họ nói chuyện riêng với nhau. Đức ông Toranaga muốn ông chỉ trên bản đồ cho biết ông đã tới Nhật Bản như thế nào. Theo đường này này, đây là El Magellan. Ở đây mỏm mút của Nam Mỹ. Nó được đặt tên của nhà hàng hải Bồ Đào Nha đã phát hiện ra nó cách đây 80 năm. Từ đó, người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã giữ bí mật con đường này để dùng riêng thế tử nói chúng tôi là những người ngoài đầu tiên đi qua eo này tôi có được một trong những hải đồ bí mật của họ một kiểu bản đồ nhưng ngay như thế tôi vẫn phải đi mất sáu tháng mới qua được vì gió ngược marico dịch những lời anh nói toranaga ngước nhìn không tin chúa công tôi nói rằng ông đã nhầm tất cả bọn man tất cả bọn bồ đào nha đều đến từ phía nam đó là con đường của họ con đường duy nhất mà đúng đúng là người bồ đào nha ưa thích con đường đó hơn chúng tôi gọi đó là mũi hào vọng vì họ có hàng tá pháo đài dài dọc các bờ biển này châu phi và ấn độ và quần đảo hương liệu để cung cấp lương thực và để trú chân qua mùa đông và các chiến thuyền của họ đã tuần tiễu chiếm độc quyền các con đường trên biển. Tuy nhiên thì người Tây Ban Nha dùng eo Magellan để đi tới các thuộc địa của họ ở Châu Mỹ ở Thái Bình Dương và tới Philippines hoặc là vượt qua đây tại eo đất hẹp ở Panama đi qua trên bộ để tránh mất nhiều tháng trên biển. Đối với chúng tôi đi qua eo biển Magellan an toàn hơn vì nếu không chúng tôi sẽ bị tất cả các pháo đài bồ đào nha thủ địch đánh tới tấp xin bà nói với đức ông toranaga rằng bây giờ tôi biết vị trí của nhiều pháo đài đó tiện đây cũng xin nói đa số sử dụng quân lính nhật bản đấy anh nói thêm một cách trịnh trọng tu sĩ cho tôi biết điều đó trong tù là người tây ban nha đối địch với người bồ đào nha với tất cả các tu sĩ dòng tên brechthon thấy có phản ứng ngay tức khắc trên gương mặt marico và khi bà ta dịch lại cũng thấy có phản ứng trên gương mặt toranaga nữa thôi cứ mặc cho bà ta và cố gắng đơn giản anh tự nhủ mình là quân lính nhật bản ư ông muốn nói là những samurai ư tôi cho rằng ronin thì có lẽ đúng hơn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết shogun của nhà văn mỹ james Clavell, trận chiến có mật mã là bầu trời đỏ thắm do hai con trai của toranaga là noburu và sudari chỉ huy đã bị thất bại hoàn toàn phần vì kế hoạch bại lộ phần vì hai người con chưa đủ bản lĩnh để lãnh đạo đội quân chiến đấu lớn sau lần thất bại này lãnh chúa có trừng phạt hai người con trai không những trang truyện tiếp theo sẽ cho chúng ta biết điều đó xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam các bạn thân mến chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Covell. Những chia sẻ của cha Domingo đã cung cấp cho Blackthorn nhiều kiến thức về vùng đất mới. Thế nhưng, sự tù túng trong ngục tối và chế độ cầm tù khắc nghiệt ở Nhật Bản khiến cho Blackthorn không khỏi chán nản và hoảng sợ. Anh lên kế hoạch thoát khỏi ngục tù nhưng bất thành bởi đội quân samurai quá mạnh. Và một ngày bị quân samurai dẫn giải ngoài phố, Blackthorn chợt nhớ về những ký ức kinh hoàng đẫm máu của trận Akmara ngày nào. Nơi mà anh phải chứng kiến, người chỉ huy phó của mình là Anba Karadok tử trận một cách đau đớn. Những suy nghĩ mông lung về trận chiến kết thúc, kéo Blackthorn trở về với hoàn cảnh tù nhân hiện tại của mình. Blackthorn cảm thấy ấn tượng với các con phố ở Nhật Bản vì chúng rất sạch sẽ, chứ không ngập rác thải như các con phố ở quê hương Luân Đôn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sogun của nhà văn người Mỹ James Covell, bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Phu nhân già xì một tiếng. Bọn chúng càng đến đây ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Con ạ, à, mẹ nghĩ thế. Mẹ không bao giờ có thể hiểu được chúng và chúng hôi hám ghê lắm. Mẹ không bao giờ hiểu được làm sao đức tay cô cha con lại có thể dung thứ cho chúng chứ. Nhưng ngài là đàn ông, con là đàn ông nên có nhiều kiên nhẫn hơn một người đàn bà hèn mọn. Yaimon sama, con có một ông thầy dạy rất tốt. Cặp mắt già nua của bà nhìn sang Toranaga. Đức ông Toranaga có nhiều kiên nhẫn hơn bất kỳ ai trong vương quốc này. Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng đối với đàn ông, là sinh tử đối với người lãnh đạo. Toranaga nói, và lòng khao khát hiểu biết cũng là một đức tính tốt có phải không, Yai Môn Sama? Và hiểu biết lại thường đến từ những nơi chốn rất lạ lùng. Vâng, thưa chú. Ồ, đúng vậy. Yai Môn nói. Chú ấy nói đúng có phải không, thưa mẫu thân? Phải, phải. Ta đồng ý. Nhưng ta hài lòng, ta là đàn bà, không phải lo lắng gì về những chuyện đó. Yodoko ôm lấy đứa bé. Nó đã lại ngồi bên cạnh bà. Thế đấy con ạ, à. tại sao lại đến đây? Để tìm Kawampaku, tại sao? Kawampaku đã không về đúng giờ ăn và giờ tập viết. Con ghét tập viết lắm, con sắp phải đi bơi đây. Toranaga làm ra bộ nghiêm nghị nói: "Khi tôi ở tuổi thế tử, tôi cũng rất ghét môn tập viết. Nhưng rồi khi đã 20 tuổi, tôi đã phải ngừng chiến trận để trở về đi học. Cái đó tôi lại càng ghét hơn. Trở về để đi học ư? Ừ. Sau khi đã rời bỏ trường mãi mãi? Ôi, thế thì khủng khiếp quá đấy. Một thủ lĩnh cần phải biết viết thật đẹp. Yai Monsama không những phải viết cho rõ mà còn vẻ đẹp nữa vì Cuvampaku lại càng phải thế hơn bất kỳ ai khác. Nếu không sao Cuvampaku viết được cho đức Thái hậu hoặc cho các đai miêu lớn? Một thủ lĩnh phải giỏi hơn các chư hầu của mình về mọi mặt, về tất cả mọi việc. Một thủ lĩnh phải làm được nhiều việc khó khăn. Vâng, thưa chú, làm Cuvampaku thật là khó. Yai Môn cau mày vẻ quan trọng. Cháu nghĩ là cháu sẽ làm bài bây giờ, chứ không phải để đến lúc hai mươi tuổi, vì lúc ấy cháu sẽ có những việc quốc gia đại sự rồi đấy. Mọi người đều tỏ vẻ hãnh diện về đứa bé. Con rất sáng suốt đấy, con ạ, à, cô nói. Vâng, thưa mẫu thân, con sáng suốt như cha con. Mẹ con vẫn nói thế bao giờ thì mẫu thân về nhà ạ à? yudoku ngó nhìn toranaga sớm thôi tôi hy vọng là sẽ rất sớm toranaga nói ông biết isido bảo bà ta đến đây tìm đứa bé toranaga đã đưa đứa bé và bọn cảnh vệ thẳng tới hoa viên để chọc tức thêm kẻ thù của ông và cũng để cho đứa bé thấy viên hoa tiêu kỳ lạ và do đó làm cho Isido mất cái thích thú làm việc đó. Phải lo lắng về con trai tôi thật là vất vả. Yudoko nói, giá như phu nhân Ochiba trở về đây, về Osaka này, thì thật là hay. Tôi sẽ có thể trở lại chùa được, nè. Nên... Bà ta thấy thế nào? Và phu nhân Jenico thế nào? cả hai đều bình an. Toranaga nói và cười thầm trong bụng. Chín năm trước đây, trong một cử chỉ thân ái bất thường, tay cô đề nghị riêng với ông ta là nên lấy Jiniko, em gái của phu nhân Ochiba, sủng phi của ông ta. Như thế, hai nhà chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau. Tay cô đã nói như vậy. Tâu Chúa Thượng, vâng, hạ thần xin vâng lệnh tuy hạ thần không xứng đáng vinh dự đó. Toranaga đã cung kính trả lời. Ông cũng mong muốn có quan hệ chặt chẽ với Taiko. Nhưng ông biết rằng, tuy Yodoko, vợ Taiko có thể đồng ý, còn sủng phi Ochiba ghét ông sẽ dùng ảnh hưởng rất lớn của bà ta đối với Taiko để ngăn chặn cuộc hôn nhân đó. Với lại, tránh việc lấy em Ochiba làm vợ là sự khôn ngoan hơn. Vì nếu lấy thì bà ta sẽ có quyền lực ghê gớm đối với ông, đặc biệt là bà ta sẽ giữ chìa khóa kho tàng của ông. Nhưng nếu như bà ta mà lấy con trai của ông là Sudara thì Toranaga với tư cách thủ lĩnh tối cao của gia đình sẽ nắm trọn quyền chi phối. Ông đã phải dở hết tài khôn khéo để sắp đặt cuộc hôn nhân giữa Sudara và Zeniko và cuộc hôn nhân đã thành bây giờ jenjiko trở nên vô giá đối với ông bà ta trở thành thành lũy bảo vệ ông vì ochiba rất quý em gái con dâu tôi chưa trở dạ người ta tưởng là vào hôm qua nhưng tôi cho rằng không có gì nguy hiểm nếu không phu nhân ochiba đã rời đây ngay rồi ba con gái rồi đã đến lúc jenjiko đẻ cho đức ông một cháu trai này tôi sẽ tụng kinh cầu cho ông có cháu trai đấy cảm ơn phu nhân toranaga nói xưa nay ông vẫn mến bà ta bà biết nói thật lòng mặc dù ông là mối nguy hiểm đe dọa dòng họ của nhà bà ta tôi nghe nói là phu nhân sazuko có mang phải không ạ à? vâng tôi thật là may mắn Toranaga hớn hở với ý nghĩ về người thiếp mới nhất của ông, tuổi trẻ, sức khỏe, sự nồng nàn của cô ta. Mình hy vọng sẽ có được đứa con trai, ông tự nhủ. Phải, nếu được như thế thì rất là hay. Tuổi 17 là cái tuổi rất hợp để có con đầu lòng, nếu khỏe mạnh như cô ta. Vâng, tôi thật rất là may mắn. Phật phù hộ độ trì cho đức ông. Yudoko cảm thấy thoáng một chút ghen tức. Thật là không công bằng. Toranaga có năm con trai còn sống và bốn con gái, đã có năm cháu gái rồi, lại đứa con của Sazuko sắp ra đời nữa, mà hắn vẫn còn nhiều năm khỏe mạnh, nhiều thê thiết trong nhà, hắn sẽ còn đẻ thêm nhiều con trai nữa. Còn tất cả hy vọng của bà lúc này là tập trung vào đứa bé bảy tuổi duy nhất kia, con của bà cũng như của Ochiba. Phải, nó cũng chẳng khác gì là con trai ta, bà nghĩ. Sao lúc đầu ta căm ghét Ochiba thế chứ? Bà thấy mọi người chăm chú nhìn mình và giật mình. Vâng. Yeah, môn cau mày. Con nói là bây giờ chúng con có thể đi học bài được chưa? Thưa mẫu thân. Con đã phải nhắc đến hai lần rồi đấy. À, xin lỗi con trai nhé ta đang nghĩ vẩn vơ ấy tuổi già nó thế đấy được ta đi thôi nào kiri đỡ bà đứng dậy môn chạy trước bọn áo xám đã đứng cả dậy và một tên nắm lấy chú bé âu yếm đặt nó lên vai hắn bốn gã samurai đi hộ tống yodoko đứng chờ riêng một chỗ đức ông toranaga hãy đi với ta một đoạn được không ta cần dựa vào một cánh tay khỏe mạnh toranaga đứng dậy với một sự nhanh nhẹn không ngờ yodoko nắm lấy cánh tay ông nhưng không dùng đến sức mạnh của ông phải ta cần một cánh tay khỏe mạnh yamon cũng cần và cả vương quốc này cũng cần tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ phu nhân Toranaga nói. Khi họ đi đã xa những người khác, Yudoko khẽ nói. Hãy trở thành nhiếp chính duy nhất đi. Hãy chiếm lấy quyền bính và trị vì, cho đến khi Yaimon khôn lớn. Di chúc của tai cô nghiêm cấm điều đó, ngay dù cho tôi có mong muốn được như thế, nhưng đó là điều tôi không mong muốn. Những sự hạn chế tay cô đã đặt ra loại trừ việc một nhiếp chính nắm lấy quyền bính. Tôi không mưu cầu quyền bính riêng cho một mình tôi. Không bao giờ. Torachan Yuduko nói, dùng cái biệt hiệu tay cô đặt cho Toranaga đã lâu lắm rồi. Chúng ta, ông và tôi, có ít bí mật với nhau. Ông có thể làm được điều đó nếu ông muốn tôi sẽ chịu trách nhiệm về phu nhân Ochiba. Hãy giành lấy quyền lực cho suốt cuộc đời ông. Hãy trở thành Shogun và hãy... Thưa phu nhân, điều phu nhân nói là một sự phản nghịch. Tôi không mưu cầu trở thành Shogun. Tất nhiên rồi. Nhưng xin ông hãy nghe tôi lần chót đây. Hãy trở thành Shogun hãy đặt iaemon là người kế vị duy nhất của ông người kế vị duy nhất nó có thể trở thành shogun sau đức ông đấy chẳng phải là nó thuộc dòng dõi fujimoto qua phu nhân ochiba ngược trở lên người ông của phu nhân là goroda và qua goroda lên tới thời thái cổ đó sao fujimoto toranaga chăm chú nhìn yodoko phu nhân cho rằng các daimyo sẽ đồng ý sao hay đức điện hạ thiên tử lại có thể tán thành sự bổ nhiệm đó sao không riêng bản thân yamon thì không được nhưng nếu ông là shogun trước và ông nhận nó làm con ông có thể thuyết phục được họ được tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ ông phu nhân ochiba và tôi phu nhân ochiba đã đồng ý rồi sao toraraga sửng sốt hỏi chưa chúng tôi chưa bàn đến chuyện đó bao giờ đó mới chỉ là ý kiến của tôi thôi nhưng phu nhân sẽ đồng ý tôi sẽ chịu trách nhiệm về phu nhân tôi đảm bảo trước đây đây là một câu chuyện không thể bàn được thưa phu nhân. Ông có thể chế ngự được Isido và tất cả bọn họ. Ông đã luôn luôn làm được việc đó rồi. Tô Chan, tôi rất lo sợ về những điều tôi nghe nói, những tin đồn chiến tranh, những phe cánh và những thế kỷ đen tối lại bắt đầu rồi. Khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi không thôi và sẽ nuyết chừng Yaemon. Đúng thế, tôi cũng tin như vậy vâng nếu chiến tranh nổ ra nó sẽ kéo dài mãi mãi không bao giờ chấm dứt được vậy thì hãy nắm lấy quyền lực đi hãy làm cái gì đó ông mong muốn cho bất cứ ai ông muốn bằng bất cứ cách nào ông muốn yamon là một đứa trẻ xứng đáng đấy tôi biết ông mến nó nó có được cái đầu óc của cha nó và với sự chỉ bảo của ông tất cả chúng ta đều có lợi. Nó phải được thừa kế cha nó. Tôi không chống lại Iaimon hay việc Iaimon kế vị. Tôi còn phải nhắc lại điều đó bao nhiêu lần nữa đây. Nếu ông không tích cực ủng hộ thế tử, thế tử sẽ bị tiêu diệt. Tôi thật lòng ủng hộ thế tử, Toranaga nói, về mọi mặt. Đó là điều tôi đã thỏa thuận với tay cô, người chồng đã quá cố của phu nhân. Yudoko thở dài và khép chặt tà áo thụng. Bộ xương già này đã lạnh ngắt rồi. Biết bao nhiêu bí mật và chiến tranh, biết bao chuyện phản phúc, chết chóc và chiến thắng, Torachan. Tôi chỉ là một người đàn bà và rất cô đơn. Tôi mừng rằng tôi đã hiến mình cho Phật tổ và phần lớn ý nghĩ của tôi đều hướng về phật và kiếp sau của tôi nhưng ở kiếp này tôi phải bảo vệ con trai tôi và nói điều đó với ông tôi hy vọng ông tha thứ cho sự vô lễ của tôi tôi luôn cầu mong và hoan nghênh những lời khuyên bảo của phu nhân cảm ơn đức ông bà ưỡn thẳng lưng lên một chút ông nghe đây chừng nào tôi còn sống thì không bao giờ thế tử hoặc phu nhân Ochiba chống lại ông. Vâng. Ông sẽ suy nghĩ về những đề nghị của tôi chứ? Di chúc của cố chúa thượng tôi đã cấm việc đó. Tôi không thể đi ngược lại di chúc hay lời hứa thiêng liêng của tôi với tư cách nhiếp chính. Hai người im lặng rồi đi. Rồi Yudoko thở dài nói tại sao không lấy bà ta làm vợ chứ toranaga đang đi bỗng đứng sững lại lấy ochiba sao mà không được bà ấy hoàn toàn xứng đáng được chọn về mặt chính trị một sự chọn lựa hoàn hảo cho ông bà ta đẹp trẻ khỏe mạnh dòng dõi và bậc nhất một phần là dòng họ fujimoto một phần là dòng họ minowara mặt trời như nhảy múa trong người bà ta và bà ta rất yêu cuộc sống. Lúc này đây ông không hề có người vợ chính thức nào cả. vậy thì tại sao lại không được? như thế sẽ giải quyết vấn đề kế vị và ngăn chặn việc vương quốc bị chia năm xẻ bảy. với bà ta chắc chắn ông sẽ có thêm một con trai. Yai -môn sẽ kế vị ông rồi con trai nó hoặc các con trai khác của bà ta ông có thể trở thành Shogun. Ông sẽ nắm quyền bính của vương quốc và quyền của người cha, cho nên ông sẽ có thể kéo Iamon đi theo con đường của ông. Ông sẽ chính thức nhận nó làm con nuôi, và nó sẽ là con ông cũng chẳng khác gì những đứa con khác của ông đâu. Tại sao ông lại không lấy phu nhân Ochiba? Vì bà ta là một con mẹ phù thủy, một con hổ cái phản trắc và có gương mặt thân hình của một nữ thần và tưởng mình là một nữ hoàng nên đã hành động như một nữ hoàng toranaga thầm nghĩ không bao giờ có thể tin được bà ta ở trên giường của mình rất có thể bà ta sẽ chọc một mũi kim vào mắt ngươi khi ngươi đang ngủ cũng như rất có thể khi bà ta âu yếm ngươi ồ không bà ta thì không thể được ngay dù lấy bà ta trên danh nghĩa thôi, mà điều này thì bà ta sẽ không bao giờ đồng ý, không, không thể được. Vì đủ mọi thứ lý do mà lý do không phải không quan trọng là bà ta ghét mình, âm mưu đánh đổ mình, đánh đổ cả dòng họ mình ngay từ khi bà ta sinh con lần đầu tiên cách đây 11 năm. Ngay khi ấy, ngay khi mới 17 tuổi, bà ta đã quyết chí hủy diệt ta rồi trả. Bên ngoài thì dịu dàng là thế, như trái đào chín đầu tiên của mùa hạ, bà ta thơm phức. Nhưng bên trong thì cứng rắn như thép, lưỡi gươm đi đôi với một đầu óc cũng cứng rắn như thế. Bỏ bùa, bỏ bà thế nào mà chẳng bao lâu tay cô mê say bà ta điên cuồng, không còn thiết gì những người khác nữa. Phải, bà ta đã áp đảo tay cô ngay từ khi mới 15 tuổi, khi tay cô chính thức lấy bà ta. Phải, và đừng có quên rằng, thật ra là bà ta lấy tay cô chứ không phải là ngược lại, mặc dù tay cô vẫn nghĩ như thế. Phải, ngay ở tuổi 15, Ochiba đã biết mình muốn có cái gì và muốn cách giành lấy nó. Thế rồi, sự kỳ diệu đã xảy ra, cuối cùng đã đem lại cho tay cô một đứa con trai mà trong tất cả các phụ nữ ông ta đã lấy, chỉ có bà ta là đẻ được con thôi. Bao nhiêu bà phu nhân đã ăn nằm với tay cô? Ít nhất là một trăm. Ông ta là một con dê cụ vung vãi tinh khí vào nhiều âm hộ hơn một người thường. Phải. Tất cả những phụ nữ đó thuộc đủ các lứa tuổi, các đẳng cấp, gặp bất chợt hay lấy về làm thê thiếp, từ một quận chúa Fujimoto đến những đĩ điểm hạng tư chẳng một ai có chữa được. Tuy rằng sau này nhiều người trong số họ bị tay cô thải ra hoặc ly hôn hay gả bán đi, đã có con với người đàn ông khác. Không một ai chỉ trừ phu nhân Ochiba. Nhưng bù lại, bà ta cho tay cô đứa con trai đầu tiên khi ông ta ở tuổi 53. Tội nghiệp. Đứa nhỏ ốm yếu đã chết non. Tay cô đã tự xé quần áo gần như phát điên phát rồ vì đau buồn, tự oán trách mình, chứ không oán trách bà ta. Thế rồi, bốn năm sau, thật kỳ lạ, bà ta lại đẻ thêm một lần nữa, và cũng rất là kỳ lạ, lại là một đứa con trai, lần này thì khỏe mạnh một cách cũng kỳ lạ. Khi ấy, bà ta 21 tuổi, tay cô gọi bà ta là Ochiba Vô Song tai cô có phải là cha đẻ của yamon hay không trời ơi ta sẵn sàng đổi nhiều thứ để biết được sự thật đấy liệu có bao giờ chúng ta biết được sự thật thật không có lẽ là không nhưng để có được bằng chứng sự thật ta có thể sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì thật lạ lùng là tai cô con người khôn ngoan đến thế về mọi chuyện khác lại chẳng khôn ngoan gì đối với Ochiba và say mê Ochiba và Iaemon như điếu đổ, đến cả mức điên rồ luôn. Thật lạ lùng, trong số tất cả các phụ nữ, bà ta lại là người đẻ ra đứa con kế vị tai cô, mà chính bố đẻ rồi bố dượng và mẹ đẻ của bà ta lại chết vì bàn tay của tai cô. Phải chăng? bà ta đã khôn khéo ăn nằm với một người đàn ông khác để lấy giống, rồi thủ tiêu người đó đi để tự bảo vệ mình. Không phải một lần, mà là hai lần. Phải chăng, bà ta phản phúc đến mức đó? Phải, có thể lắm chứ. Lấy ô ma ư, không đời nào. Thưa phụ nhân, tôi rất lấy làm vinh dự được phu nhân đưa ra một gợi ý như thế toranaga nói torachan ông là đàn ông mà ông có thể điều khiển dễ dàng một người đàn bà như thế chứ ông là người đàn ông duy nhất trong vương quốc có thể làm được việc đó này bà ta sẽ là người thật đẹp đối với ông đấy hãy nhìn bà ta đấu tranh như thế nào để bảo vệ quyền lợi của con trai bà ta lúc này mà bà ta chỉ là một phụ nữ chẳng có gì để tự vệ quả thật bà ta sẽ là người vợ xứng đáng của ông đấy vâng tôi cho rằng bà ta sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu nhưng nếu có thì sao tôi rất muốn biết có thật thế không biết riêng thôi Vâng, nếu thế thì quả thật hân hạnh cho tôi vô cùng. Nhiều người tin chỉ có ông chặn ngang con đường kế vị của Yaemon. Nhiều người là những kẻ ngu xuẩn đó. Đúng, nhưng ông không phải là kẻ ngu xuẩn đâu. Toranaga-sama mà phu nhân Ochiba cũng vậy thôi. Mà cả bà cũng vậy, thưa phu nhân. Toranaga thầm nghĩ. Trong đêm khuya khoắt, tên thích khách vượt qua tường lọt vào hoa viên. Hắn hầu như không thể nhìn thấy nó. Nó mặc quần áo đen bó chẽn người, ta bi của nó cũng đen, mũ trùm đầu đen, mặt nạ đen che kín mặt. Người nó bé nhỏ, nó chạy không gây tiếng động trước pháo đài bằng đá ở bên trong, rồi dừng lại sát chân tường cao ngất. Cách đó năm mươi bước, hai tên áo nâu gác cổng chính tên thích khách khéo léo quẳng cái móc bọc rẻ buộc vào một sợi dây thừng bằng lụa rất mảnh cái móc ngoặc vào gờ đá của lỗ châu mai nó bám thừng leo lên luồn qua lỗ châu mai rồi biến mất vào bên trong hành lang yên tĩnh có ánh sáng của những ngọn nến nó lặng lẽ chạy dọc hành lang mở một cánh cửa bên ngoài rồi ra tới mặt tường thành lại khéo léo quăng móc lại leo lên nhanh chóng và nó lọt được vào hành lang bên trên lính gác ở các góc mặt tường thành không nghe thấy nó tuy họ đều tỉnh táo nó luồn vào một căn phòng nhỏ bằng đá khi những tên áo nâu khác lặng lẽ đi tuần qua khi chúng đã đi khỏi nó men theo dọc hành lang đến góc thì dừng lại rồi lặng lẽ nhìn quanh một tên samurai đang gác cửa đằng xa. Tên gác ngồi, bắt chân chéo khoeo, ngáp, rồi tựa lưng vào tường, vươn vai. Mắt gã nhắm lại trong chốc lát. Ngay lập tức, tên thích khách lao tới. Lặng lẽ không một tiếng động, nó cuộn chiếc dây lụa trong tay lại thành một cái thòng lặng, quàng vào cổ tên gác, rồi giật mạnh. Ngón tay tên gác cào cào định gỡ cái thòng lọng ra nhưng gã đã sắp chết rồi một nhát dao đâm mạnh vào giữa hai đốt xương sống chính xác như một nhà phẫu thuật và thế là tên gác không động cửa gì nữa tên thích khách khẽ mở cửa phòng triều kiến trống rỗng cửa bên trong không có ai canh gác nó kéo cái xác vào trong phòng rồi đóng cửa lại không một chút do dự nó vượt qua phòng tới cửa bên trái cửa bằng gỗ và được đai nẹp kiên cố. Con dao găm lăm lăm trong tay, nó khẽ gõ cửa. Vào thời hoàng đế Sikawa, nó nói lên phần đầu câu khẩu lệnh. Phía bên kia có tiếng gươm rút soạt khỏi vỏ và tiếng đáp lại. Có một hiền giả tên là Enrakaji. Viết cuốn kinh thứ 31, tôi có thư khẩn cho đức ông Toranaga cửa mở và tên thích khách lao vào con dao đâm ngược lên vào đúng cổ họng gã samurai thứ nhất ngay dưới cằm rồi rút ra cũng nhanh như thế để cắm phập y như thế vào tên gác thứ hai cổ tay xoay nhẹ một cái rồi con dao rút ra cả hai tên gác đều chết đứng chưa kịp đổ tên thích khách nắm lấy một tên cho nó ngã xuống từ từ còn tên kia tự đổ vật xuống nhưng không gây tiếng động quân samurai át tải blackthorn qua nhiều con phố và cuối cùng chúng dẫn anh tiến sâu vào một khu rừng nọ. Trong lúc Blackthorn đang hoang mang vì không biết số phận của mình sẽ đi về đâu thì một toán cướp xuất hiện giao chiến với quân samurai để cướp Blackthorn. Chỉ trong nháy mắt, toán cướp đã triệt hạ toàn bộ quân samurai. Thế nhưng, toán cướp cùng Blackthorn di chuyển chưa được bao xa thì bị đội quân do Kaji Yabu chặn lại. Cuối cùng Số phận của Blackthorn rơi vào tay của Yabu. Yabu liền dẫn giải Blackthorn về giao cho lãnh chúa Toranaga Hồng Lập Công. Lãnh chúa Toranaga nhận thấy Blackthorn có nhiều giá trị lợi dụng nên sai người canh giữ cẩn mật. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Covell. Bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Tên thích khách lao nhanh theo hành lang bên trong sáng mờ. Bỗng một di mở ra, tên thích khách đứng sững lại, ớn lạnh và thong thả nhìn quanh. Kiri đang há hốc miệng nhìn nó cách có mươi bước. Tay bà bưng một cái khay. Nó trông thấy hai chiếc chén trên khay chưa dùng đến, thức ăn vẫn nguyên vẹn. Ấm trà tỏa một làn hơi nước. Bên cạnh là một cây nến cháy chập chờn. Bỗng cái khay rơi xuống. Bàn tay bà thọc vào ô bi rút ra một thanh kiếm ngắn. Miệng bà ta động đậy nhưng không phát ra được một tiếng nào tên thích khách đã chạy tới góc hành lang phía đầu hành lang đằng kia có một cánh cửa bật mở ra và một tên samurai ngơ ngác ngái ngủ ló nhìn ra tên thích khách lao tới phía gã và xé toang một shoji ở bên phải kiri liền kêu thét và tiếng bao động nổi lên tên thích khách chạy rất thông thạo trong bóng tối vượt qua phòng ngoài, nhảy qua đám phụ nữ đang choàng tình và các nữ tỳ của họ lao vào hành lang trong cùng ở phía bên kia. Ở đây tối như hũ nút, nhưng nó lần mò không sai chạch tìm ra cửa bên phải trong sự huyên náo đang tăng lên. Nó kéo cửa, mở ra và nhảy bổ vào hình người đang nằm trên đệm. Nhưng bàn tay cầm dao của nó bị túm chặt như kìm kẹp và lúc này nó lao vào một trận đấu trên sàn. Nó chiến đấu một cách khôn ngoan, vùng ra được và đâm một nhát nữa nhưng trượt, vướng vào tấm mền. Nó hất cái mền đi rồi lại lao vào người kia, con dao trong tay sẵn sàng đâm một nhát chí mạng. Nhưng người đó vặn người né được một cách nhanh nhẹn không ngờ. Và một bàn chân cứng rắn đã đá trúng háng nó, đau ghê gớm còn đối thủ của nó thì nhảy vội sang một bên. Khi đó bọn samurai ập đến đứng chặn cửa, một số cầm đèn lồng và naga, mình chỉ cuốn có cái khăn, đầu bù tóc rối, nhảy vào đứng giữa nó với Blackthorn gươm dơ cao. Hàng đi! Tên thích khách đâm dứ một nhát, miệng hét, Nama Amida Busu, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quay ngược mũi dao dùng cả hai bàn tay đâm vào bên dưới cầm nó. Máu vọt ra và nó khuỵu xuống. Naga chém chỉ một nhát thôi, lưỡi gươm vung lên loang loáng theo đường cánh cung và đầu tên thích khách lăn lông lốc. Trong im lặng như tờ, Naga cầm cái đầu lên và giật bỏ chiếc mặt nạ khuôn mặt rất bình thản đôi mắt vẫn còn chấp chới naga túm đuôi tóc tết theo kiểu samurai giơ cái đầu lên có ai biết tên này không không ai trả lời naga nhổ vào mặt tên thích khách giận dữ ném cái đầu cho một người hầu rồi xé toang bộ quần áo đen trên thây tên thích khách nhấc cánh tay phải của nó lên và nhìn thấy cái mà hắn ta tìm kiếm dòng chữ trung quốc xăm ở nách là amida phật a đà ai là sĩ quan chỉ huy phiên gác thưa đức ông tôi ạ à. mặt người đó trắng bệch ra vì kinh hoàng naga nhảy sổ tới và những người khác vội tản ra viên sĩ quan không hề tìm cách né tránh lưỡi gươm dữ dằn đã chém bay đầu gã một phần vai và một cánh tay. Ha-ya-bu-sa-san, hãy ra lệnh cho tất cả các samurai của phiên gác này tập hợp ở sân trong. Naga nói với một sĩ quan khác, tăng số người gấp đôi cho phiên gác này, mang cái xác này ra khỏi đây. Còn mọi người, hắn ngừng bật. Kiri đã đến cửa phòng, tay vẫn cầm thanh đoàn kiếm, bà nhìn cái xác rồi nhìn Blackthorn. San không việc gì chứ? bà ta hỏi. Naga liếc nhìn người đang đứng thở hổn hển bên cạnh hắn, cao lù lù. Hắn không thấy có vết thương nào, không có máu, chỉ là một người đầu bù tóc rối vừa ngủ dậy thôi, suýt bị giết chết. Mặt tái nhợt đi nhưng không có vẻ sợ hãi ông có bị thương không hoa tiêu tôi không hiểu naga lại gần và chiếc kimono ngủ ra để xem viên hoa tiêu có bị thương không à hiểu rồi không không bị thương naga nghe thấy người cao lớn đó nói và trông thấy anh ta lắc đầu tốt lắm hắn nói thưa kirisubo san hình như ông ta không bị thương ạ à hắn thấy San trỏ vào cái xác và nói cái gì đó tôi không hiểu ông naga đáp San, ông ở lại đây rồi hắn nói với một người đàn ông đem lại ít đồ ăn thức uống cho ông ta nếu ông ta muốn tên thích khách nó có xăm chữ amida này kiri hỏi vâng thưa phu nhân kirisubo bọn ma quỷ đúng là ma quỷ Vâng. Naga cúi chào bà ta rồi nhìn một trong số những tên samurai đang khiếp sợ. Ngươi theo ta, đem theo cái đầu. Rồi hắn rào bước đi, tự hỏi mình sẽ nói thế nào với cha đây. Ôi lạy Phật, cảm ơn Phật đã phù hộ cho cha con. Nó là một thằng Ronin. Toranaga nói cộc lốc ông sẽ không bao giờ tìm ra tung tích của nó đâu, Hiromatsui-san. Vâng, nhưng Isido chịu trách nhiệm về chuyện này. Làm thế này ông ta thật không còn danh dự gì nữa, Nick. Đúng vậy, dùng những tên sát nhân cặn bã rác rưởi. Thưa Đức ông, tôi van Đức ông cho phép tôi gọi ngay các binh đoàn của ta tới đây ngay. Tôi sẽ chặn đứng chuyện này lại một lần cho chót. Không, Toranaga quay lại nhìn Naga. Con đoán chắc là Anjin-san không bị thương chứ? Vâng, thưa chúa công. Hiromatsu-san, ông sẽ giáng chức ngay tất cả những tên gác của phiên gác đó vì không làm tròn nhiệm vụ. Cấm chúng không được tự xử seppuku. Chúng được lệnh phải sống với sự sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người của ta như những tên lính hạng bét cho người cầm chân những tên gác đã chết lôi đi khắp lâu đài và thành phố tới pháp trường để cho chó ăn thịt chúng nó lúc này toranaga nhìn con trai mình naga vào đầu buổi tối nay tu viện johi ở nagoya đã gửi thư khẩn tới báo tin về sự đe dọa của ishido đối với naga ngay lập tức toranaga đã ra lệnh cho con trai nhất thiết không được đi đâu và luôn luôn có lính gác vây quanh còn các thành viên khác trong gia đình ở osaka kiri và phu nhân sazuko cũng được canh phòng cẩn mật bức thư do tu viện trưởng gửi đến còn nói thêm rằng theo ý ông ta nên thả mẹ ishido ra ngay thì hơn rồi đưa bà ta về thành phố cùng với các nữ tỳ của bà ta tôi không dám liều tính mạng của một trong những con trai lừng lẫy của ngài một cách dại dột Điều tệ hại hơn nữa là do bà ta không khỏe, bà ta đang bị cảm lạnh. Tốt nhất nên để cho bà ta chết ở nhà bà ta chứ đừng chết ở đây. Nagasan, con cũng chịu trách nhiệm về việc để tên thích khách lọt vào đây." Toranaga nói, giọng lạnh lùng, gay gắt. "Mỗi samurai đều phải chịu trách nhiệm, dù đang phiên gác hay không, ngủ hay thức." con bị phạt một nửa thu nhập hàng năm của con vâng thưa đức ông người thanh niên nói ngạc nhiên thấy mình còn được phép giữ lại một cái gì kể cả cái đầu của mình xin đức ông hãy giáng chức cả con nữa hắn nói con không thể sống với sự nhục nhã được con không xứng đáng gì khác ngoài sự khinh bỉ vì đã không làm tròn nhiệm vụ nếu ta muốn giáng chức con thì ta đã làm rồi. con được lệnh phải đi Iodo ngay. con sẽ rời khỏi đây với hai mươi gia nhân ngay đêm nay và phải báo cáo lại với anh con. phải tới đó trong thời gian nhanh nhất. đi đi. Naga cúi chào rồi đi ra mặt trắng bệch. đối với Hiromasu, Toranaga cũng gay gắt. hãy tăng ngay số vệ sĩ của tôi lên gấp bốn lần hủy bỏ cuộc đi săn hôm nay và ngày mai ngày hôm sau cuộc họp của các nhiếp chính tôi sẽ rời osaka ông sẽ chuẩn bị mọi thứ và cho đến khi ấy tôi sẽ ở đây sẽ không gặp bất cứ ai nếu người đó không được mời tới không một ai nhớ chưa ông vẫy tay giận dữ ra hiệu cho lui mọi người có thể lui rồi hiromatsu ông ở lại đây căn phòng vợi hết người Hiromasu lấy làm mừng sự nhục nhã của mình sẽ là riêng tư vì trong số tất cả mọi người ông ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất với tư cách là người cầm đầu các vệ sĩ thưa đức ông tôi không còn lý do gì để tự bào chữa cả hoàn toàn không toranaga đang mải suy nghĩ lúc này không còn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt ông nữa. Nếu ông muốn mướn người của đảng Azida bí mật, thì ông làm thế nào để tìm ra chúng? Làm thế nào để tiếp cận chúng? Tôi không biết ạ, à, thưa Đức ông. Thế ai biết? Kashiji Yabu Toranaga nhìn qua lỗ châu mai ánh bình minh xen lẫn với bóng đêm ở phía đông đưa họ lại đây vào lúc trời sáng đức ông cho rằng hắn chịu trách nhiệm về việc này ư toranaga không trả lời im lặng suy nghĩ trầm ngâm cuối cùng viên tướng già không chịu nổi sự im lặng đó thưa đức ông xin phép đức ông cho tôi cáo lui Tôi xấu hổ về sơ sót của mình. Ngăn ngừa một vụ mưu sát như thế là việc hầu như không thể làm được đâu, Toranaga nói. Vâng, nhưng lẽ ra chúng tôi phải bắt được nó ngay từ ngoài, không để nó tới gần chỗ đức ông như thế ạ. À? Đồng ý thôi, nhưng tôi không xem ông là người chịu trách nhiệm. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm thưa đức ông. Có một điều tôi cần phải nói vì tôi là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của đức ông cho đến khi đức ông trở về Iedo. Sẽ còn có nhiều vụ mưu sát nữa đối với đức ông và tất cả các gián điệp của ta đều báo cáo là có thêm nhiều sự di chuyển của binh sĩ. Isido đang huy động người của hắn. Đúng, Toranaga bình thản nói. Sau Yabu, tôi muốn gặp Tsukusan rồi Mariko-san, hãy tăng cường canh gác Anjin-san. Đêm nay có tin báo rằng đức ông Onoshi sai 10 vạn người củng cố thành lũy của ông ta ở Kyushu, Hiromasu nói, lòng nặng chịu lo lắng về an ninh của Toranaga. Tôi sẽ hỏi ông ta về chuyện đó khi chúng tôi họp. Hiromasu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi không hiểu nổi đức ông tôi cần phải nói với Đức ông rằng Đức ông đánh liều mọi thứ một cách khinh suất. Vâng, rất là khinh suất. Đức ông dù có chặt đầu tôi đi vì tôi nói thế, tôi cũng không cần. Nhưng đó lại là sự thật. Nếu Kiyama và Onoshi về hùa với Isido, Đức ông sẽ bị buộc tội. Đức ông sẽ phải chết. Đức ông đến đây là liều, là có cơ mất hết và Đức ông đã tự thua hãy bỏ trốn khi còn có thể bỏ trốn được ít ra đức ông còn giữ được cái đầu trên vai mình chưa có gì nguy hiểm cho ta đâu vụ mưu sát tối nay không có ý nghĩa gì đối với đức ông sao nếu đức ông không đổi phòng lần nữa thì bây giờ đức ông đã chết rồi đúng vậy có lẽ là thế đấy nhưng cũng có thể là không toranaga nói Đêm qua có nhiều tầng linh gác bên ngoài các cửa của tôi và cả đêm trước nữa. Và đêm qua cả ông cũng gác. Không một tên thích khách nào có thể tới gần tôi được. Ngay cả tên thích khách này là tên được chuẩn bị rất kỹ. Nó thông thuộc đường lối, biết cả khẩu lệnh. Kirisa nói bà ấy nghe thấy nó nói khẩu lệnh. Cho nên tôi nghĩ nó biết tôi ở phòng nào rồi tôi không phải là mục tiêu của nó. Mục tiêu của nó là Anjin San. Là tên dợ đó ư? Phải. Toranaga đã dự liệu trước là sẽ có thêm nhiều nguy hiểm đối với tên dợ sau những tiết lộ phi thường của hắn lúc sáng nay. Rõ ràng tên dợ này quá nguy hiểm đối với một số người nào đó không thể để sống được nhưng Toranaga chưa bao giờ nghĩ lại có thể có một cuộc tiến công vào nơi ở riêng của ông ta hoặc là kẻ địch tiến công nhanh như thế. Vậy thì, ai đã phản bội ta? Toranaga gạt bỏ sự tiết lộ tin tức từ phía Kiri hoặc Mariko. Nhưng các lâu đài và các hoa viên thường vẫn có những nơi bí mật để nghe trộm, ông nghĩ. Ta đang ở giữa pháo đài địch và ở chỗ nào ta có một gián điệp, thì Isido và những tên khác có đến hai mươi tên gián điệp. Có lẽ đây chỉ là do một tên gián điệp thôi. Hãy tăng gấp đôi số người canh gác Anjin San. Nó đáng giá một vạn người đối với tôi đấy. Sau khi phu nhân Yodoko đi khỏi sáng nay, Toranaga đã quay lại trà thất trong hoa viên. Và ngay lập tức đã để ý thấy tình trạng suy nhược bên trong cặp mắt sáng hừng hực và vẻ mệt mỏi cùng cực của gã anjin san cho nên ông đã kiềm chế sự kích động của bản thân và lòng ham muốn hầu như không cưỡng nổi dò hỏi sâu hơn nữa và đã cho hắn lui nói ngày mai sẽ tiếp tục tên anjin san đã được trao cho kiri trông nom với chỉ thị phải kiếm một thầy thuốc để săn sóc sức khỏe cho gã, cho gã ăn những thức ăn của bọn dợ. Nếu gã muốn vậy, thậm chí còn để cho gã nằm ở phòng ngủ, mà chính Toranaga nhiều đêm vẫn ngủ ở đó. Cho hắn bất cứ cái gì bà thấy cần thiết, Kirisan. Ông nói riêng với Kiri. Tôi cần hắn thật khỏe mạnh, thật nhanh chóng về thể xác và về tinh thần. Sau đó, Tên Anjin San đã đề nghị Toranaga thả ông tu sĩ ra khỏi tù hôm nay vì ông ta già, ốm, yếu lắm rồi. Ông đã trả lời sẽ suy nghĩ việc đó và cho tên dợ lui với những lời cảm ơn, không nói cho gã biết là ông đã ra lệnh cho bọn samurai đến nhà giam tức khắc tìm lão tu sĩ đó, vì có lẽ lão ta cũng quý giá không kém đối với cả ông lẫn Ishido. Toranaga biết về ông tu sĩ này từ lâu rồi, biết ông ta là người Tây Ban Nha và thù địch với người Bồ Đào Nha. Nhưng chính Taiko đã ra lệnh bắt giam ông ta vào đó, cho nên ông ta là tù nhân của Taiko. Còn ông Toranaga không có quyền tài phán đối với bất kỳ ai ở Osaka. Ông đã cố ý đưa tên Anjin San vào nhà tù này không những để làm ra vẻ với Isido rằng tên ngoại bang đó chẳng có giá trị gì, mà còn hy vọng viên hoa tiêu kỳ lạ này sẽ có thể thu lượm được những hiểu biết của lão tu sĩ. Vụ mưu sát vụng về đầu tiên đối với Anjin San ở trong ngục đã thất bại, và ngay lập tức một mạng lưới hộ vệ đã được giải ra chung quanh gã. Toranaga đã thưởng cho tên gián điệp chư hầu của ông là Miniki một fukaga bằng cách đưa nó an toàn ra khỏi nhà tù, cho nó bốn ca và quyền tra chuyển con nối sử dụng quãng đường Tokaido, con đường lớn nối liền Iedo với Osaka. Giữa trạm thứ hai và thứ ba, thuộc lãnh địa của Toranaga gần Yodo, và bí mật đưa nó ra khỏi Osaka ngay ngày hôm sau. Những ngày tiếp theo đó, các gián điệp khác của ông đã gửi báo cáo cho biết Hai người bây giờ là bạn thân của nhau, lão tu sĩ nói, còn tên Anjin San thì hỏi và nghe. Việc Isido có thể có gián điệp trong ngục không làm ông bận lòng. Tên Anjin San được bảo vệ an toàn. Thế rồi bất ngờ Isido đã tìm cách cuỗm nhẹ gã Anjin San, đưa gã vào một ảnh hưởng xa lạ. Toranaga nhớ lại sự thích thú của ông và Hiromatsu trong khi vạch kế hoạch cuộc phục kích bọn cướp ronin là một trong những nhóm nhỏ biệt lập của đám samurai ưu tú của ông đã được bí mật đưa vào osaka và trong việc sắp đặt việc phối hợp thời gian với iabu iabu đã không nghi ngờ gì cả đã thực hiện việc cứu tên anjin san họ đã cười khúc khích với nhau biết rằng một lần nữa họ đã sử dụng iabu như một con rối để dí mũi Isido vào chính đống phân của hắn. Mọi việc đã thành công hết sức tốt đẹp cho đến hôm nay. Hôm nay, tên samurai được phái đi tìm lão tu sĩ đã trở về tay không. Ông ta chết rồi. Tên samurai báo cáo. Khi gọi đến tên ông ta, ông ta không ra, thưa đức ông Toranaga tôi đã vào tận bên trong tìm kiếm nhưng ông ta đã chết rồi bọn tội phạm ở với ông ta nói khi bọn cai ngục vừa gọi tên ông ta thì ông ta gục xuống tôi lật ông ta lên thì ông ta đã chết rồi xin đức ông thứ lỗi cho đức ông sai tôi đi tìm ông ta và tôi đã không làm được điều đức ông ra lệnh tôi không biết đức ông có muốn lấy đầu ông ta không hay vẫn để nguyên vì ông ta là một tên man di cho nên tôi đã đưa xác ông ta về đây vẫn để nguyên đầu trên thân hình ông ta một số tên tội phạm ở quanh ông ta nói chúng là những người đã được ông ta cải đạo chúng muốn giữ xác lại và tìm cách làm như vậy cho nên tôi đã phải giết chết vài đứa và lấy cái xác ông ta đem về đây xác đã thối và có giòi nhưng vẫn để ở sân trong kia thưa đức ông Tại sao lão tu sĩ lại chết hả? Toranaga lại tự hỏi lần nữa. Rồi ông thấy Hiromasu đang nhìn ông dò hỏi. "Gì thế?" Tôi thắc mắc là ai muốn viên hoa tiêu kia phải chết? Bọn cơ đốc giáo. Yabu đi theo Hiromasu dọc hành lang, cảm thấy mình rất phấn chấn trong buổi bình minh gió hiu hiu có chút vị muối và khiến cho lão nhớ đến Mishima, thành phố quê hương của lão. Lão vui mừng, cuối cùng sắp được gặp Toranaga và sự chờ đợi đã chấm dứt. Lão đã tắm rửa xong, mặc quần áo rất cẩn thận. Những bức thư tuyệt mệnh đã được viết cho vợ, mẹ và di chúc cuối cùng của lão đã được đóng dấu gắn si để phòng trường hợp cuộc hội kiến xảy ra bất lợi cho lão. Hôm nay, lão đã đeo thanh gươm Murasama với chiếc bao đã từng trải qua nhiều chiến trận. Họ vòng qua một góc tường nữa rồi bất ngờ Hiromasu mở một cánh cửa nẹp sắt rất vững chắc, dẫn lão đi lên những bậc đá vào pháo đài trung tâm bên trong khu vực này của tòa thành. Có nhiều tên lính đang đứng gác và Yabu cảm thấy nguy hiểm. Cầu thang uốn quanh lên trên, dẫn tới một cái đồn có thể cố thủ dễ dàng lính gác mở cánh cửa sắt ra yabu ra tới mặt tường thành phải chăng là hiromatsu được lệnh ném ta xuống hay là ta sẽ được lệnh tự mình nhảy xuống đây lão bình tĩnh tự hỏi mà không hề cảm thấy sợ hãi lão ngạc nhiên trông thấy toranaga ở đó và điều không thể tưởng tượng được là Toranaga đứng dậy chào với một vẻ cung kính vui vẻ mà lão không có quyền mong đợi. Xét cho cùng, Toranaga là lãnh chúa của tám tỉnh, còn lão chỉ là lãnh chúa của Izu. Đệm đã được bày sẵn cẩn thận, một ấm trà được đặt trong giỏ bằng lụa, một cô gái ăn mặc sang trọng mặt vuông chữ điền không đẹp nhưng cúi chào rất thấp. Tên cô ta là Sazuko, và là thiếp chính thức thứ bảy của Toranaga, trẻ nhất và đang có mang. Rất vui mừng được gặp ông, Kashiji Yabusan. Xin lỗi là để ông phải đợi. Bây giờ thì Yabu biết chắc là Toranaga đã quyết định lấy đầu hắn rồi. Bởi vì theo tục lệ chung, kẻ thù của anh chẳng bao giờ lễ độ bằng khi nó đang tự định hoặc đã quyết định tiêu diệt anh. Yabu rút cả hai thanh gươm của lão ra, cẩn thận đặt chúng lên những phiến đá lát, tự cho phép mình để người ta dẫn đi rời xa hai thanh gươm, rồi ngồi vào chỗ danh dự. Hiabu San, tôi nghĩ rằng ngắm cảnh bình minh là điều thú vị đấy. Tôi thấy ngồi đây ngắm cảnh thì thật là tuyệt diệu, hơn cả ngắm tử vọng lâu của thế tử, Nick. Vâng, đẹp lắm, Yabu nói, không chút rẻ rặt. Từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ lên tới chỗ cao như thế này trong lâu đài, và bây giờ thì tin rằng nhận xét của Todanaga về thế tử, hàm ý cuộc đàm phán bí mật của lão với Isido đã lộ ra. Tôi rất để làm hân hạnh được phép chia sẻ cảnh này với Đức ông. Bên dưới là thành phố đang ngủ, cảng và các hòn đảo đang ngủ, Awaji ở phía tây bờ biển chạy ra xa ở phía đông, ánh bình minh sáng dần đằng đông vạch những vệt đỏ thắm lên những đám mây. Đây là phu nhân Sazuko của tôi, còn đây là đồng minh của tôi, đức ông chứ danh Kashiji Yabu ở Izu. Vị Daimyo đã đem tên dợ và chiếc tàu chở kho báu lại cho chúng ta. Sazuko cúi chào và khen ngợi Yabu. Lão cũng cúi chào rồi Sazuko đáp lễ. Bà ta đưa cho lão chén trà đầu tiên, bắt đầu nghi thức uống trà, nhưng lão lễ phép từ chối vinh dự đó và đề nghị Sazuko đưa chén trà cho Toranaga. Toranaga từ chối và ép lão phải nhận. Sau đó tiếp tục nghi thức, với tư cách khách quý, lão tự cho phép mình để Toranaga thuyết phục. Hiromasu nhận chén trà thứ hai, những ngón tay xù xì của ông ta cầm cái chén một cách khó nhọc, bàn tay kia nắm lấy đốc gươm để thoải mái trong lòng. Toranaga nhận chén trà thứ ba, nhấp trà, rồi tất cả đều hướng vào thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh mặt trời trong sự im ắng của bầu trời. Những con mỏng biển kêu chí chóe, thành phố bắt đầu có những tiếng động, và ngày đã dạng lên. lãnh chúa Toranaga và Isido bề ngoài tỏ ra thân thiết nhưng thực tế đều ủ mưu hiểm nhằm triệt hạ đối thủ. Toranaga tuy là lãnh chúa của một lãnh địa lớn mạnh nhưng ông ta không cho phép mình chủ quan trước kỳ phùng địch thủ rất mạnh là Isido. Sau cuộc gặp gỡ Isido, Toranaga nóng lòng khai thác kẻ ngoại lai Blackthorn. Toranaga liền phái Kiri đến nhờ phu nhân của mãnh tướng Buntaro là Mariko San làm thông ngôn giúp mình. Cuộc gặp gỡ giữa Kiri và Mariko không chỉ là cuộc gặp để nhờ cậy, mà đó còn là những phút trải lòng về số phận của hai người phụ nữ. Trong khi Kiri khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì Mariko lại bày tỏ nỗi thất vọng về phu quân Buntaro. Sau phút ngần ngại, Cuối cùng, Mariko cũng đồng ý trở thành thông ngôn cho cuộc gặp giữa lãnh chúa Toragana và Blackthorn. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh chúa Torangana và Blackthorn diễn ra như thế nào? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sogun của nhà văn người Mỹ Jim Cavell, bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng, qua giọng đọc của Hải Yến. Kaseji Iabu đi theo Hiromatsu dọc hành lang, cảm thấy mình rất phấn chấn trong buổi bình minh. Gió hiu hiu, có chút vị muối và khiến cho lão nhớ đến Mishima, thành phố quê hương của lão. Lão vui mừng, cuối cùng sắp được gặp Toranaga và sự chờ đợi đã chấm dứt. Lão đã tắm rửa, mặc quần áo rất cẩn thận. Những bức thư tuyệt mệnh đã được viết cho vợ, mẹ và di chúc cuối cùng của lão đã được đóng dấu gắn xi si để phòng trường hợp cuộc hội kiến này xoay ra bất lợi cho lão. Hôm nay lão đã đeo thanh gươm Murasama với chiếc bao đã từng trải qua nhiều chiến trận. Họ vòng qua một góc tường nữa, rồi bất ngờ Hiromasu mở một cánh cửa nẹp sắt rất vững chắc dẫn lão đi lên những bậc đá vào pháo đài trung tâm bên trong khu vực này của tòa thành có nhiều tên lính đang đứng gác và iabu cảm thấy nguy hiểm cầu thang uốn quanh lên trên dẫn tới một cái đồn có thể cố thủ dễ dàng lính gác mở cánh cửa sắt iabu ra tới mặt tường thành phải chăng hiromatsu được lệnh ném ta xuống hay ta sẽ được lệnh tự mình nhảy xuống lão bình tĩnh tự hỏi như vậy không hề cảm thấy sợ hãi lão ngạc nhiên trông thấy toranaga ở đó và điều không thể tưởng tượng được là toranaga đứng dậy chào với một vẻ cung kính vui vẻ mà lão không có quyền mong đợi xét cho cùng thì toranaga là lãnh chúa của tám tỉnh còn lão chỉ là lãnh chúa của izu đệm đã được bày sẵn cẩn thận một ấm trà được đặt trong giỏ bằng lụa một cô gái ăn mặc sang trọng mặt vuông chữ điền không đẹp cúi trào rất thấp tên cô ta là sajuko và là thiếp chính thức thứ bảy của toranaga trẻ nhất và đang có mang rất vui mừng được gặp ông kashiji ayabu -san. xin lỗi là đã để ông phải đợi bây giờ thì yabu biết chắc Toranaga đã quyết định lấy đầu hắn, bởi vì theo tục lệ chung, kẻ thù của anh chẳng bao giờ lễ độ bằng khi nó đang dự định hoặc đã quyết định tiêu diệt anh. Yabu rút cả hai thanh gươm của lão ra, cẩn thận đặt chúng lên những phiến đá lát, tự cho phép mình để người ta dẫn đi rời xa hai thanh gươm, rồi ngồi vào chỗ danh dự. Yabu-san, Tôi nghĩ rằng ngắm cảnh bình minh là điều thú vị. Tôi thấy ngồi đây ngắm cảnh thật là tuyệt diệu, hơn cả ngắm từ vọng lâu của thế tử Nick. Vâng, đẹp lắm, Yabu nói, không chút rẻ rặt. Từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ lên tới chỗ cao như thế này trong lâu đài, và bây giờ thì tin rằng nhận xét của Toranaga về thế tử, hàm ý cuộc đàm phán bí mật của lão với Isido đã lộ. Tôi rất lấy làm hân hạnh được phép chia sẻ cảnh này với Đức Ông. Bên dưới là thành phố đang ngủ, cảng và các hòn đảo đang ngủ. Awaji ở phía tây, bờ biển chạy ra xa phía đông. Ánh bình minh sáng dần ở đằng đông vạch những vệt đỏ thắm lên những đám mây. Đây là phu nhân Sazuko của tôi, còn đây là đồng minh của tôi đức ông chứ danh Kasiji Iabu ở Izu, vị Daimyo, đã đem tên rợ và chiếc tàu chở kho báu lại cho chúng ta. Sazuko cúi chào và khen ngợi Iabu. Lão cúi chào Sazuko rồi lại đáp lễ. Bà ta đưa cho lão chén trà đầu tiên, bắt đầu nghi thức uống trà. Nhưng lão lễ phép từ chối vinh dự đó và đề nghị Sazuko đưa chén trà cho toranaga toranaga từ chối và ép lão nhận sau đó tiếp tục nghi thức với tư cách khách quý lão tự cho phép mình để toranaga thuyết phục hiromatsu nhận chén trà thứ hai những ngón tay xù xì của ông ta cầm cái chén một cách khó khăn bàn tay kia nắm lấy đốc gươm để thoải mái trong lòng Toranaga nhận chén trà thứ ba, nhấp trà, rồi tất cả đều hướng vào thiên nhiên, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trong sự im ắng của bầu trời. Những con mỏng biển kêu chí chóe, thành phố bắt đầu có những tiếng động. Ngày đã rạng. Phu nhân Sazuko thở dài, đôi mắt đẫm lệ. Ở trên cao thế này, nhìn cảnh đẹp kia, tôi cảm thấy mình như một nữ thần. Next. cảnh đẹp thế mà tôi sẽ biến đi mãi mãi thật là buồn thưa chúa công thật là buồn nèch phải toranaga nói khi mặt trời đã lên cao trên đường chân trời sajuko cúi đầu chào rồi đi khỏi iabu ngạc nhiên thấy các vệ sĩ cũng đi nốt bây giờ chỉ còn lại có ba người Toranaga nói. Tôi rất hài lòng nhận được quà của ông, Iabusan. Thật là món quà hậu hĩ, toàn bộ chiếc tàu và tất cả các thứ trên đó. Thưa Đức ông, tất cả những gì tôi có là của Đức ông cả, Iabu nói, lòng xúc động mạnh bởi cảnh bình minh. Bước gì ta có được thêm thời gian, lão nghĩ. Toranaga làm như thế thật là lịch sự, cho ta được hưởng cảnh bao la này vào giờ phút chót. Cảm ơn Đức Ông về cảnh bình minh này. Phải, Doranaga nói, nó là của tôi tặng ông đấy. Tôi rất vui lòng thấy ông thích món quà này, cũng như tôi đã thích món quà của ông. Yabusan, ông biết gì về đảng đà Tôi chỉ biết những điều mà nhiều người cũng biết, rằng đó là một hội thập bí mật. Thập có nghĩa là những đơn vị 10 người một, một thủ lĩnh và 9 đồng đảng ở từng khu vực một không hơn cả nam lẫn nữ. Chúng gắn bó với nhau bằng lời thề thiêng liêng nhất và bí mật nhất của Đức Phật A-di-đà. Người ban phát tình yêu vĩnh cửu, phải phục tùng, giữ giới dục và chết cho nhau. Phải suốt đời tập luyện để trở thành một vũ khí hoàn thiện cho một vụ giết người duy nhất và chỉ giết khi có lệnh của thủ lĩnh nếu bị thất bại không giết được người đã được chỉ định thì dù là đàn ông đàn bà hay trẻ con cũng phải tự sát ngay lập tức chúng là những kẻ cuồng tín về tôn giáo tin rằng chúng sẽ từ cõi trần này lên thẳng niết bàn chưa bao giờ bắt sống được một tên nào trong bọn chúng iabu đã biết tin về vụ mưu sát toranaga lúc này thì toàn osaka đã biết và cũng biết đức ông của tám tỉnh kuanto đã tự nhốt mình trong những vòng đai thép an toàn ít khi chúng giết bí mật của chúng ta là triệt để không có hy vọng gì trả thù được chúng vì không ai biết được chúng là ai sống ở đâu hoặc luyện tập ở đâu nếu ông muốn dùng chúng thì ông sẽ làm thế nào Tôi sẽ đến khấn điều đó ở ba nơi. Đó là tu viện Hay Nan, cổng chùa thờ Phật A Di Đà và tu viện Giao-di. Trong vòng 10 ngày, nếu tôi được xem như một người có thể chấp nhận được, thì sẽ có những trung gian đến tiếp xúc với tôi. Tất cả mọi việc đều bí mật và quanh co đến mức, ngay dù ta có muốn phản chúng, cũng sẽ không bao giờ có thể làm được. Đến ngày thứ 10, chúng sẽ đòi một số tiền bằng bạc nhiều ít tùy theo người sẽ bị giết, không có mặc cả, phải trả trước cho chúng số tiền chúng yêu cầu. Chúng chỉ đảm bảo một người của chúng sẽ tìm cách giết người đã định trong vòng 10 ngày. Người ta đồn là nếu thành công, tên thích khách sẽ trở về chùa của chúng rồi làm lễ trọng thể tự sát theo đúng nghi thức. Vậy ông cho rằng chúng ta không bao giờ có thể tìm ra được kẻ đã trả tiền cho vụ mưu sát hôm nay. Vâng. Thế ông có cho rằng sẽ có một cuộc mưu sát nữa không? Có thể, có thể không. Chúng ký kết hợp đồng mỗi lần cho một vụ. Nếch. Nhưng tốt hơn hết là Đức ông tăng cường phòng vệ đối với các samurai và cả các phụ nữ của Đức ông nữa. Phụ nữ hội đà được huấn luyện về thuốc độc cũng như về sao và thắt cổ, người ta nói thế. Thế ông có bao giờ dùng chúng không? không nhưng phụ thân ông đã dùng đúng không tôi không biết tôi không biết chắc chắn tôi nghe nói là tai cô có lần yêu cầu cha tôi tiếp xúc với chúng thế vụ ấy thành công chứ bất cứ việc gì tai cô làm đều thành công cả cách này hay cách khác thôi yabu cảm thấy có người đằng sau mình và chắc rằng bọn vệ sĩ đã quay lại lão ước lượng khoảng cách giữa lão và các thanh gươm của lão ta có nên tìm cách giết toranaga không nhỉ lão tự hỏi mình một lần nữa ta đã quyết định như thế rồi nhưng bây giờ thì không biết có nên chăng ta đã đổi ý tại sao toranaga hỏi ông sẽ trả chúng bao nhiêu cho cái đầu của tôi ở khắp châu á không có đủ bạc để dụ dỗ tôi thuê chúng làm việc đó. Một người khác chẳng hạn, phải trả bao nhiêu? 20.000 cô 50.000, 100, có lẽ hơn nữa tôi không biết. Ông có trả 100.000 cô cu để trở thành sô khun không? Yabu kiều Hạnh nói, tôi sẽ không trả gì hết, tiền bạc là bẩn thỉu, một thứ đồ chơi cho phụ nữ, hoặc cho những tên con buôn hôi thối nhưng nếu như việc đó có thể làm được mà thực tế là không làm được tôi sẽ đem cả tính mạng của tôi tính mạng của vợ tôi và mẹ tôi và toàn thể gia đình họ hàng tôi trừ con trai tôi và tất cả các samurai của tôi ở izu với tất cả vợ con họ để đánh đổi lấy việc làm shogun một ngày thế ông sẽ trả bao nhiêu để lấy tám tỉnh Tất cả như tôi đã nói, trừ tính mạng của vợ tôi, mẹ tôi và con trai tôi. Thế tỉnh Suruga? Không, tôi sẽ chẳng trả gì hết, Yabu khinh bị nói. Ikawa Jikyu không đáng giá gì hết nếu tôi không lấy được đầu hắn và toàn bộ con cái hắn ở kiếp này thì tôi sẽ làm việc đó ở kiếp khác tôi đi tiểu lên nó và dòng dõi nó đến vạn kiếp Thế nếu tôi đem nó tặng cho ông thì sao? Và toàn bộ cả Suruga, và có thể cả tỉnh Totomi bên cạnh nữa. Yabu chợt cảm thấy chán cái trò mèo vờn chuột và cuộc trò chuyện về Azida. Đức ông đã quyết định lấy đầu tôi, thưa Đức ông Toranaga. Được thôi, tôi sẵn sàng. Tôi xin cảm tạ Đức ông về cảnh bình minh, nhưng tôi không muốn làm hỏng sự thanh lịch này bằng những cuộc trò chuyện thêm nữa, cho nên ta hãy làm việc đó cho xong đi. Toranaga nói, nhưng tôi đâu có quyết định lấy đầu ông Iabusan. Cái gì đã khiến ông nghĩ như vậy nhỉ? Có kẻ thù nào đã rót thuốc độc vào tai ông? Có lẽ Isido chăng? Ông chẳng phải là đồng minh tôi biệt đãi đó sao? Làm sao tôi khoản đãi ông ở đây, không có vệ sĩ, nếu tôi cho ông là kẻ đối địch." Yabu từ từ quay lại. Lão tưởng sẽ trông thấy bọn samurai đằng sau mình gươm lăm lăm trong tay, nhưng chẳng có một ai. Lão quay lại nhìn Toranaga. "Tôi không hiểu. Tôi mời ông đến đây để chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau và để ngắm bình minh." Ông có thích cai trị các tỉnh Izu, Suruga và Totomi không nếu tôi không thua cuộc chiến tranh này? Có, tôi rất muốn, Yabu nói tràn gặp hy vọng. Ông sẽ là chư hầu của tôi chứ, sẽ chấp nhận tôi làm chúa thượng của ông chứ. Yabu không chút ngần ngừ, không bao giờ, lão nói, là đồng minh thì vâng, là thủ lĩnh thì vâng, luôn luôn dưới ông kém ông thì vâng tính mạng tôi và tất cả những gì tôi có đều đặt cả phía ông vâng nhưng izu là của tôi tôi là daimyo và sẽ không bao giờ chuyển giao quyền lực đối với izu cho bất cứ ai tôi đã thề như vậy với cha tôi với tai cô và tai cô đã khẳng định lại lãnh địa cha truyền con nối của chúng tôi trước hết là với cha tôi rồi với tôi Tai cô đã xác nhận Iju là của tôi và của những người kế vị tôi mãi mãi. Tai cô là chúa thượng của tôi và tôi đã thề không bao giờ có một chúa thượng nào khác cho đến khi thế tử của tai cô lớn khôn. Hiromatsu xoay nhẹ thanh gươm trong tay. Tại sao Toranaga không để cho ta làm phát chuyện này đi cho xong? Việc đó đã được thỏa thuận rồi kia mà tại sao cứ trò chuyện lai nhài thế này? Ta mót đi tiểu quá rồi, và cần nằm nghỉ. Toranaga gãi hông. Isido đã hứa tặng ông những gì? Thủ cấp của Zikyu, lúc nào đầu đức ông rơi, và tỉnh của hắn. Thế để đánh đổi lấy gì chứ? Sự ủng hộ khi chiến tranh bắt đầu, tiến công sườn phía nam của đức ông. Ông có nhận lời không? Đức ông biết rõ tôi hơn thế. Gián điệp của Toranaga trong nhà Isido đã thì thầm rằng, cuộc mặc cả đã ngã giá và bao gồm cả trách nhiệm ám sát cả ba con trai của Toranaga là Doburu, Sudara và Naga. Chỉ có thế thôi ư? Chỉ có sự ủng hộ thôi ư? Yabu tế nhị nói, bằng mọi phương tiện tôi có trong tay kể cả ám sát ư. Tôi có ý định tiến hành chiến tranh với toàn bộ lực lượng của tôi khi chiến tranh đổ ra cho đồng binh của tôi. Về mọi mặt, tôi có thể đảm bảo thắng lợi cho đồng binh của tôi. Chúng tôi chỉ cần có một nhiếp chính thôi trong thời kỳ Iaemon còn bị thành điên. Chiến tranh giữa đức ông và Isido là không thể tránh khỏi. Đó là con đường duy nhất. Iabu cố gắng hiểu được ý nghĩ của Toranaga. Lão khinh bỉ thái độ không quyết của Toranaga, biết bản thân lão là người tài giỏi hơn, rằng Toranaga cần sự ủng hộ của lão, và cuối cùng rồi lão sẽ thắng Toranaga. Nhưng lúc này đây, cần phải làm gì? Lão tự hỏi và ước ao có vợ lão là Yuriko ở đây để khuyên bảo lão. Bà ta sẽ biết được con đường tốt nhất nên theo. Lão nói quyết định liều một phen. Tôi có thể rất có giá trị đối với Đức Ông. Tôi có thể giúp Đức Ông trở thành nhiếp chính duy nhất. Tại sao tôi lại phải mong muốn làm nhiếp chính duy nhất? Khi Isido tiến công, tôi có thể giúp Đức Ông chiến thắng hắn. Khi hắn làm vỡ hòa ước, Yabu nói như vậy. Như thế nào? Iabu trình bày kế hoạch của lão với các súng ống. Hiro Masu thốt lên. Một trung đoàn 500 samurai cầm súng ước. Vâng, hãy nghĩ đến hỏa lực của nó. Tất cả là những người ưu tú nhất được huấn luyện hành động. Muôn người như một. Với 20 khẩu đệ bác. Cũng để cùng một chỗ. Đây là một kế hoạch tồi, kinh tởm. Hiro Masu nói sẽ không bao giờ giữ được bí mật nếu chúng ta bắt đầu địch cũng sẽ bắt đầu sẽ không bao giờ chấm dứt được sự khủng khiếp này trong đó không có vinh dự mà cũng chẳng có tương lai thưa đức ông hiromatsu chẳng phải cuộc chiến tranh sắp tới này là cuộc chiến tranh duy nhất chúng ta quan tâm đến sao yabu đáp chẳng phải chúng ta chỉ quan tâm đến an toàn của riêng đức ông toranaga sao đó chẳng phải là bổn phận của tất cả các đồng minh và chư hầu của đức ông đó sao đúng vậy đức ông toranaga chỉ có một việc là chiến thắng một trận đánh lớn duy nhất nó sẽ đem lại thủ cấp của tất cả các kẻ thù của đức ông và quyền bính tôi nói rằng chiến lược này sẽ đem lại cho đức ông chiến thắng tôi nói sẽ không đem lại chiến thắng đây là một kế hoạch kinh tởm chẳng có vinh dự gì. Iabu quay về phía Toranaga và nói, một kỷ nguyên mới đòi hỏi suy nghĩ sáng suốt về ý nghĩa và vinh dự. Một con mòng biển kêu choe choe trên đầu họ. Toranaga hỏi, Isido nói gì về kế hoạch của ông? Tôi không bàn kế hoạch này với Isido. Tại sao? nếu ông cho rằng kế hoạch này có giá trị đối với tôi thì nó cũng có giá trị như thế đối với hắn chứ có lẽ còn hơn nữa là khác ý. đức ông đã cho tôi thưởng thức một cảnh bình minh đức ông không phải là một nông dân như Isido đức ông là thủ lĩnh sáng suốt nhất giàu kinh nghiệm nhất trong vương quốc Toranaga tự hỏi lý do thật sự là gì nhỉ hay là ngươi cũng đã nói với Isido rồi. Theo kế hoạch này thì người sẽ một nửa là của ông, một nửa là của tôi à? Đồng ý, tôi sẽ chỉ huy họ. Chỉ huy phó sẽ do tôi chỉ định chứ? Đồng ý, tôi cần có gã Azizan để huấn luyện người của tôi làm pháo thủ xạ thủ. Nhưng hắn đã sở hữu vĩnh viễn của tôi. Ông sẽ chăm sóc hắn như chăm sóc thế tử chứ ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hắn và đối xử với hắn đúng như tôi nói chứ đồng ý toranaga chăm chú nhìn những đám mây đỏ rực một hồi lâu kế hoạch này hoàn toàn phi lý ông nghĩ ta nhất định phải tự mình tuyên bố bầu trời đỏ thắm rồi dồn các binh đoàn của ta xông tới kyoto một trăm nghìn chống lại số quân đông gấp mười lần ai sẽ làm thông ngôn tôi không thể biệt phái hẳn Toda Mariko San được. Chỉ vài tuần thôi thưa Đức ông được không? Tôi sẽ chú ý để cho tên rợ đó học tiếng của chúng ta. Như thế thì mất hàng mấy năm đấy. Những tên rợ duy nhất biết được tiếng ta giỏi là những tu sĩ cơ đốc giáo. Nết. Họ đã phải bỏ ra hàng bao nhiêu năm Tutsuko San đã ở ta gần 30 năm. Nếch. Hắn sẽ không học được nhanh như chúng ta có thể học nhanh được ngôn ngữ thối tha của chúng đâu. Vâng, nhưng tôi xin hứa với đức ông, tên Anjin San này sẽ học thật nhanh. Yabu trình bày kế hoạch Omi đã gợi ý với lão như thể chính là sáng kiến của chính bản thân lão. Như thế, có quá nguy hiểm không? Nhưng sẽ làm cho nó học nhanh được, Nick, với lại sẽ thuần phục được nó. Im lặng một lát, Toranaga nói, ông làm thế nào để giữ được bí mật khi luyện tập? Izu là một bán đảo, ở đó giữ được bí mật rất tốt. Tôi sẽ đặt căn cứ gần Anjiro, qua về phía nam và cách xa Mishima và biên giới cho thêm an toàn. Tốt lắm. Chúng ta sẽ đặt liên lạc bằng chim bồ câu, đưa thư từ Ariso đến Osaka và Iedo ngay lập tức. Hay lắm. Tôi chỉ cần năm hay sáu tháng và... May ra thì được sáu ngày. Hiro Masu khịt mũi và hỏi. Phải chăng ông nói rằng mạng lưới gián điệp chứ danh của ông đã bị quét sạch rồi, Yabusan? chắc chắn là ông đã nhận được báo cáo chứ? Có phải Isido đang huy động lực lượng không? Chẳng phải chúng ta đang bị nhốt chặt ở đây sao? Yabu không trả lời. Toranaga hỏi, thế nào? Yabu nói, các báo cáo cho thấy tất cả những việc đó đang diễn ra còn hơn như thế nữa. Nếu đúng sáu ngày thì là sáu ngày, đó là Kaima. ma nhưng tôi tin đức ông khôn ngoan không thể để bị kẹt ở đây được hoặc không để bị khiêu khích để đi vào cuộc chiến tranh quá sớm nếu tôi đồng ý với kế hoạch của ông ông có chấp nhận tôi làm thủ lĩnh không có và khi đức ông thắng tôi sẽ vinh dự được nhận suruga và totomi là một phần lãnh địa vĩnh viễn của tôi totomi phụ thuộc vào thành công của kế hoạch của ông đấy vâng ông sẽ tuân lệnh tôi với toàn bộ danh dự của ông chứ vâng thề với danh dự võ sĩ đạo trước đức phật thề trên đầu mẫu thân tôi vợ tôi và con cháu tôi tốt lắm toranaga nói ta hãy đi tiểu để cam kết với sự thỏa thuận này nhé ông đi ra mép tường thành bước lên gờ lỗ châu mai rồi ra tới tận rìa bảy mươi bộ bên dưới là hoa viên bên trong hiromatsu nín thở kinh hoàng trước sự liều lĩnh của chủ ông trông thấy toranaga quay lại vẫy iabu đến đứng cạnh mình iabu tuân lời chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể đẩy cả hai lộn cổ xuống mà chết toranaga vén kimono và khố Yabu cũng làm như vậy. Cả hai đi tiểu, trộn lẫn nước tiểu của nhau và nhìn nước tiểu của họ rơi những những hạt xương xuống hoa viên bên dưới. Lần cuối cùng tôi cam kết thế này là với chính bản thân tai cô. Toranaga nói, rất dễ chịu vì đã chút nhẹ được bọng đái. Đó là khi tai cô quyết định cho tôi Kuanto tám tỉnh làm lãnh địa tất nhiên thời ấy kẻ địch hojo vẫn nắm giữ tám tỉnh cho nên trước hết tôi phải đánh chiếm lấy chúng là sức chống đối duy nhất còn lại cũng tất nhiên là được vinh dự đó tôi phải từ bỏ lãnh địa cha truyền con nối đối với tôi ở Imagawa, owari và ic cùng một lúc ngay thế tôi cũng vẫn đồng ý và chúng tôi đã đi tiểu để cam kết với nhau ông đứng dạng chân trên rìa tường một cách thoải mái, kéo lại khố một cách ung dung như thể đang đứng trong hoa viên, chứ không phải là đứng chót vót như một con chim ưng trên cao như thế. Đây là một giao kèo có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi đã chiến thắng Hô và chém trên 5.000 thủ cấp trong vòng một năm, hoàn toàn tiêu diệt hắn và toàn thể bộ tộc hắn. Có lẽ ông nói đúng, Kashiji Yabusan có lẽ ông có thể giúp tôi như ông đã giúp tai cô không có tôi tai cô đã không bao giờ trở thành tai cô iabu nói tôi có thể giúp đức ông trở thành nhiếp chính duy nhất thưa toranaga sama chứ không phải là trở thành shogun cuộc gặp gỡ giữa lãnh chúa toranaga và blackthorn diễn ra vô cùng nghiêm mật chỉ có những người thân tín nhất trong gia đình lãnh chúa Toragana được tham dự. Ngoài ra là sự góp mặt của thông ngôn Mariko. Về phía Blackthorn, anh nhận thấy mình phải vô cùng cẩn trọng ở thái độ và lời nói trong buổi gặp gỡ đầy bí hiểm này. Khi nhìn thấy Mariko, Blackthorn như bị hấp hồn bởi tài sắc của nàng. Anh hết sức ngạc nhiên bởi giữa xứ sở da vàng, có một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ đến thế. Vào cuộc khai thác con tin, lãnh chúa Tranaga muốn Blackthorn khai đầy đủ về tiểu sử cũng như lịch sử phát triển trên mọi mặt của nước Anh, cũng như những hiểu biết của Blackthorn về thế giới. Qua phút hoang mang bởi phải trình bày lượng thông tin khổng lồ, Blackthorn cũng lấy lại bình tĩnh để mở mang tầm nhìn cho lãnh chúa và những người có mặt. Nhằm giúp mọi người dễ dàng hình dung và nắm bắt nhiều phương diện của đời sống thế giới, nhất là sự thâu tóm thuộc địa của các ông lớn Blackthorn đã vẽ bản đồ thế giới khiến mọi người chứng kiến kinh ngạc Blackthorn giúp lãnh chúa Toraga nhìn ra thế giới như thế nào sau đây dòng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ Jim Cavell bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Siabu nói Tôi có thể giúp đức ông trở thành nhiếp chính duy nhất thưa Toranaga Sama Chứ không phải là trở thành Shogun Tất nhiên, đó là một vinh dự mà tôi không mưu cầu Tuy nhiều kẻ thù của tôi nói tôi có ý đó Toranaga nhảy xuống các phiến đá lát mặt tường thành Ông quay lại nhìn Iabu Vẫn còn đứng trên gờ lỗ châu mai Đang thắt lại thắt lưng Ông những muốn muốn đến đau đớn trong lòng, nhanh tay đẩy Iabu lộn cổ xuống vì cái tội hỗn xược. Nhưng ông không làm và ngồi xuống. Ôi thật dễ chịu, bọng đái của ông thế nào quả đấm sắt, mệt mỏi thưa đức ông rất mệt mỏi. Lão già đi sang một bên và khoan khoái đi tiểu vào lỗ châu mai. Nhưng lão không đứng ở chỗ Toranaga và Iabu đứng. Lão rất hài lòng là mình không phải tham gia cam kết với Yabu. Đây là một sao kèo mà ta sẽ không bao giờ tôn trọng, không bao giờ. Yabu-san, tất cả chuyện này phải được giữ kín đây nha. Tôi nghĩ rằng hai hay ba ngày nữa, ông nên rời khỏi nơi đây. Toranaga nói như vậy. Vâng, với súng ống và tên rợ, thưa Toranaga-sama. Vâng ông sẽ đi bằng đường thủy toranaga nhìn hiro matsu hãy chuẩn bị chiếc thuyền trèo tay nhé thuyền đã sẵn sàng rồi súng ống và thuốc súng vẫn còn ở trong kho hiro matsu đáp lại vẻ không tán thành tốt ta đã hoàn thành công việc iabu muốn hét lên ta đã lấy được súng tên San. tất cả ta đã giành được sáu tháng như ta muốn. Toranaga sẽ không bao giờ nhanh chóng đi vào chiến tranh. Ngay dù cho Isido giết hắn trong vài ngày tới, ta vẫn có được tất cả. Ôi lạy Phật, xin người hãy che chở cho Toranaga cho đến khi con ra tới biển. Cảm ơn Đức Ông. Lão nói với vẻ vô cùng thành thật. Đức ông sẽ không bao giờ có một đồng minh nào trung thành hơn tôi đâu. khi iabu đã đi khỏi hiromatsu xoay người về phía toranaga đây là một việc làm không tốt tôi xấu hổ về giao kèo này tôi lấy làm xấu hổ thấy lời khuyên của tôi chẳng có giá trị là bao nhiêu rõ ràng tôi đã sống quá lâu không còn ích lợi gì cho đức ông nữa và tôi mệt mỏi lắm rồi tên daimyo hèn mọn cứt thối đều giả kia biết nó đã xoay vần đức ông như một con rối sao thậm chí nó còn dám chơ chẽn đeo thanh gươm Murasama của nó trước mặt đức ông chứ? Tôi có nhận thấy đấy, Doranaga nói. Tôi cho rằng thánh thần đã làm cho đức ông mê mẩn lú lấp mất rồi. Đức ông công nhiên bỏ qua một sự dục mạ như thế, cho phép hắn vênh vang trước mặt mình. Đức ông công nhiên cho phép Isido hạ nhục mình trước tất cả chúng tôi đức ông đã ngăn trở tôi và tất cả chúng tôi không cho chúng tôi bảo vệ đức ông đức ông khước từ không cho cháu gái tôi một tiểu thư samurai có được sự an bằng và vinh dự của cái chết đức ông đã mất quyền kiểm soát hội đồng kẻ thù của đức ông đã tỏ ra khôn khéo hơn và bây giờ đức ông còn đi tiểu vào một cái giao kèo trịnh trọng một kế hoạch kinh tởm xưa nay tôi chưa từng nghe nói và Đức ông lại làm việc đó với một kẻ chuyên mưu mô những chuyện bẩn thỉu, đầu độc và phản trách như cha hắn trước kia. Hiromatsu nói, run lên vì giận dữ. Toranaga không trả lời, chỉ bình thản nhìn lão như thể lão không hề nói gì cả. Hiromatsu lại gào lên, thề có tất cả các kami sống và chết, Đức ông bị bỏ bùa bỏ bà rồi. Tôi chất vấn Đức ông quát tháo xỉ vả đức ông và đức ông chỉ trố mắt nhìn tôi đức ông điên rồi hoặc chính tôi đã điên tôi xin được phép làm seppuku hoặc nếu đức ông không ban cho tôi sự an bằng đó thì tôi sẽ cạo chọc đầu đi tu làm bất cứ cái gì bất cứ cái gì nhưng cho tôi chết đi toranaga phá lên cười rồi nói ông sẽ không làm gì hết nhưng hãy cho người đi gọi tên tu sĩ Mandisukusan Sukusan đến đây. Cha An Vito cưỡi ngựa, đi từ lâu đài xuống đồi, dẫn đầu đoàn tu sĩ dòng tên tùy tùng thường lệ. Tất cả đều mặc như các nhà sư Phật giáo, trừ chuỗi tràng hạt và cây thánh giá, đeo ở ngang thắt lưng. Có tất cả 40 tùy tùng người Nhật, con trai của những gia đình samurai khá giả theo đạo cơ đốc Học sinh trường dòng ở Nagasaki theo ông Osaka. Tất cả đều cưỡi ngựa tốt, mặc đẹp và kỷ luật như tùy tùng của bất cứ daimyo nào. Anvito thúc ngựa chạy nước kiệu nhanh, quên cả ánh nắng nóng ấm xuyên qua rừng và các phố của thị trấn, hướng về phía hội truyền giáo dòng tên, một tòa nhà lớn bằng đá, xây theo kiểu châu Âu. Nó ở gần bến tàu và vươn lên cao trên những căn nhà phụ, những kho tàng nơi đổi trác và buôn bán tất cả lụa là của Osaka. Đoàn người lộp cộp chạy qua cổng sắt lớn gắn vào những bức tường đá cao ngất, tiến vào sân trung tâm bên trong lát đá và dừng lại gần cửa chính. Những người hầu đã trực sẵn để đỡ cha Anvito xuống ngựa. Ông tụt khỏi yên và ném dây cương cho họ. Đình thúc ngựa ở giày ông kêu lanh canh trên đá khi ông rảo bước trên con đường có hành lang bao quanh của tòa nhà chính, ngoặt vào một góc. Ông đi qua nhà nguyện nhỏ, xuyên qua vài cổng vòm, vào tới sân trong cùng nơi có bể nước phun và một hoa viên yên tĩnh. Cửa phòng ngoài đã mở sẵn. Cha Alvito gạt bỏ mọi lo lắng, tự chấn tĩnh lại rồi bước vào chỉ có một mình thôi phải không? Ông hỏi. Không, Martin không. Cha Sondi nói. Ông là một người bé nhỏ hiền lành, mặt rỗ, quê ở Napoli. Đã làm thư ký cho đức cha thanh cha gần 30 năm nay. 25 năm ở châu Á. Thủy sư Đô Đốc Ferriera cũng có mặt. Vâng, con sông cũng có mặt. Nhưng đức cha truyền mời cha vào ngay. Có chuyện gì rắc rối thế, Martin? Không có gì đâu. Xuân đi lào nhào, rồi quay lại mài chiếc bút lông ngỗng. Không có gì đâu. Đức cha khôn ngoan nói thế, được thôi, rồi tôi sẽ biết ngay ấy mà. Vâng, An Vito nói. Ông thấy mến ông già này. Ông đi tới bán của chúng ta. Quỷ tha ma bắt cái thằng Toranaga. Chúng ta có thể buôn bán với các ông chúa theo đạo cơ đốc. Tên họ là gì nhỉ? Onoshi, Kiyama và các ông chúa cơ đốc giáo khác ở Kyushu. Xét cho cùng, Nagasaki đấy. Chúng ta ở đấy rất mạnh, mọi sự buôn bán là ở đấy. Không được đô đốc ạ." Dana qua nói. "Đây là lần đầu tiên ông đến Nhật Bản, cho nên ông không hiểu được các vấn đề của chúng tôi ở đây đâu." "Vâng, họ cần chúng ta, nhưng chúng ta còn cần họ hơn. Không có sự biệt đãi của Toranaga và của Isido, chúng ta sẽ mất hết ảnh hưởng đối với các vua chúa theo cơ đốc giáo. Chúng ta sẽ mất Nagasaki và tất cả mọi thứ chúng ta đã xây dựng 50 năm qua. Phải chăng, ông đã thúc đẩy vụ mưu sát tên hoa tiêu tà đạo kia? Ngay từ đầu, tôi đã nói công khai với Rodriguez và nói với bất cứ ai khác muốn nghe rằng Tên Inzolet là tên kẻ cướp nguy hiểm. Nó sẽ làm ô uế tất cả những ai tiếp xúc với nó. Và do đó, cần phải khử nó bằng mọi cách. Thưa Đức Cha, Đức Cha cũng nói bằng những lời lẽ khác. Và cả cha An nữa. Chẳng phải vấn đề đó đã được đặt ra tại cuộc họp của chúng ta với Onoshi và Kiyama hai ngày trước đây đó sao? Chẳng phải Đức Cha đã nói rằng tên kẻ cướp đó là nguy hiểm sao? đúng nhưng thưa đức cha xin đức cha tha tội cho tôi nhưng đôi khi những người lính cần phải làm công việc của chúa theo cái cách tốt nhất mà họ có thể làm được tôi cần phải thưa với đức cha rằng tôi rất tức giận rodriguez vì anh ta đã không tạo ra được một tai nạn trong khi có bão trong tất cả mọi người đáng lý ra anh ta phải biết chứ lạy chúa hãy xem tên quỷ ingelet đã làm gì với chính rodriguez anh chàng ngu xuẩn đó lại còn biết ơn nó đã cứu sống mình trong khi đó chỉ là một mưu mẹo rất lộ liễu để tranh thủ lòng tin của anh ta chẳng phải rodriguez đã bị lừa gạt đi đến chỗ cho phép tên hoa tiêu tà đạo chiếm đoạt cả sàn lái của mình chắc chắn là đã làm anh ta suýt chết đó sao còn vụ mưu sát ở lâu đài ai biết được chuyện gì đã xảy ra việc này hẳn là phải do một tên bản xứ ra lệnh một trò nhật bổn tôi mà bố trí việc khử nó thì các vị có thể yên trí là nó sẽ bị khử tô nhấm nháp cốc rượu vang toranaga nói rằng hắn đã đưa blackthorn đi izu bán đảo ở phía đông ấy ư Feriera hỏi. Vâng. Thế bằng đường bộ hay đường thủy? Đường thủy. Tốt. Vậy thì tôi lấy làm tiếc mà nói với cha rằng mọi thủy thủ đều có thể mất tích ở biển trong một cơn bão bất hạnh. Anvito lạnh lùng nói. Và tôi lấy làm tiếc phải nói với ông thủy sư đô đốc rằng Toranaga. Tôi nói nguyên văn lời hắn. Toranaga đã nói rằng Tôi sẽ đặt vệ sĩ canh phòng bảo vệ hoa tiêu, Sukusana. Và nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, việc đó sẽ được điều tra với toàn bộ quyền bính của tôi, của các nhiếp chính ở mức tối đa. Nếu chẳng may một tên theo đạo cơ đốc là thủ phạm hay bất cứ kẻ nào có quan hệ xa xôi với người theo đạo cơ đốc giáo, thì hoàn toàn có thể là các sắc lệnh về trục xuất sẽ được xem xét lại. Và rất có thể là tất cả các nhà thờ, trường học nơi nghỉ của đạo cơ đốc sẽ bị tắm cửa ngay lập tức sau khi khiến cho lãnh chúa tora naga và những người có mặt đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác blackthorn hồi tưởng quá khứ khi kể cho mọi người nghe về cuộc hành trình cùng con tàu vượt biển đại tây dương xuyên qua bắc băng dương để tới nhật bản của mình anh hứng thú khi nhớ lại trạm dừng chân đáng nhớ ở bắc băng dương ở đó Blackthorn được chứng kiến nếp sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Họ hoang dã và man dại hơn bao giờ hết. Những món ăn kỳ lạ và những thông tin về tộc người không bao giờ tắm, khiến lãnh chúa Traga không thể tin những điều mình đã nghe. Qua những phút sôi nổi về chuyến vượt biển, Blackthorn tiếp tục thông tin về việc các giáo hoàng thiên chúa giáo chính là những người đề ra các hiệp ước phân chia thế giới. Theo đó, vào năm 1529, thời điểm cách hiện tại chỉ khoảng 70 năm, giáo hoàng clem mang bày đã phê chuẩn hiệp ước sragosa phân chia quyền cai trị nhật bản trung hoa và châu phi cho bồ đào nha để thực hiện mưu đồ thôn tính bồ đào nha đã phái các tín đồ thiên chúa giáo tiếp cận truyền đạo ở các khu vực kể trên điều, điều đó khiến hết thảy sững sờ nhất là marico một người sùng đạo thiên chúa cuộc gặp gỡ kết thúc lãnh chúa toranaga nhận thấy tri thức của blackthorn quả không tầm thường và con tin người Anh chắc chắn là một báu vật giúp thế lực của ông ta ngày càng lớn mạnh. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Cavell, bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng. Đức cha nói Ông thủy sư đô đốc Ông ăn nói không nghiêm chỉnh đấy Tôi không hề quên rằng Chiếc tàu đen của năm ngoái đã mất tích Trong khoảng giữa ở đây với Malacca Cùng tất cả thủy thủ trên tàu Với trên 200 tấn vàng và bạc nén Trị giá 500.000 đô Sau khi đã bị trì hoãn Một cách không cần thiết Mãi cho đến mùa xấu trời mới đi được Chỉ vì theo lời thỉnh cầu Của đích thân đức cha Tôi cũng không quên rằng Tai họa đó đã hầu như làm cho mọi người từ đây đến hoa khánh kiệt việc đó là cần thiết vì tai cô chết và vì tình hình chính trị nội bộ của họ về chuyện kế vị tôi không quên đức cha đã yêu cầu phó vương ở hoa hủy bỏ các chuyến tàu đen ba năm trước đây chỉ đưa tàu đến khi nào đức cha bảo tới cảng nào do đức cha quyết định Tôi cũng không quên là Phó vương ở Hoa đã bác bảo yêu cầu đó như một bộ can thiệp ngạo mạn. Sở dĩ tôi làm như vậy là để khuất phục tay cô, đưa ông ta đến một cuộc khủng hoảng kinh tế giữa lúc ông ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh ngu xuẩn với Triều Tiên và Trung Hoa. Vì những vụ tàn sát giáo dân ở Nagasaki do ông ta ra lệnh, vì cuộc tiến công điên rồ của ông ta vào giáo hội và những sắc lệnh trục xuất ông ta vừa mới ban hành, đuổi tất cả chúng ta ra khỏi Nhật Bản. Nếu ông hợp tác với chúng tôi, nghe theo lời khuyên của chúng tôi thì chỉ trong một thế hệ, toàn thể nước Nhật sẽ theo Cơ đốc giáo. Cái gì quan trọng hơn, buôn bán hay là cứu rỗi các linh hồn? Câu trả lời của tôi là các linh hồn, nhưng vì Đức Cha đã cho tôi biết rõ về công việc ở Nhật Bản xin đức cha cho phép tôi đặt công việc của nhật bản vào đúng vị trí của nó chỉ có bạc nhật bản mới moi được lụa và vàng của trung hoa những khoản lời lãi to lớn của chúng ta có được do xuất sang malacca và hoa rồi từ đó về lisbon hỗ trợ cho toàn bộ đế quốc của chúng ta ở châu á tất cả các pháo đài các hội truyền giáo các cuộc chinh phạt các cha truyền đạo các phát minh và trả tiền cho phần lớn, nếu không phải là tất cả các cam kết của chúng ta ở châu Âu, ngăn chặn bọn tà đạo lấn lướt chúng ta và không để chúng thâm nhập ở châu Á. Nếu không, chúng sẽ giành được tất cả những của cải chúng cần có để tiêu diệt chúng ta và đức tin ở nước nhà. Cái gì quan trọng hơn, thưa Đức Cha, thế giới cơ đốc giáo Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là thế giới cơ đốc giáo Nhật Bụn Đen A Qua nhìn chằm chặp gã quân nhân. Tôi nói một lần chót, ông không được dính líu vào chính trị nội bộ ở đây. Một cục than rơi từ trong lửa lăn ra thảm, Ferry Era ngồi gần nhất, đá hòn than ra chỗ an toàn. Vậy nếu tôi chịu khuất phục thì Đức Cha định làm gì với tên tà đạo đó, hoặc Toranaga? Đen A Qua ngồi xuống, tin rằng mình đã giành phần thắng. Lúc này, tôi cũng không biết nên thế nào. Nhưng chỉ riêng cái việc nghĩ đến chuyện trừ khử Toranaga cũng đã là lố lăng rồi. Hắn rất có thiện cảm với chúng ta và việc gia tăng bộ dịch. Giọng ông ta càng nhỏ đi và do đó gia tăng lời lãi của ông. Và lời lãi của đức cha nữa chứ. Ferreira không tự kiềm chế được lời lãi của chúng tôi dành cho công việc của Chúa, như ông cũng biết rõ đấy. Đen A Qua mệt mỏi rót rượu mời Ferreira muốn xoa dịu hắn. Nào, ông Ferreira, chúng ta đừng cãi nhau theo cái kiểu đó nữa. Cái việc tên tà đạo đó quả là đáng sợ thật. Nhưng cãi nhau chẳng ích lợi gì. Chúng tôi cần lời khuyên của ông, của trí óc cũng như sức mạnh của ông. Ông có thể tin tôi, toranaga đối với chúng ta có tầm quan trọng sinh tử không có hắn để kiềm chế các nhiếp chính khác toàn bộ đất nước này sẽ lại rơi vào cảnh hỗn loạn vô chính phủ an nói vâng đúng thế thưa ông thủy sư đô đốc nhưng tôi không hiểu tại sao hắn còn ở lại lâu dài và đồng ý hoãn cuộc họp thật là không thể tưởng tượng nổi hình như hắn bị mắc lưỡi chắc chắn hắn phải biết osaka đã bị khóa chặt còn chặt hơn cả thắt lưng chinh tiết của một viên tướng thập tự trinh cả ghen. Lẽ ra, hắn đã phải rời khỏi đây từ mấy ngày nay rồi mới phải. Ferreira nói, nếu hắn quan trọng đến như vậy, tại sao lại ủng hộ Onoshi và Kiyama? Chẳng phải hai người này đang đứng về phe Isido chống lại hắn đó sao? Tại sao các cha không khuyên nhủ họ đừng làm thế? Việc này được thảo luận cách đây mới có hai ngày thôi ông đô đốc họ báo cho chúng tôi biết quyết định của họ chúng tôi không thảo luận việc đó nếu vậy có lẽ đức cha cần phải thảo luận thưa đức cha nếu là quan trọng đến như vậy thì tại sao không ra lệnh cho họ chống lại việc đó đe dọa rút phép thông công của họ đen a qua thở dài ước gì câu chuyện đơn giản như thế thì hay quá không thể hành động như thế được ở Nhật Bản. Họ căm ghét sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của họ. Ngay một gợi ý của chúng tôi thôi cũng cần phải được đưa ra một cách hết sức tế nhị. Ferreira uống cạn cốc rượu bằng bạc, rồi rót thêm rượu và bình tĩnh lại. Biết rằng hắn cần các tu sĩ dòng tên đứng về phía hắn, rằng không có họ làm thông ngôn hắn sẽ hoàn toàn bất lực. Cần phải làm cho chuyến đi này thành công, hắn tự nhủ. Ta đã chinh chiến, đã đổ mồ hôi 11 năm trời phục vụ nhà vua để giành lấy một cách xứng đáng phần thưởng quý giá nhất trong phạm vi quyền hạn của nhà vua có thể ban cho ta là chức thủy sư đô đốc chỉ huy tàu đen hàng năm, trong một năm. Và một phần mười tất cả lụa là vàng bạc, tất cả lời lãi của mỗi cuộc giao dịch kèm theo vinh dự đó. Bây giờ thì ta giàu có suốt đời ăn không hết. Ba mươi đời cũng không hết. Nếu như có được ba mươi đời. Mà tất cả chỉ nhờ vào mỗi một chuyến đi này thôi. Nếu như ta hoàn thành nó. Bàn tay Ferriera sờ vào đốc kiếm. Sờ vào hình chữ thập bằng bạc. Thề có chúa. Tàu đen của ta sẽ rời Ma Cao đúng ngày giờ để tới Nagasaki rồi sau đó nó sẽ là con tàu chở của cải giàu có nhất trong lịch sử, theo gió mùa tháng 11, chạy về hướng Nam tới Khoa, rồi về nước. Có chúa chứng giám, đó là việc nhất định sẽ diễn ra. Và hắn thầm nói thêm với bản thân hắn rằng, dù có phải thiêu cháy cả nước Nhật, cả Ma Cao và cả Trung Hoa để làm việc đó, thề có đức bà Đồng Trinh chúng tôi cầu nguyện cho ông tất nhiên là như vậy rồi đen ao qua đáp thành thực chúng tôi biết tầm quan trọng trong chuyến đi của ông vậy đức cha có ý kiến gì không không có giấy phép rời bến và giấy phép buôn bán tôi bị trói chân trói tay chúng ta có thể tránh được các nhiếp chính không có lẽ có một cách nào khác chăng đen ao qua lắc đầu thế nào martin ông là chuyên gia thương mại của chúng ta An Vito nói, tôi rất lấy làm tiếc thưa đức cha, nhưng không thể nào được. Ông đã nghe những lời trao đổi nóng đầy giữa hai người, trong lòng sôi sục công phẫn. Anh nói thô lỗ, kiêu căng ngạo mạn, đồ khốn kiếp mất giống. Ông thầm nghĩ, rồi ngay lập tức, ôi lạy chúa, hãy ban cho con lòng kiên nhẫn, bởi vì nếu không có con người này và những kẻ khác giống như hắn, giáo hội nơi đây sẽ chết tôi tin chắc là trong vòng một hai ngày nữa thưa thủy dư đô đốc mọi việc sẽ được định đoạt cùng lắm là một tuần toranaga có những vấn đề rất đặc biệt lúc này tôi tin chắc là mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi tôi sẽ đợi một tuần lễ không hơn cái ý đe dọa ngầm trong giọng nói của ferriera thật đáng sợ tôi rất muốn tóm được cái thằng tà đạo đó tôi sẽ tra tấn cho nó phải nói ra sự thật Toranaga có nói gì về cái hạm đội mà người ta đồn không? Một hạm đội địch ư? Không nói gì cả. Tôi rất muốn biết sự thật đó, bởi vì khi đi về, tàu của tôi sẽ đầy áp như một con lợn béo. Các khoang của nó chứa đầy lụa hơn bất cứ một chuyến tàu nào khác xưa nay. Tàu chúng tôi là một trong những chiếc tàu lớn nhất thế giới, nhưng tôi không có tàu hộ tống, cho nên chỉ cần một chiếc thuyền địch bắt được chúng tôi ở ngoài biển. Hoặc cái con điếm Hà Lan đó, tàu Esramos, chúng tôi sẽ nằm trong tay nó. Nó muốn làm gì cũng phải chịu. Nó sẽ bắt tôi hạ cờ Đức Vua Bồ Đào Nha xuống không khó khăn gì cả. Tên Insules không nên đưa tàu của nó ra biển với các pháo thủ đại bác súng ống trên tàu. Ferreira uống hết cốc rượu rồi nói, khi nào thì Blackthorn được đưa đi y du? Anvito đáp, Toranaga không nói, tôi có cảm giác là sẽ sớm thôi. Hay là hôm nay? Tôi không rõ, bốn ngày nữa các nhiếp chính sẽ họp, tôi cho rằng có thể làm sau cuộc họp đó. Đen A qua nặng nề nói, tôi không được đụng đến Blackthorn, cả hắn lẫn Toranaga. Ferreira đứng dậy nói Tôi xin phép trở về tàu Các cha ăn bữa tối với chúng tôi chứ Cả hai cha chứ Vào lúc hoàng hôn Có một con gà thiến rất ngon Một xúc thịt bò và rượu vang Madeira Có cả bánh mì mới làm nữa Cảm ơn lòng tốt của ông Đèn ao quà có vẻ tươi tỉnh lên Vâng, có vài món ăn ngon thì thật là tuyệt Ông đối với chúng tôi tốt quá Anvito nói ngay khi tôi được Toranaga cho biết, tôi sẽ thông báo ngay cho ông, ngài thủy sư đô đốc ạ. À. Cảm ơn cha. Khi Ferreira đã đi khỏi, đức cha thanh tra cho biết, chắc không ai có thể nghe trộm được mình và Anvito. Ông ta lo lắng nói, "Martin, Toranaga còn nói gì nữa không?" Hắn muốn có một sự giải thích viết ra giấy về vụ buôn lậu súng. Toranaga tỏ ra thân mật, thậm chí là hòa nhã, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế trước đây. Thế đúng ra thì hắn đã nói những gì? Hắn nói như sau: "Sukusan, tôi hiểu rằng người đứng đầu trước đây của giáo hội cơ đốc của các ông, Cha Dakunya, đã viết thư cho các thống đốc của Ma Cao." qua và phó vương Tây Ban Nha ở Manila, ngài Cisco Virrera vào tháng 7 năm 1588, theo các tính năm của các ông, đề nghị một cuộc xâm lăng với hàng trăm lính Tây Ban Nha có súng để hỗ trợ cho một số daimyo theo đạo Cơ đốc trong một cuộc nổi loạn mà giáo trưởng Cơ đốc giáo đang tìm cách xúi dục chống lại chúa thượng hợp pháp của họ, tức là chúa thượng đã quá cố của tôi Đức tai cô. Tên của các daimyo đó là gì? Có đúng là không có binh lính nào được phái đến, mà chỉ có rất nhiều súng được lén lút tuồn vào Nagasaki, dưới dấu niêm phong cơ đốc giáo của Ma Cao, có phải không? Có đúng là đức cha to lớn như hộ pháp đã bí mật nắm lấy số súng đó khi ông ta trở lại Nhật Bản lần thứ hai, với tư cách là sứ thần của Hoa đến vào tháng 3 hay tháng tư gì đó năm 1590, theo cách tính của các ông, rồi bí mật tuồn số súng ấy ra khỏi Nagasaki trên chiếc tàu bồ đào nha Santa Croder đưa trở lại Ma Cao, có phải không? An Vito lau mồ hôi hai bàn tay. Hắn có nói thêm gì nữa không? Không có gì quan trọng thưa đức cha. Tôi không có cơ hội phân trần. Hắn cho tôi lui ngay tức khắc vẫn lễ độ đấy nhưng thực tế là đuổi ra cái tên người anh chết tiệt ấy lấy đâu ra những tin tức đó nhỉ giá mà tôi biết những năm tháng ấy những tên ấy ông không nhầm đấy chứ martin hắn nói đúng như thế ư thưa đức cha hắn nói đúng như thế tên được viết trên một mảnh giấy hắn có đưa cho tôi xem chữ của blackthorn à không ạ à? tên được phiên âm ra tiếng Nhật bằng chữ Hiragana. Chúng ta cần phải tìm ra ai đã làm thông ngôn cho Toranaga. Tên đó hẳn phải là người rất giỏi, chắc chắn không phải là người của ta đấy chứ. Không thể là giáo hữu Manuel có phải không? Đen Aqua chua chát hỏi, dùng tên rửa tội của Masamanu Rizo. Zero là con trai một samurai theo đạo cơ đốc đã được các tu sĩ dòng tên dạy dỗ từ thuở nhỏ, do thông minh và sùng đạo đã được chọn vào trường dòng để được đào tạo làm một tu sĩ chính thức với bốn lời nguyện. khi ấy chưa có một tu sĩ Nhật Bản nào, Zero đã ở với hội truyền đạo hai mươi năm. rồi điều không thể ngờ được, hắn đã bỏ đi trước khi được phong chức và bây giờ hắn là một kẻ hung hăng chống lại giáo hội. không ạ. À, Manuel vẫn ở Kyushu cầu trời cho nó bị thiêu mãi mãi trong hỏa ngục. Nó vẫn là kẻ thù kịch liệt của Toranaga và không bao giờ nó giúp hắn. May mắn là nó không bao giờ tham dự vào một bí mật chính trị nào. Người thông ngôn là phu nhân Maria. An nói dùng tên rửa tội của Toda Mariko. Toranaga nói với ông thế sao? Không thưa đức cha, nhưng tôi tình cờ biết được rằng bà ta đang đến thăm lâu đài và người ta nhìn thấy bà ta với tên Insolet. Ông có chắc không? Tin tức của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Tốt, đèn ao qua nói. Có lẽ Chúa giúp chúng ta theo cái cách của người mà chúng ta không thể hiểu được. Hãy cho người đi mời bà ta đến đây ngay. Tôi đã gặp bà ta, thưa Đức Cha. Tôi cố ý làm như tình cờ gặp bà ta. Bà ta vẫn vui vẻ như mọi khi, rất kính cẩn ngoan đạo như mọi khi. Nhưng trước khi tôi có cơ hội hỏi bà ta, thì bà ta đã nói rõ ra rằng, dĩ nhiên, vương quốc là một mảnh đất rất riêng tư, thưa cha, và theo phong tục có những việc cần phải giữ rất kín. Ở Bồ Đào Nha cũng vậy, và trong xã hội dòng tên cũng thế phải không ạ? Cha là cha xưng tội của bà ta sao? Vâng nhưng bà ta sẽ không nói gì tại sao vậy rõ ràng là bà ta đã được căn dặn trước rồi và cấm không được bàn đến những gì đã xảy ra và những gì đã nói tôi biết họ quá trong chuyện này ảnh hưởng của toranaga sẽ lớn hơn ảnh hưởng của chúng ta đức tin của bà ta nhỏ bé thế thôi ư sự giáo dục của chúng ta lại vô dụng đến thế ư chắc chắn là không bà ta sùng kính và ngoan đạo tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào như thế một ngày kia bà ta sẽ trở thành nữ tu sĩ thậm chí có lẽ là nữ tu viện trưởng nhật bản đầu tiên nữa là khác vâng nhưng bấy giờ bà ta cũng vẫn sẽ không nói gì giáo hội đang lâm nguy việc này quan trọng có lẽ là quá quan trọng đen a qua nói bà ta sẽ hiểu bà ta thông minh không thể không nhận thức ra điều đó được tôi khẩn cầu đức cha không nên thử thách đức tin của bà ta trong chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ thất bại bà ta đã nói trước với tôi rồi đó là điều bà ta đã nói rất rõ ràng chẳng khác như đã biết ra trên giấy có lẽ thử thách bà ta là một việc hay đây vì sự cứu rỗi của chính bà ta đức cha có quyền ra lệnh hoặc là không ra lệnh nhưng tôi e rằng Bà ta sẽ phải vâng lời Toranaga, thưa đức cha, chứ không phải là vâng lời chúng ta. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về Maria, Đen A qua nói. Ông đưa mắt lơ đãng nhìn ngọn lửa, sức nặng chức vụ của ông đè lên người ông. Tội nghiệp Maria, tên tà đạo đáng nguyền rủa kia, làm thế nào chúng ta tránh được cái bẫy này? Làm thế nào để che giấu được sự thật về chuyện các khẩu súng làm sao một đức cha bề trên và một phó vương như dakuha được rèn luyện như thế, giàu kinh nghiệm như thế, với bao năm hiểu biết thực tiễn ở Ma Cao và Nhật Bản, làm sao ông ta lại có thể phạm một sai lầm như thế chứ? Làm thế nào? Ông hỏi ngọn lửa. Ta có thể trả lời được, ông tự nhủ, dễ quá người hốt hoảng hoặc quên mất vinh quang của chúa hoặc đã trở nên kiêu căng ngạo mạn hoặc tê liệt ai mà không thế trong hoàn cảnh như thế này được tay cô biệt đãi tiếp lúc mặt trời lặn một cuộc hội kiến huy hoàng long trọng và đúng nghi thức gần giống như một cử chỉ ăn năn hối lỗi của tay cô có vẻ như sắp sửa muốn cải tạo đi vậy Thế mà rồi bị đánh thức dậy ngay giữa đêm hôm đó bởi sắc lệnh trục xuất của tay cô. Quyết định rằng tất cả các dòng tu phải rời khỏi Nhật Bản trong vòng 20 ngày, nếu không sẽ bị hành hình. Không bao giờ được trở lại. Và tệ hơn nữa là tất cả những người Nhật Bản đã cải đạo trên khắp đất nước được lệnh phải công khai từ đạo ngay, nếu không sẽ bị phát vãng hoặc xử tử tức khác bị dồn vào thế tuyệt vọng đức cha bể trên đã dại dột xúi dục các daimyo theo đạo cơ đốc ở kyushu là onoshi masaki kiyama và harima ở nagasaki trong số họ nổi loạn để cứu giáo hội và đã điên cuồng viết thư kêu gọi các conquistador đến tăng cường cho cuộc nổi loạn ngọn lửa réo ù ù và nhảy múa trong lò rưởi phải đúng thế đen a Qua nghĩ giá mà ta biết được giá mà đa Qua hỏi ý kiến ta trước nhưng làm sao ông ta có thể làm thế được chứ gửi một cái thư đến khoa phải mất sáu tháng và thư trở lại có lẽ cũng phải mất sáu tháng nữa đa Quân Hà quả có viết thư ngay lập tức nhưng ông ta là cha bề trên và tự mình phải chịu trách nhiệm phải đối phó ngay với thảm họa tuy đen a Qua đã lên tàu đi ngay khi nhận được thư. Với quốc thư được vội vã thu xếp giới thiệu, ông là sứ thần của phó vương ở qua. Ông cũng đã mất nhiều tháng mới tới được Ma Cao, nhưng cũng chỉ để được biết là Daguha đã chết. Ông và tất cả các cha cố đều bị cấm không được vào Nhật Bản, nếu không sẽ bị xử tử. Nhưng súng ống thì đã được gửi đi rồi sau đó 10 tuần lễ, có tin là giáo hội đã không bị xóa bỏ ở Nhật Bản, Taiko cô không thi hành các đạo luật mới của ông ta. Chỉ có khoảng năm chục nhà thờ bị thiêu hủy và Takayama bị đập tan. Có tin lọt ra là mặc dù chính thức mà nói các sắc lệnh đó vẫn có hiệu lực, nhưng Taiko cô vẫn sẵn sàng để nguyên tình hình như cũ, miễn là các cha kín đáo hơn trong việc cải đạo con chiên mới cải đạo của họ phải tỏ ra kín đáo hơn và không thờ phụng hoặc biểu tình công khai quá lộ liễu và không được để đám tín đồ quá khích đốt các chùa phật giáo thế rồi khi nỗi gian truân tưởng chừng chấm dứt thì đen ao qua nhớ lại là súng ống đã được gửi đến từ nhiều tuần trước niềm phong bằng con dấu của cha bể trên dakuha vẫn nằm trong các nhà kho của dòng tên ở nagasaki tiếp theo nhiều tuần lễ lo âu khắc khoải cho đến khi súng ống được bí mật tuồn ra đưa trở lại ma cao phải lần này thì niêm phong bằng dấu của ta đèn nào qua tự nhắc nhở mình hy vọng bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi nhưng những bí mật đó không bao giờ để cho ngươi được yên ổn thanh thản cho dù ngươi có mong mỏi hay cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa Hơn một tiếng đồng hồ, đức cha thanh tra ngồi không nhúc nhích trong chiếc ghế da có lưng tựa cao, mắt nhìn chừng chừng vào ngọn lửa mà chẳng thấy gì. alvito kiên nhẫn đợi bên cạnh giá sách, hai bàn tay đặt trong lòng. Những tia nắng nhảy búa trên các cây thập ác bằng bạc treo trên tường phía sau đức cha thanh tra. Trên bức tường bên là bức tranh sơn dầu nhỏ của họa sĩ Titian người Venice mà Dan Aqua đã mua ở Padua hồi ông còn trẻ, nơi cha ông gửi ông đến học luật. Bức tường bên kia xếp hàng dãy kinh thánh và những cuốn sách của ông bằng tiếng Latin, Bồ Đào Nha, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Và hai giá sách Nhật in bằng chiếc máy in kiểu di động của hội truyền giáo để ở Nagasaki mà ông đã đặt mua rất tốn kém ở Hoa 10 năm trước đây sách cầu kinh và đủ loại sách giáo lý kinh bổn vấn đáp do các tu sĩ dòng tên đã khó nhọc dịch ra tiếng nhật những công trình phòng dịch từ tiếng nhật sang tiếng latinh để cố gắng giúp đỡ các đạo hữu nhật bản học tiếng latinh và cuối cùng là hai cuốn sách vô giá cuốn văn phạm bồ đào nha nhật bản đầu tiên công trình cả một đời người của cha sancho avarez in cách đây sáu năm và cuốn kia là cuốn từ điển kỳ lạ Bồ Đào Nha Latin Nhật Bản, in năm ngoái, kiểu chữ Roman bằng chữ viết Hiranaga. Cuốn này đã được khởi công theo lệnh của ông cách đây 20 năm, cuốn từ điển đầu tiên xưa nay chưa từng được biên soạn về các từ Nhật Bản. Cha Anvito cầm cuốn sách lên, vuốt ve nó một cách trìu mến. Ông biết đây là một công trình nghệ thuật vô song. Suốt 18 năm trời, ông đã bảo công ra biên soạn một công trình như thế mà vẫn chưa biết bao giờ hoàn thành được. Nhưng công trình của ông sẽ là một cuốn từ điển có chú giải, bổ sung và tỉ mỉ hơn nhiều, gần như một cuốn sách giới thiệu Nhật Bản và tiếng Nhật. Không một chút hợm mình, ông biết nếu ông hoàn thành được cuốn sách đó nó sẽ là một kiệt tác so với công trình của cha alvarez nếu như tên tuổi ông được hậu thế nhớ đến thì sẽ là do cuốn sách của ông và vì đức cha thanh cha người cha duy nhất ông biết từ xưa đến nay con muốn rời bồ đào nha tham gia công việc phụng sự chúa ư ông tu sĩ dòng tên cao lớn như người khổng lồ đã hỏi ông ngay ngày đầu tiên khi họ gặp nhau ồ vâng thưa cha vâng ạ à. Ông đáp và ngẩng đầu lên nhìn ông ta Với lòng khát khao mong ước ghê gớm Con bao nhiêu tuổi rồi? Con không biết thưa cha Vâng, có lẽ con 10 tuổi Có lẽ 11 Nhưng con biết đọc, biết viết Ông tu sĩ đã dạy con Và con đơn côi Không có gia đình ruột thịt Con không thuộc về ai cả Đen ao qua đã đưa ông tới khoa rồi từ đó sang nagasaki tại đây ông vào trường dòng của hội truyền giáo dòng tên người châu âu trẻ tuổi nhất ở châu á cuối cùng đã có nơi có chốn lãnh chúa toranaga tỏ ra khôn khéo và thân tình với phu nhân yodoko bởi mối quan hệ giữa ông với ngài taiko chồng bà rất thân thiết. Chín năm về trước, chính tay cô đã đề nghị với Toranaga nên lấy Genjiko, em gái của phu nhân Ochiba, sùng phi của tay cô. Tuy nhiên ông biết rằng, tuy Yodoko, vợ tay cô có thể đồng ý, nhưng sùng phi Ochiba ghét ông, sẽ dùng ảnh hưởng rất lớn của bà ta đối với tay cô để ngăn chặn cuộc hôn nhân đó. Với lại, tránh lấy em Ochiba làm vợ là khôn ngoan hơn, vì nếu lấy thì bà ta sẽ có quyền lực ghê gớm đối với ông. Đặc biệt, bà ta sẽ nắm giữ chìa khóa kho tàng của ông. Nhưng nếu như bà ta mà lấy con trai của ông là Sutara và Genkiko là cuộc hôn nhân đã thành. Bây giờ, Genkiko trở nên vô giá đối với ông. Bà ta trở thành thành lũy bảo vệ ông, vì Ochiba rất quý em gái. Việc Zenziko có bầu là niềm vui của ông, bởi Toranaga sẽ có đứa cháu nữa. Không những thế, người thiếp trẻ của Toranaga cũng sắp sinh hạ cho ông một đứa con trai. Với phu nhân Yodoko, trong cuộc gặp gỡ này, bà muốn Toranaga sẽ trở thành nhiếp chính, giành lấy quyền lực trở thành Shogun trong tương lai. Điều này thực sự đã khiến Toranaga sửng sốt, vì ông không muốn trở thành kẻ phản nghịch tuy thế trong cách phân tích của phu nhân yodoko rằng nếu không trở thành stogun và nhận yamon của con bà thì sau này đứa bé cũng sẽ trở thành stogun đây là mong muốn của phu nhân vì bà lo ngại về tương lai của thế tử nếu không có những người như toranaga bảo vệ thì thế tử sẽ gặp nguy hiểm bởi rất có thể chiến tranh sẽ xảy ra toranaga cảm kích suy nghĩ và mong muốn của phu nhân ông hứa hết lòng ủng hộ thế tử và hứa giữ lời với bà. Cũng là cách ông trả ơn với ngài Tai Cô, người chồng quá cố của phu nhân. Một chi tiết nữa, Toranaga suy nghĩ về việc phu nhân đề nghị là ông hãy lấy Ochiba làm vợ, thì chắc chắn ông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc nhiếp chính. Thực sự, Toranaga ngại ngần bởi ông căm ghét Ochiba, bởi bà ta rất cay độc và nham hiểm, câu chuyện về Toranaga tiếp theo như thế nào? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sogun của nhà văn Mỹ Jim Cervell. Bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phục. Nào qua đã đưa ông tới khoa, rồi từ đó sang Nagasaki. Tại đây, ông vào trường dòng của hội truyền giáo dòng tiên. Người châu Âu trẻ tuổi nhất ở châu Á, cuối cùng đã có nơi có trốn. Rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Người ta phát hiện ông có năng khiếu ngoại ngữ, và ông được giữ những chức vụ tin cẩn, làm thông ngôn và cố vấn thương mại. Thoạt tiên là cho Harima, Damio của lãnh địa hizen tại Kisu. Ở đó có Nagasaki, rồi sau làm việc cho chính tay cô. Ông được phong chức linh mục, sau đó lại còn đạt tới đặc quyền của lời nguyền thứ tư. Đó là lời nguyền đặc biệt đứng trên những lời phát thệ bình thường về nghèo khổ, giới dục và phục tùng, chỉ dành riêng cho từng lớp ưu tú trong các tu sĩ dòng tên Lời nguyện phục tùng đích thân giáo hoàng làm công cụ riêng của giáo hoàng để phụng sự Chúa. Đi bất cứ đâu khi đích thân giáo hoàng ra lệnh và làm bất cứ việc gì đích thân giáo hoàng muốn trở thành. Như Loyola, người sáng lập dòng tên, người quân nhân xứ Basque, một trong những regimini militantis, một trong những người lính đặc biệt tự nguyện riêng của Chúa phục vụ vị thống soái được chọn của người trên trái đất. Người đại diện của Đức Kitô là Giáo Hoàng. Ôi, ta thật là may mắn. An Vito thẩm thầm nghĩ, ôi lợi Chúa, hãy giúp đỡ con, để con giúp đỡ được mọi người. Cuối cùng, Đen Aqua đứng dậy, vươn vai và đi tới cửa sổ. Ánh mặt trời lấp lánh tỏa trên ngói mạ vàng của vọng lầu trung tâm cao ngất của lâu đài dáng thanh thoát của cấu trúc gây một ấn tượng sai lầm về sức mạnh đồ sộ của nó. Tháp của tội lỗi, ông thầm nghĩ, nó sẽ còn đứng đó bao lâu nữa để nhắc nhủ mỗi người trong chúng ta? Có phải là 15, không, 17 năm trước đây tai cô đã sai 400.000 người xây đắp, đào bới và bòn rút xương máu nước này để trả tiền cho công cuộc đó? Công trình của ông ta và chỉ sau hai năm ngắn ngủi lâu đài osaka đã hoàn thành một con người phi thường phải và nó đứng sừng sững kia không gì phá hủy được trừ ngón tay của chúa người có thể hủy bỏ nó trong giây lát nếu người muốn ôi lạy chúa hãy giúp con thực hiện ý muốn của người này martin hình như chúng ta có việc phải làm đấy đèn ao qua bắt đầu đi đi lại lại giọng ông lúc này vững vàng như bước đi của ông về tên người anh nếu chúng ta không bảo vệ nó nó sẽ bị giết và chúng ta có nguy cơ bị toranaga thù ghét nếu chúng ta tìm cách bảo vệ được nó chẳng bao lâu nó sẽ tự treo cổ nó lên nhưng liệu chúng ta có dám đợi không sự có mặt của nó là một mối đe dọa đối với chúng ta và không thể giết được nó, có thể gây thêm những tổn thất gì cho chúng ta trước cái ngày hạnh phúc đó. Hay là chúng ta có thể giúp Toranaga khử nó đi? Hay là cuối cùng ta có thể cải đạo được nó. Anvito chớp mắt, "Cái gì ạ?" "Nó thông minh, rất hiểu biết về thiên chúa giáo. Phải chăng trong thâm tâm tất cả người anh thật sự là những người thiên chúa giáo câu trả lời là đúng vậy nếu như vua hay nữ hoàng của chúng là người thiên chúa giáo và câu trả lời sẽ là không nếu vua hay nữ hoàng của chúng theo đạo tin lành người anh không quan tâm lắm đến tôn giáo chúng cuồng tín chống lại chúng ta lúc này nhưng phải chăng đó là vì amada có lẽ blackthorn có thể cải đạo được nếu vậy thì đó là giải pháp hoàn hảo nhất vì vinh quang của chúa và cứu rỗi được linh hồn tà đạo của hắn khỏi kiếp đọa đầy mà chắc chắn nó sẽ rơi vào sau đến toranaga chúng ta sẽ cho hắn những bản đồ mà hắn cần hãy giải thích về các khu vực ảnh hưởng chẳng phải các đường ranh giới được vạch ra thật sự là nhằm vào việc tách rời ảnh hưởng của người tây ban nha và ảnh hưởng của những người bạn tây ban nha của chúng ta đó sao hãy cho hắn biết là về những vấn đề quan trọng khác chính tôi sẽ có vinh dự chuẩn bị và đem lại cho hắn càng sớm càng tốt bởi vì tôi còn phải thẩm tra lại các sự việc ở ma cao xin hắn vui lòng đồng ý trong một thời hạn chăng được không và ông cũng nói luôn rằng ông rất vui mừng thông báo cho hắn biết tàu đen sẽ rời bến sớm 3 tuần với số hàng lụa và vàng lớn nhất xưa nay rằng tất cả phần hàng hóa của chúng ta và ít nhất là 10% toàn bộ hàng chuyên chở trên tàu sẽ được bán cho người do đích thân Doranaga chỉ định. Thưa đức cha, ông thủy sư đô đốc không muốn đi sớm và sẽ không muốn ông có trách nhiệm lấy được giấy phép rời bến của toranaga ngay lập tức cho ferreira hãy đi gặp hắn ngay với câu trả lời của tôi hãy gây ấn tượng mạnh mẽ cho hắn về khả năng của chúng ta đó chẳng phải là một trong những điều hắn khâm phục đó sao có được ngay giấy phép rời bến ferreira sẽ nhân nhượng một điểm nhỏ là tới sớm trong mùa này còn về tên lái buôn thì một gã thổ dân này hay gã thổ dân khác cũng có gì là quan trọng với ông thủy sư đô đốc đâu ông ta vẫn được hưởng phần trăm của mình kia mà nhưng các đức ông onoshi kiyama và harima thường chia nhau buôn cất chuyến hàng tôi không biết họ có đồng ý không vậy thì ông hãy giải quyết vấn đề đó toranaga sẽ đồng ý với thời hạn hoãn lại đánh đổi lấy một sự nhân nhượng những nhân nhượng hay nhất mà ta cần là quyền bính, ảnh hưởng và tiền. Chúng ta có thể cho hắn được những gì. Chúng ta không thể đem các đai cơ đốc nộp cho hắn. Chúng ta... Anvito nói. Dù sao đi nữa, ngay dù cho có thể làm được như vậy. Tôi vẫn không biết chúng ta có nên không, có muốn không. Onoshi và Kiyama là những kẻ thù kịch liệt của nhau nhưng họ đã liên minh với nhau chống lại toranaga bởi vì họ tin chắc rằng hắn sẽ xóa bỏ giáo hội và xóa bỏ cả họ nữa nếu như hắn đoạt được quyền kiểm soát hội đồng toranaga sẽ ủng hộ giáo hội shido mới là kẻ thù thực sự của chúng ta tôi không đồng ý với niềm tin ấy của ông martin chúng ta không được tin rằng vì onoshi và kiyama là người cô đốc giáo tất cả những người khác theo họ hàng trăm nghìn người đều là những người cơ đốc giáo chúng ta không thể làm họ mất lòng được nhượng bộ duy nhất chúng ta có thể đưa ra với toranaga là một cái gì đó có liên quan đến buôn bán hắn cuồng nhiệt về buôn bán nhưng chưa bao giờ tìm cách đích thân tham gia công việc này cả cho nên sự nhân nhượng mà tôi gợi ý có thể sẽ thúc đẩy hắn trì hoãn mà có thể chúng ta kéo dài được thời gian đó thành một sự trì hoãn bất tận ông cũng biết là người nhật ưa cái hình thức giải quyết đó lầm lầm trước gậy tày mà cả hai bên đều tảng lời như không có đúng không theo ý tôi đức ông onoshi và kiyama mà quay ra chống lại toranaga vào lúc này là không khôn ngoan về chính trị họ cần phải làm theo câu phương ngôn cổ về việc dành một chỗ lùi có phải không ạ? À? Tôi có thể gợi ý với họ là biếu Toranaga 25%. Như vậy mọi người sẽ có phần bằng nhau. Onoshi, Giyama, Harima và Toranaga. Như thế chỉ là một sự đền bù nhỏ để làm dịu bớt tác động của việc họ nhất thời đứng về phe Isido chống lại hắn. Vậy thì Isido sẽ nghi ngờ họ và căm ghét chúng ta thêm khi hắn khám phá ra. Isido bây giờ đã vô cùng cam ghét chúng ta rồi. Isido cũng không tin gì hơn họ tin hắn, và chúng ta chưa biết được tại sao họ lại đứng về phe hắn. Với sự đồng ý của Onoshi và Kiyama, chúng ta sẽ chính thức đưa ra đề nghị như thể đó chỉ là ý kiến của chúng ta để duy trì sự vô tư giữa Isido và Toranaga. Còn chúng ta có thể thông báo riêng cho Toranaga biết về sự hào phóng của họ Đệ Nào Qua cân nhắc ưu khuyết điểm của kế hoạch này. Cuối cùng ông nói, Hay lắm, hãy thực hiện đi. Bây giờ về tên tà đạo, hãy đưa những nhật ký hàng hải của nó cho Toranaga ngay hôm nay. Hãy quay lại Toranaga, nói với hắn rằng, các nhật ký hàng hải này đã được bí mật gửi cho chúng ta. Thưa Đức Cha, tôi giải thích như thế nào về việc chậm trễ đưa nhật ký hàng hải này cho hắn ạ? Không phải giải thích gì cả cứ nói sự thật thôi nhật ký hàng hải này là do rodriguez đưa đến nhưng tôi và ông không ai biết những gói niêm phong lại chứa đựng những nhật ký mà người ta không tìm thấy quả thật chúng ta để mất hai ngày không mở các gói đó ra trong sự nhốn nháo đối với tên tà đạo chúng ta đã quên mất các gói đó những nhật ký hàng hải này chứng tỏ blackthorn là cướp biển trộm cắp và làm phản chính những lời lẽ của nó sẽ quyết định số phận của nó một lần dứt khoát và chắc chắn đó là công lý của Chúa. Hãy nói cho Toranaga biết sự thật rằng Mura đã đưa những nhật ký đó cho cha Sebastio như thật sự chuyện đó đã xảy ra. Cha Sebastio gửi chúng cho chúng ta vì ông biết chúng ta cần phải làm gì. Như vậy sẽ thanh minh cho Mura cho cha Sebastio, cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải dùng chim bổ câu đưa thư báo cho Mura những việc đã làm. Tôi tin chắc là Doranaga sẽ nhận ra là trong thâm tâm chúng ta đặt quyền lợi của hắn lên trên quyền lợi của Iabu. Hắn có biết Iabu đã có sự thỏa thuận với Isido không? Có lẽ chắc chắn là hắn đã biết thưa đức cha. Nhưng có tin đồn rằng bây giờ toranaga và iabu kết thân với nhau đấy tôi không thể tin được cái thằng con đẻ của satan đó tôi tin chắc là toranaga cũng không tin nó cũng như iabu không thật sự cam kết gì với hắn bỗng cả hai nghe có tiếng cãi nhau ở bên ngoài cửa mở và một tu sĩ mặc áo chùm đầu chân đi đất bước vào trong phòng bắt cha xôn đi ra cầu đức giê -xu ban phước lành cho các vị. Giọng ông ta giết lên hành học, cầu người tha thứ cho tội lỗi của các vị. Đèn A à Qua quát lên, đạo hữu khất cái bê đạo hữu làm gì ở đây thế? Tôi đã quay trở lại cái đất nước hố xác này để tuyên xưng lời Chúa cho đám vô đạo lần nữa. Nhưng đạo hữu đã bị sắc lệnh cấm không được trở lại nếu không sẽ bị xử tử ngay tức khắc vì tội xúi dục bạo loạn. Nhờ có một phép kỳ diệu, đạo hữu đã thoát được bộ tàn sát ở Nagasaki và đạo hữu đã được lệnh đó là ý chúa và một sắc lệnh bẩn thỉu vô đạo của một tên điên khùng đã chết chẳng liên quan gì đến tôi. Ông tu sĩ nói, ông ta là một người Tây Ban Nha lùn, gầy gò, dâu dài bù rối. Tôi đến đây để tiếp tục công việc của chúa. Ông ta liếc nhìn cha Anvito. Công việc buôn bán thế nào thưa cha? May mắn cho Tây Ban Nha công việc rất tốt. Anvito lạnh lùng đáp lại. Tôi không bỏ thời giờ của tôi vào phòng tài vụ thưa cha, mà là với các con chiên của tôi. Đèn aqua sẵn sọng. Đó là một điều đáng khen ngợi nhưng hãy để thời gian vào nơi đức giáo hoàng đã ra lệnh cho ông tức là bên ngoài nước nhật nơi đây là địa phận riêng biệt của chúng tôi và cũng là lãnh thổ của bồ đào nha chứ không phải là của tây ban nha liệu tôi có phải nhắc nhở ông rằng ba giáo hoàng đã ra lệnh cho tất cả các giáo phái ở bên ngoài nhật bản trừ chúng tôi không đức vua philip cũng đã ra lệnh như thế đức cha đừng phí lời công việc của chúa vượt lên trên mọi mệnh lệnh của trần thế tôi đã trở lại và tôi sẽ mở toang cửa của các nhà thờ và cầu khẩn đám đông hãy đứng lên chống lại bọn vô tín ngưỡng cần phải cảnh cáo ông bao nhiêu lần nữa ông không thể coi nhật bản như một xứ bảo hộ với những người dân in ca mọi rợ rừng rú không có lịch sử cũng chẳng có văn hóa tôi cấm ông không được truyền đạo và đòi ông phải tuân theo thánh trị Chúng tôi sẽ nhất định cải tạo bọn ngoại đạo này. Xin nước cha hãy nghe đây. Còn có một trăm giáo hữu của tôi ở Malina đang đợi tàu đến đây. Tất cả đều là những người Tây Ban Nha tốt và rất nhiều conquistadors đầy vinh quang để bảo vệ chúng tôi. Nếu cần, chúng tôi sẽ thuyết giáo công khai và mặc áo thụng của chúng tôi công khai, chứ không phải là lẩn lút trong những chiếc áo lụa của bọn sùng bái ngẫu tượng như các tu sĩ dòng tên ông không được khiêu khích các nhà chức trách nếu không ông sẽ làm cho giáo hội mẹ biến thành cho bụi đấy tôi nói thẳng vào mặt các ông rằng chúng tôi trở lại nhật bản và sẽ ở lại nhật bản chúng tôi sẽ truyền bá lời chúa bất chấp các ông bất chấp bất cứ giáo chủ giám mục hay vua chúa hoặc giáo hoàng nào vì vinh quang của chúa nói xong ông tu sĩ đi ra đóng sầm cánh cửa lại sau lưng bừng bừng giận dữ. Đen ao qua rót một cốc rượu Madeira. Một ít rượu vang rớt xuống mặt bàn giấy bóng lộn. Những tên Tây Ban Nha này, rồi sẽ hủy hoại tất cả chúng ta thôi. Đen A qua uống thong thả, cô lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng ông ta nói, Martin, hãy cho vài người của ta theo dõi hắn. Và tốt hơn là ông nên báo cho Onoshi và Kiyama biết ngay không thể biết được cái gì sẽ xảy ra nếu cái thằng ngu xuẩn này trường mặt ra trước công chúng. vâng, thưa đức cha. ra tới cửa, cha Anbito ngập ngừng. thoạt đầu là Blackton và bây giờ là Perez. thật khó có thể là một sự trùng hợp tình cờ. có lẽ bọn Tây Ban Nha ở Manila biết Blackton và để nó đến đây cốt gây rối cho chúng ta. có thể mà cũng có thể không phải đen ao qua uống hết cốc rượu rồi cẩn thận đặt cốc xuống dẫu sao thì với sự phù hộ của chúa và sự mẫn cảm cần thiết chúng ta sẽ không cho phép cả hai đứa làm hại giáo hội mẹ thiêng liêng bất kể cái giá phải trả là gì nếu đây không phải là cuộc sống thật thì mình xin làm một thằng tây ban nha trời đánh Blackthorn khoan khoái nằm sấp trên tấm đệm dày. Một phần cơ thể cuốn trong chiếc kimono vải bông, đầu chống lên hai cánh tay. Cô gái đang xoa hai bàn tay lên lưng anh, thỉnh thoảng lại nắn bắp thịt, vuốt nhẹ làn da. Tâm thần anh thư thái, khiến anh gần như muốn rên lên vì sung sướng. Một cô gái khác đang rót rượu sake vào cái chén xứ nhỏ xíu. Cô thứ ba túc trực ở đó, tay đỡ một cái khay sơn mài, trên để một chiếc giỏ tre đầy cá sán sòn theo kiểu bồ đỏ nha, một chai sake kê khác và đôi đũa. Mời An San. Asa lại dâng cái khay lần nữa. Anh lắc đầu và nghiêm trang đặt bàn tay lên bụng. Nhưng anh nhận chén rượu sake, kê, uống cạn. Sono, cô gái đang xoa bóp cho anh dừng lại. Anh bèn cầm lấy tay cô, đặt lên gái mình và làm ra vẻ rên rỉ vì khoan khoái. Cô hiểu ngay và tiếp tục xoa bóp cho anh. Mỗi lần anh uống cạn chén rượu nhỏ, nó lại lập tức được xót đầy. Nên từ từ thôi anh thầm nghĩ, đây là chai thứ ba rồi, mình đã nóng cả đến đầu ngón chân rồi. Ba cô gái, Asa, Sono và Rako đã tới lúc tảng sáng, đem trả lại. Cha Domingo bảo anh, người Trung Hoa đôi khi gọi đó là thức uống dân tộc của Trung Hoa và Nhật Bản. Giấc ngủ của anh chập chờn sau cuộc gặp gỡ với tên thích khách, nhưng trà nóng, chát đã bắt đầu làm anh hồi sức. Ba cô gái đã đem lại những chiếc khăn tắm nóng cuộn lại, thoang thoảng có mùi thơm. Anh tỏ ra không biết dùng khăn đó để làm gì, thì ra cô cô gái đứng đầu ba cô bày cách cho anh dùng lau mặt và lau tay rồi họ cùng với bốn tên samurai canh gác anh đưa anh đến nhà tắm hơi ở phía bên kia của khu vực trong lâu đài và trao anh cho những người hầu tắm blackthorn được người ta tắm rửa tỉa râu gội đầu và xoa bóp sau đó anh cảm thấy mình hồi sức một cách kỳ lạ họ đưa cho anh một chiếc kimono vải bông dài đến đầu gối mới và thêm tabi mới. Các cô gái lại đợi anh. Họ đưa anh tới một căn phòng khác có Kiri và Mariko ở đó. Mariko nói: Đức ông Toranaga đã quyết định đưa Anjin San tới một tỉnh của Đức ông trong vài ngày tới để phục hồi sức khỏe và Đức ông Toranaga rất hài lòng về anh. Anh không cần phải lo ngại về bất cứ cái gì. Vì bây giờ anh đã được đích thân đức ông Toranaga trông nom. Anjin San có vui lòng bắt đầu chuẩn bị các bản đồ với tài liệu nàng sẽ cung cấp không? Sẽ sớm có những cuộc hội kiến khác với đức ông và đức ông đã hứa sẽ sớm để cho nàng có thể có thời giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào của Anjin San. Đức ông Toranaga rất quan tâm đến việc Blackthorn phải học tiếng Nhật và bản thân Đức Ông cũng rất muốn hiểu biết về thế giới bên ngoài, về ngành hàng hải và các đường đi trên biển. Blackthorn lại được dẫn đến chỗ ông thầy thuốc. Không như các samurai, các thầy thuốc cắt tóc rất ngắn, không có đuôi sam. Blackthorn ghét các thầy thuốc, đồng thời sợ họ. Nhưng ông này thì lại khác. Ông thầy thuốc này rất dịu dàng và sạch sẽ, không thể tưởng tượng được thầy thuốc ở châu âu phần lớn là như thợ cạo vụng về thô lỗ và cũng đầy cháy giận bẩn thỉu như bất kỳ ai khác ông thầy thuốc này sờ nắn rất cẩn thận nhìn ngó một cách lễ phép và cầm cổ tay blackthorn để bắt mạch nhìn vào mắt mồm tai anh và nhẹ nhàng gõ lên lưng đầu gối và gan bàn chân của anh bàn tay và cung cách của ông ta đã làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Một thầy thuốc ở châu Âu chỉ muốn có một điều và nhìn vào lưỡi anh rồi hỏi đau ở đâu, sau đó chích máu để lấy cái nhơ bẩn ra khỏi máu và cho anh một thứ thuốc gây nôn mửa rất mạnh để rửa sạch ruột, cho hết các thứ uế tạp. Blackthorn ghét chích máu và uống thuốc gây nôn và mỗi lần sau lại càng tệ hại hơn lần trước. Nhưng ông thầy thuốc này không có dao chích, bát đựng máu, cũng không có cái mùi thuốc ghê sợ thường vẫn bám quanh các ông thầy thuốc. Cho nên, tim anh bắt đầu đập thong thả và anh cảm thấy thoải mái đôi chút. Ngón tay ông thầy thuốc sờ vào các vết sẹo trên đùi anh một cách dò hỏi. Blackthorn làm hiệu tiếng súng nổ và một viên đạn súng trường đã xuyên qua đùi của anh cách đây nhiều năm. Ông thầy thuốc nói, a so de su và gật đầu, lại giò nắn nữa, sâu hơn nhưng không đau ở lưng và bụng. Cuối cùng, ông thầy thuốc nói với Rako, cô gái gật đầu, cúi chào cảm ơn ông ta. Ichiban, Blackthorn hỏi, muốn biết mình đã hoàn toàn bình thường chưa? Hai Azinin san, Hontoka, Honto. Một từ thật hữu ích. Hôn tô có thật không? Vâng, thật đấy. Black thầm nghĩ. Đô mô, thưa bác sĩ. Ông thầy thuốc cúi chào, nói không dám có gì đâu. Black cúi chào đáp lễ. Các cô gái lại dẫn anh đi. Và mãi đến khi nằm trên đệm, áo kimono vải bông nới lòng lẻo. Sono xoa bóp lưng anh. Anh mới nhớ ra là mình trần truồng ở chỗ ông thầy thuốc, trước mặt các cô gái và bọn samurai. Anh đã không hề để ý, cũng không cảm thấy xấu hổ. Nandesuka, Anjinsan, ra cô hỏi. Cái gì thế, thưa ngài hoa tiêu, tại sao ngài lại cười? Đôi hàm răng trắng của cô lấp lánh, lông mày của cô được tỉa vẽ lại thành hình bán nguyệt. Cô búi tóc cao và mặc kimono hoa với một obi xanh xám vì tôi sung sướng ra cô san. Nhưng nói với cô thế nào được nhỉ? Nói thế nào để cô hiểu rằng tôi cười vì tôi sung sướng? Và lần đầu tiên từ khi tôi rời tổ quốc ra đi, đầu óc tôi đã cất được một gánh nặng. Vì lưng của tôi cảm thấy tuyệt diệu, toàn thân của tôi cảm thấy tuyệt diệu. Vì tôi được Toranaga Sama lắng nghe, và tôi đã nã ba loạt đạn vào bọn dòng tên trời đánh và sáu loạt đạn khác vào bọn bồ đầu nha kinh tởm anh vùng dậy thắt chặt kimono lại và nhảy loạn xạ một điệu nhảy thủy thủ miệng hét theo bài hò trên biển để đánh nhịp. Rako và những người khác chố mắt nhìn cánh cửa Soji ngay lập tức bị đẩy sang một bên và lúc này bọn samurai lính gác cũng tròn xe mắt. Blackthorn nhảy rất mạnh hát rất to cho đến khi không kìm được mình nữa anh phá lên cười và ngã vật xuống. Dòng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Shogun của nhà văn người Mỹ James Cavell, bản dịch của dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng, phát trực tuyến trên Internet theo địa chỉ vov2.vn và tần số FM 96,5 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.